Phạm Nhân Tu Tiên tập 159 tập 160 tái hiện huyền thiên thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Về phần tiêm tiêm thì được một đoàn kim quang bao lấy. Chỉ là bên ngoài kim quang lại có tới 8 cái gương đồng lớn cỡ bàn tay vây quanh thân thể mà bay múa. Chỉ thấy mặt sau những tấm gương này hoa văn thái cổ. Trên mặt kính thì hàn quang um tùm, cũng không biết có công dụng gì. Hai người này, ngoại trừ những bảo vật đã lộ ra bên ngoài thì trong tay còn cầm những vật khác nhưng không lộ ra hiển nhiên mọi người đều biết rõ sương mù hung hiểm nên đều chuẩn bị kỹ lưỡng một phen ngay cả hàn lập trong tay áo cũng nắm lấy mấy viên bạo lôi trâu để người gặp phải cương địch thì có thể lập tức tế ra công kích địch mà sương mù bốn phía này thì không giống như ma khí tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị ma hóa đương nhiên ở chỗ này minh thanh linh mục của hàn lập cũng bị hạn chế lớn khoảng cách nhìn cũng chỉ xa có nửa dặm mà thôi cho nên mặt ngoài hàn lập bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì không dám chủ quan chút nào Mắt nhìn bốn phía đồng thời thần niệm đem tình huống phụ cận hơn 10 trượng tất cả đều bao vào trong đó Để ngừa bị ma thú am hiểu ẩn nạc thuật Mà sau khi ba người tiến vào đám sương mù này Thì đều tự giác im lặng không hề mở miệng nói chuyện Chỉ là buồn bực yên lặng là đi Đối với bọn họ mà nói Kết quả tốt nhất dĩ nhiên là không kinh động đến ma thú ở đây Cứ như vậy mà yên lặng xuyên qua khu vực này Cứ như thế Ba người phi hành được nửa canh Giờ thì phía trước vẫn là sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ không có chút dấu hiệu nào là sắp bay ra khỏi khu vực này hàn lập thì vẫn tốt vẫn bất động thanh sắc nhưng tiêm tiêm thì có lộ ra một tia lo nghĩ mà việt tông thì sắc mặt âm trầm số lần nhìn về phía quái trùng trong hộp càng ngày càng nhiều lên hàn lập bay về phía trước trong chốc lát thì bỗng nhiên có trận âm thanh sắc nhọn ngắn ngủi từ phía sau phát ra hắn khẽ giật mình dừng độn quang mà quay đầu lại nhìn chỉ thấy quái trùng trong hộp của việt tông giờ phút này bạch quang đại phóng nửa khúc thân thể trên dựng thẳng đứng cái đầu nổi giận lay động bất định hơn nữa trong miệng phát ra âm thanh quái dị lúc này bề ngoài của nó không chỉ lấm tấm ngân sắc mà giờ phút này sáng chói cái quỷ ảnh trên đầu lâu thoáng một cái trở thành màu huyết hồng dị thượng trông như máu tươi ướt át bất hảo trong phạm vị 10 dặm có xuất hiện yêu ma cấp cao đang hướng đến chỗ chúng ta bay tới độn tốc cực nhanh việt tông sắc mặt đại biến bỗng nhiên lớn tiếng nhìn hàn lập cảnh cáo nói nói cho ta biết theo phương hướng nào hàn lập lại bình tĩnh hỏi có vẻ chấn định dị thường hướng tây nam số lượng tổng cộng có 5 con Việt Tông sau khi nghe quái trùng kêu to vài tiếng thì thoáng nghẹn ngào nói. Năm con thì cũng có chút khó giải quyết, không biết là yêu ma nào. Hàn Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tây nam một cái rồi đột nhiên tay áo run lên. Sau một hồi thanh minh thì 72 thanh tiểu kiếm màu xanh bắn ra, sau đó trong miệng nói lầm bầm và giơ tay chỉ vào những thanh phi kiếm này vài cái. Tất cả số tiểu kiếm này run lên rồi quỷ dị biến mất không thấy đâu nữa. Tùy theo bốn phía hư không có vô số đóa sen màu xanh hiện ra thoáng một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám trên bầu trời thanh quang tràn ngập mà thanh liên sau khi quay tít thì một vòng thì hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng liên kết một mạch hóa thành màn sáng màu xanh thoáng một tí đã đem bầu trời phụ cận che kín trong phạm vi trăm trượng đều bị màn sáng này bao phủ bên trong đúng là đại thần thông xuân lệ kiếm trận của hàn lập cũng chỉ bằng vào kiếm trận này hàn lập mới có thể nắm chắc vây khốn được vài con cao cấp ma thú nếu không thì hắn mặc dù có lòng tin diệt sát được vài đầu ma thú này, nhưng đối với an toàn của tinh tộc nữ tử và Việt Tông thì cũng không dám cam đoan. Vạn nhất sơ suất, bỏ qua một hai con cao dai ma thú thì việc này sẽ hỏng bét. Mà hai người này đều không thể thiếu trong việc này, nên hàn lập tự nhiên là phải sử dụng biện pháp ổn thỏa nhất. Kiếm trận Tiêm tiêm kiến thức bất phàm, vừa thấy cảnh này thì vốn ngẩn ngơ lập tức đại hỉ mà Việt Tông thì mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên đồng dạng cũng biết rõ đại uy năng của kiếm trận hàn lập mặt không biểu tình tay áo run lên một vòng bảo vệ màu xanh lá cây bay cuộn ra về sau màn sáng trên không trung mơ hồ rồi vô thanh vô tức trở nên trong suốt cuối cùng ẩn nấp vô hình phảng phất như dị tượng vừa rồi căn bản không tồn tại lúc này tiêm tiêm và việt tông vừa thấy xuân lệ kiếm trận thần diệu như thế đối với hàn lập lại càng thêm tin tưởng bọn họ sau khi nhìn nhau thì lập tức tới gần hàn lập thêm một ít phiêu phủ ở phía sau hàn lập không quay đầu nhìn lại nhưng cảm ứng được hai người này cách hắn có hơn hai mươi trượng thật không biết tốt xấu thoáng một cái khoảng cách đã quá gần mà trong một lát công phu này phương hướng hàn lập vừa nhìn thoáng qua đột nhiên chuyển đến vài tiếng xì xào huyên náo vừa nghe xong hàn lập lại cảm giác thấy một cỗi bực bội xông lên đầu tâm thần thoáng một chốc trở nên không cách nào tập trung được trong lòng hắn cả kinh nhưng cũng may sau một khắc đại diễn quyết tự hành lưu động trong người sau khi một cỗ hàn ý chảy qua thì tâm thần lại khôi phục như thường ngược lại sau lưng việt tông và tiêm tiêm nghe thấy tiếng kêu này thì biểu hiện khác nhau Việt Tông hai mắt thần quang trở nên u ám dị thường, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng dị thường, hai tay vô ý thức nắm chặt, rồi thoáng cái lại buông lòng ra, phảng phất như có chút mờ mịt. Tiêm tiêm thì trên mặt lại có một tầng thanh quang lóe lên, rồi lại điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá nàng cũng cơ cảnh dị thường, vừa phát hiện ra tiếng kêu dị thường thì đưa ánh mắt nhìn Việt Tông bên cạnh, sắc mặt khẽ trầm xuống suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên không nói gì liền sơ tay lên. Một tấm phù đã sớm giấu ở trong lòng bàn tay bắn ra, sau khi lóe lên thì liền biến thành một mảnh sương mù lạnh lẽo a à, việt tông cả kinh bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng nên phản ứng so với lúc bình thường chậm hơn phân nửa cộng thêm hành động lần này của tiêm tiêm lại xuất kỳ bất ý nên thoáng cái bị hàn khí đem thân thể bao lại kết quả việt tông chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chí từ đầu trực tiếp hướng hai chân lan xuống sự bực bội trong lòng lập tức vô ảnh vô tung biến mất đa tạ tiên tử tương trợ việt tông xua khi khôi phục sự bình tĩnh thì tự nhiên biết mình vừa rồi được nàng tương trợ nên nhìn tinh tộc nữ tử ôm quyền cảm ơn nói. Không có gì, Việt huynh nên cẩn thận hơn một chút mà thôi. Tiêm tiêm tự nhiên cười nói, mà cũng không nói gì thê. Bất quá trong lòng Việt Tông có chút kỳ quái, tu vi hắn có vẻ hơn xa vị tiêm tiên tử này, nhưng mình cũng bất trì bất giác chúng chiêu thì đối phương sao có thể vô sự. Chẳng lẽ trên người đối phương có mang theo cực phẩm bảo vật chấn hồn thanh tâm gì đó? Không chờ Việt Tông suy nghĩ thêm, đám sương mù hướng Tây Nam xáo động kịch liệt một hồi, rồi mấy cái bóng đen lớn gần một trượng hùng hổ xuất hiện, chỉ sau mấy cái chớp động thì trong tiếng kêu quái dị bỗng nhiên chạy ra khỏi sương mù, chân dung lộ ra trước mặt ba người, đúng là từng con ma cầm hình dáng như đại bàng, nhưng gương mặt lại giống như một nữ nhân. Đồng thời nơi vốn hẳn sinh ra hai mắt thì lúc này lại cao thấp song song có bốn con mắt màu bích lục. Theo đó, khuôn mặt nữ tử thoạt nhìn có chút thanh tú thoáng một chút trở nên dữ tận dị thường. Mà trong năm con ma cầm kia thì có bốn con lông vũ màu đen trắng lẫn lộn có tu vi trừng luyện hư sơ kỳ sinh trong đó có một con lông vũ trắng như tuyết khí tức cường đại nhất đã có tu vi luyện hư hậu kỳ lạc lạc dĩ nhiên là người linh giới thật tốt quá lần trước ăn linh giới nhân kia có lẽ đã mấy trăm năm trước rồi con ma cầm cường đại nhất kia một khi nhìn rõ ba người hàn lập thì phát ra thanh tiếng người mơ hồ không rõ thanh âm thô giáp dị thường rất khó nghe hàn lập nghe vậy thì trên mặt vẫn bình thản chỉ đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn con ma cầm cầm đầu không nói gì bất quá con ma cầm có tu vi luyện hư hậu kỳ này tựa hồ linh trí cực cao kế tiếp nó cũng không mang theo bốn gã thủ hạ vội vã nhào tới phía trước mà đứng từ xa nhẹ nhàng vỗ hai cánh lơ lửng trên không trung yêu mục không ngừng hướng về phía ba người hàn lập quét tới quét lui như thể đang cân nhắc thực lực của hai bên hàn lập thấy tình hình này thì khẽ cao mày rồi bỗng nhiên nhảy lên rồi đột nhiên giơ một tay lên năm viên châu sau khi bắn ra nhóm một cái đã hóa thành thanh quang to cỡ nắm đấu sau vài cái chớp động quỷ dị thì bỗng nhiên đến trước mặt năm con ma cầm. Mấy con ma cầm này có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi con cầm đầu kêu to một tiếng thì chúng bỗng nhiên tản ra, cũng không có ý tứ đón đỡ mà đơn giản là tránh né. Dù sao vô luận là ma cầm hay là linh cầm, độn thuật đều nhanh chóng viễn siêu sinh vật trên mặt đất, nhưng Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ nổi lên, một tia cười lạnh, một tay đột nhiên bấm pháp quyết, năm khỏa thanh quang sau khi bắn ra thì phương hướng biến đổi, đột nhiên hướng về chỗ không người giữa năm con ma cầm đồng thời vọt tới kết quả sau tiếng nổ ầm ầm thì năm đoàn thạch quang tụ lại cùng một chỗ đồng thời bạo liệt ra lập tức tiếng sấm nổ vang vô số hồ quang màu xanh chớp động lập tức tràn ngập trong phạm vi trục trượng đem năm con ma cầm không kịp đề phòng bao phủ bên trong hồ quang nhằm năm con ma cầm hung hăng bổ tới thành sắc lôi quang chớp động đem tất cả ma cầm bao phủ vào trong đó hàn lập đứng cạnh việt tông thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ khoái miệng vừa động tựa hồ muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này đột nhiên có một tiếng kêu to từ trong lôi quang kia truyền ra sau vài tiếng phóc phốc thì trong lôi quang phun ra năm đạo cột sáng màu trắng những cột sáng này trong lôi quang cuồng quét một trận thành sắc lôi quang vốn thanh thế thật lớn nhưng lại nhanh chóng bị tiêu diệt một lát công phu sau tiếng sấm vừa dứt thì thấy năm con ma cầm từ trong thanh quang xông ra sau đó quay về sau trong miệng thi nhau phát ra tiếng kêu huyên náo khó trách những con ma cầm này bạo nộ như thế giờ phút này toàn bộ số ma cầm ngoại trừ con cầm đầu kia chỉ có một cánh có chút bị cháy đen thì số còn lại toàn thân đầy vết thương tản mát ra mùi cháy khét lẹt. Chúng mặc dù đã ngăn được một kích vừa rồi, nhưng lôi châu của Hàn Lập tương đương một kích toàn lực của tồn tại luyện hư kỳ, nên mấy viên cùng bạo liệt một chỗ lại không kịp đề phòng thì sao có thể không bị thương tích. Lúc này bốn con kia ngoài thân toàn mùi khét, trên mặt đầy vẻ cuồng nộ, xua khi phát ra vài tiếng kêu thì lập tức hung dữ sống tới Hàn Lập. Chúng hân không thể đem Hàn Lập xé ra thành vô số mảnh rồi sau đó nuốt tươi vào bụng. Ma cầm cầm đầu nhìn thấy tình hình này thì bốn mắt đồng thời chuyển động ánh mắt từ phía xa sau khi chằm chằm nhìn vào hàn lập thì mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp sau khi chần chờ một chút thì bỗng nhiên trong miệng nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn muốn triệu hoán bốn gã thủ hạ trở lại nhưng có một điểm đó là chỉ một chút chỉ hoãn thì đã muộn kiếm trận do hàn lập bố trí có chu vi chừng hơn trăm trượng bốn đầu ma cầm kia độn tốc nhanh chóng chỉ vỗ cánh vài cái là đã đâm đầu vào trong xuân lệ kiến trận chỉ thấy thanh quang lóe lên một màn sáng bỗng nhiên hiện ra thoáng một chút đã đem bốn đầu ma cầm bao vây ở phía trong bốn con ma cầm này chấn động thân hình ảo một cái xoay về sau chảo thủ bốc lên hàn quang nhằm màn sáng chụp tới tuy nhiên móng vuốt của chúng chỉ vừa mới chạm vào quang bích thì lại chỉ nghe thấy vài tiếng vỡ giòn vang màn sáng phảng phất giống như thủy tinh thoáng một tí đã bị phá vỡ bốn con ma cầm vừa đại hỉ thì lập tức trợn mắt há mồm bởi vì màn sáng cũng không phải như chúng nó tưởng tượng mà chỉ là một không gian quỷ dị do vô số đóa thanh liên tạo thành những đó thanh liên này chỉ to cỡ ngón tay cái nhưng lại rậm rạm vô số chẳng chịt chắn phía trước bốn con ma cầm liếc mắt trong đó một con đột nhiên há miệng phun ra một cột sáng màu ngà sữa chỉ thấy cột sáng sau khi léo lên thì đánh vào mấy đóa thanh liên chỉ nghe phanh một tiếng trầm muộn vài đóa thanh liên kia chẳng những không có biến mất mà ngược lại đột nhiên phình lên mấy lần to cỡ nắm đấm nhìn thấy cảnh này mấy con ma cầm này sợ hãi kêu lên một tiếng cả toàn xuân lệ kiến trận sau lần công kích này uy năng đã bắt đầu được kích phát không riêng ở phía trước mặt mà ở các phương hướng khác màn sáng cũng tự hành biến mất rồi tất cả đều hiện ra vô số đóa thanh liên mà đám thanh liên này sau khi quay tít một vòng thì bỗng nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu truyền bốn đầu ma cầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một chút mơ hồ đi đỉnh đầu tối sầm toàn thân như đang ở trong một khu rừng toàn cự mộc màu xanh mỗi một gốc cây đều có chu vi hơn trăm trượng lướt mắt nhìn không thấy cuối cảnh lá rậm rạp cơ hồ đem trọn cả bầu trời che kín bốn con ma cầm thấy đám cự mục này thì cả kinh không nhỏ. Phải biết rằng loại ma thú phi hành này sợ nhất là hãm ở trong rừng cây hoặc dòng sông vì trong không gian này thân pháp bị hạn chế nên cho dù có đại thần thông cũng sẽ suy yếu hơn phân nửa. Lúc này bốn con ma cầm cơ hồ đồng thời đều dương cánh lên, lập tức bốn đoàn hỏa diễm màu trắng ảo ạt từ trên người vọt ra. Sau vài tiếng phốc phốc thì bạo liệt ra, rồi hóa thành vô số hỏa điệp lớn cỡ bàn tay màu trắng hướng cự mộc bốn phía bay đi. Những đóa bạch sắc hỏa diễm này vốn là thần thông ẩn giấu của những ma cầm này, nguyên lai tưởng rằng những cựu mộc này tự nhiên sẽ như củi khô lập tức bị quét sạch nhưng hỏa điệp sau khi bổ nhào về phía trước thì chỉ là một chút mơ hồ rồi phảng phất như không có gì ào ào xuyên thủng mà qua một chút hiệu quả đều không có ảo thuật những ma cầm này cũng có tu vi luyện hư sơ dài tuy linh trí không bằng gã cầm đầu kia nhưng cũng không thấp thoáng một chút là bừng tỉnh đại ngộ trong đó một gã có chút gấp gáp không nói gì đột nhiên hướng về phía cựu mộc trong đó đánh tới bất quá những gì do xuân lệ kiếm trận huyến hóa thành như thế nào lại giống ảo thuật bình thường có thể so sánh được, là thật là giả, trong hư có thật, trong thật có hư. Sau một tiếng vang thật lớn, ma cầm vừa, rồi mới đụng vào cự mục kia thì lập tức bị hất bắn ngược trở lại. Cự mục này phản phất như bằng thép tinh tạo thành, cứng sáng vô bỉ mà con ma cầm kia cho dù thân thể coi như cường đại, thì sau, khi lắc lắc đầu ổn định thân hình thì cũng cảm thấy đầu đau, như muốn nứt ra. Trước mắt đầy sao rơi mà ba con ma cầm kia thấy tình hình này thì không khỏi trợn mắt há mồm. Bên ngoài kiếm trận, con ma cầm cầm đầu kia đột nhiên thấy bốn gã thủ hạ của mình bị màn sáng quấy lại, rồi bỗng nhiên biến mất thì tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Nó há miệng kêu to một tiếng, hai cánh đột nhiên mở ra, phạch phạch một tiếng rồi một vòng bạch sắc quang quyển bỗng nhiên từ thân hình nó toát ra, tùy theo mặt ngoài lông vũ màu trắng, như tuyết lập tức hóa thành hòa diễm rào rạt. Hoàn toàn khác bốn con ma cầm kia, những đó bạch sắc hỏa diễm này bên trong lại ẩn hiện có chiếu phủ văn màu bạc lấp lóe quay cuồng chớp động, nhiệt độ trong không gian phụ cận thoáng một chút đã tăng vọt hơn 10 lần. Xuân lệ kiếm trận vốn đang ẩn nấp lúc này dưới nhiệt độ cao mà cũng bị bức bách khiến linh quang lóe lên rồi một lần nữa hiện ra. Hàn huynh chú ý, đây là kim ô chân hỏa, ngàn vạn lần đừng để nó lại gần, ma cầm này có khả năng có một ít huyết mạch của chân linh kim ô. Tiêm tiêm thấy hàn lập thoáng một cái đã vây khốn được bốn con ma cầm thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng vừa thấy ma cầm cầm đầu thi triển bạch hỏa quái dị thì sắc mặt lại ngưng trọng truyền âm nhắc nhở kim ô chân hỏa hàn lập nét mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại mừng rỡ lúc này ma cầm đối diện đã triệt để hóa thành một con hỏa điều cực lớn hùng hồ nhằm phía hàn lập phi đến nó chưa bay vào mà một cỗ sóng nhiệt đã cuồn cuộn mà đến hàn lập chỉ cảm thấy trong không khí phụ cận hồng quang chợt thiểm vô số đoàn hỏa diễm to cỡ hạt đậu lang không mà hiện lấy hàn lập làm trung tâm phảng phất trong không gian hơn 10 triệu hoàn toàn bị đốt cháy hàn lập thấy tình hình này thì tỏ vẻ như không thấy chỉ thở sâu một hơi rồi đột nhiên há miệng phun ra một đoàn ngân hỏa chỉ sau mấy cái chớp động liền biến thành một con hỏa điều dài hơn một thướng lần này hỏa điều vừa hiện thân thì bên ngoài thân ngân diễm lưới lên rồi nhắm ngọn lửa màu đỏ vừa mới hiện kia mà lao vào như lao vào chỗ chết ao à một cái nó đã chui vào hỏa diễm không thấy bóng dáng không khí vốn đã nóng bức do nhiệt độ cao thoáng một chút nó đã vô ảnh vô tung biến mất tiếp theo ngân sắc hỏa diều thể tích thoáng một chút đã tăng vọt lên non nửa thân hình nho nhỏ vừa động đã hướng bạch diễm đối diện cuồn cuộn kéo đến ma cầm tuy đồng dạng cũng biến thành hỏa điều nhưng thân thể to lớn cơ hồ là gấp bảy tám lần ngân sắc hỏa điều tuy nhiên ngân sắc hỏa điều lại không có ý sợ hãi chút nào ma cầm thấy biểu hiện của ngân sắc hỏa điều thì trên mặt thoáng một chút trở nên cực kỳ kỳ quái vừa có ý e ngại xen lẫn vui mừng nhưng cái nhiều hơn là vẻ tham lam không che giấu được mắt thấy ngân sắc hỏa điều xong đến bốn mắt ma cầm chớp động một chút tựa hồ có chút trần chờ nhưng sau đó một khắc thì ánh mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng lúc này trong miệng nó kêu lên vài tiếng hỏa diễm bên ngoài thân thoáng một chút đã tăng vọt lên vài thước sau đó không hề do dự phóng tới phiêu phệ linh hỏa điểu sau một tiếng oanh thật lớn hai con hỏa điểu đã đánh tới cùng một chỗ lập tức bạch quang ngân diễm đan vào nhau hai con hỏa điểu tranh đấu cùng một chỗ vô luận là bạch hỏa hay là ngân diễm thì sau khi hai bên tiếp xúc liền bộc phát ra thanh âm đùng quái dị phảng phất như nước với lửa tiếp xúc với nhau mà không ngừng mạo liệt ra ngân sắc hỏa điều lấy thân hình nhỏ bé cùng thân hình khổng lồ của ma cầm va chạm mà lại không rơi vào thế hạ phong hai loại hỏa diễm đan vào nhau thôn vệ nhau không ngừng trong chốc lát ngân diễm không ngừng thôn vệ bạch hỏa mà bạch hỏa lại đem ngân diễm triệt để bao lấy bên trong bất quá hàn lập chỉ nhìn một lát thì đồng tử có chút co rụt lại hắn đã nhìn ra mặc dù uy năng của vệ linh thiên hỏa vượt qua đối phương một bậc nhưng vì số lượng quá ít nên chỉ sợ một lát công phu nữa là sẽ bị hỏa diễm của đối phương cắn nuốt sạch, nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh. Chỉ thấy, hắn đột nhiên hai tay bấn pháp quyết, một nóng tay nhắm phía xa xa hư không điểm một cái, phốc phốc một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh to như ngón tay bắn ra, chỉ thoáng một cái đã nhập vào thân thể ngân sắc hỏa điều đang tranh đấu. Những cột sáng này dày đặc mà màu sắc lại càng thanh bích dị thường, tất cả đều là chân nguyên tinh thuần của Hàn Lập biến thành. Một màn kinh người xuất hiện hình thể ngân sắc hỏa diều bắt đầu đại phóng hai thước bốn xích nửa trượng một trượng cơ hồ trong thời gian mấy hơi thở thân thể ngân sắc hỏa điều huyễn hóa to thành ba bốn trượng hình thể còn lớn hơn cả ma cầm theo đó bạch hỏa lại bị ngân diễm phản kích mà rơi xuống hạ phong bạch hỏa từng chút bị ngân diễm thôn phệ hỏa điều do ma cầm hóa thành thấy vậy thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi bốn mắt chấp động rồi đột nhiên há miệng phun ra một viên trâu màu ngà sữa viên trâu này tinh khiết hoàn mỹ tỏa ra tia sáng trắng trói mắt đúng là ma hạch do ma cầm này tu luyện không biết bao nhiêu năm mà thành giờ phút này thấy tình hình không ổn thì trực tiếp phun ra cái ma hạch nà to bằng nắm đấm nhưng sau khi thả ra thì tia sáng trắng thoáng một chút đã hóa thành mấy ngàn vạn cái châm nhỏ cũng nhoáng một cái đã tự hành chia làm hai bộ phận một bộ phận lập tức nhằm phệ linh hỏa điều bắn mạnh tới thoáng một chút đã đem thân hình ngân sắc hỏa điều xuyên thủng vài ngàn lỗ một bộ phận khác nhằm thẳng phía hàn lập bắn tới sau một cái chớp động đã xuất hiện tại màn sáng màu xanh. Cũng không biết những cái châm nhỏ này là loại thần thông không thể tưởng tượng nổi nào mà lại đơn giản xuyên thủng được màn sáng màu xanh, lại lóe lên một cái đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Lập, Ào ạt như gió bão mưa rào hướng hắn vọt tới. Hàn Lập đầu lông mày nhướng lên, thân hình bất động nhưng thủy tinh thuẫn trước thân thể thoáng một chút đã phóng ra, những cái châm nhỏ kia sau khi kích lên phía trên thì run lên, phương hướng bị biến đối trượt theo hai bên tiểu thuẫn mà qua rồi bắn vào hư không cơ hồ cùng lúc đó hàn lập cũng không quay đầu lại giơ một cánh tay hướng về phía sau đánh ra một trảo. năm hư ảnh ngón tay bạch cốt màu trắng lóe lên năm đạo hào quang màu sắc khác nhau bắn ra rồi ngưng tụ thành một mảnh ngũ sắc quang điểm đem những cái châm nhỏ kia cuốn vào tiếp theo quang diễm cuốn về những cái châm nhỏ kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung mà bên kia phệ linh hòa điều sau khi bị mấy trăm cái châm nhỏ xuyên qua thì trên người nó ngân diễn lại lóe lên thân hình lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng tự nhiên không có khả năng là lông tóc không bị tổn hao gì quy năng tự nhiên đại giảm kim ô chân hỏa của ma cầm thoáng một chút thừa cơ cùng ngân diễm rằng có không dứt hàn lập chứng kiến cảnh này thì thần sắc vừa động đột nhiên hai tay bấm quyết thân hình hướng trên mặt đất lan đi một vòng trong chốc lát ngũ sắc quang mang đại phóng rồi đột nhiên có một tiếng phượng minh vút lên trời cao chuyển đến một con ngũ sắc thải phượng thân dài hai trượng xuất hiện ở chỗ hàn lập vừa đứng lần này thải phượng đột nhiên nhằm hướng trước người vung cánh phất một cái một đạo bạch tuyến trong hư không hiện ra sau khi ở trên không trung vặn vẹo một chút thì hiện ra một cái khe hở thải phượng vũ hai cánh thân hình thoáng một chút đã chui vào trong đó một nửa mà cùng thời gian đó bên cạnh phệ linh hòa điều đang run rẩy không ngừng trên không đồng dạo một đạo bạch tuyến quỷ dị xuất hiện mà phía dưới nửa khúc thân trên của thải phượng thò ra hàn lập sau khi biến ảo thành thải phượng đã thi triển ra không gian thần thông của linh cầm thiên phượng một chút đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng xuất hiện trên không trung nơi phệ linh hòa điều và ma cầm đang giao chiến Ma cầm ngay lúc này thấy tế châm không có tác dụng đối với Hàn Lập, thì trong lòng đã cả kinh đem toàn bộ phân thần trong nháy mắt phóng tới chỗ Hàn Lập, cho nên một màn biến thân của Hàn Lập vừa rồi đã bị Ma Cầm này nhìn thấy rành mạch, khuôn mặt nữ tính của Ma Cầm lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao trên Linh Thiên Phượng vẫn được xưng là Vạn Cầm Chi Vương, nó cũng là tồn tại trên Linh Kim Mô, nhưng đối mặt với Thiên Phượng thì cũng không thể không bị khắc chế hơn non nửa. Đương nhiên thải phượng là do Hàn Lập mượn kinh chập thập nhị quyết biến ảo mà ra, căn bản không thể cùng thiên phượng chân chính so sánh nhưng thiên phương chân huyết thì lại là hàng thật giá thật hơn nữa ma cầm cũng không phải là kim ô chân chính mà đồng dạng chỉ kế thừa một phần huyết mạch biến dị mà thôi cho nên khi ma cầm cảm ứng được máu huyết của thải phượng tàn mát ra thì ma cầm này liền không tự kìm hãm được sinh ra sợ hãi hơn nữa lúc trước vệ linh hỏa điều đã rất lợi hại dĩ nhiên có thể cắn nuốt được kim ô chân hỏa khiến cho thần thông cơ hồ là vô địch trong dĩ vãng của nó hoàn toàn bị khắc chế điều này khiến cho ma cầm si ra thối ý không nghĩ thêm gì nữa trong miệng nó phát ra một tiếng tiêm minh rồi đột nhiên phun ra một cột sáng màu nhũ tiếp theo trên người bạch sắc hỏa diễm co rụt lại muốn bất trở ra nhưng vệ linh hòa điều chính là linh hòa trong cơ thể hàn lập hóa thành cùng tâm thần hàn lập có mối liên hệ chặt chẽ hơn cả bổn mạng pháp bảo vì vậy ma cầm kia đâu dễ dàng chạy trốn như thế trong lòng hàn lập vừa động ngân sắc hỏa điều đồng dạng há mồm phun ra một cái kim ngân tế ti đúng là linh tuyền tà quang mà vệ linh thiên hỏa năm đó luyện hóa cột sáng màu trắng là thô to như cổ tay kim ngân tế ti phảng phất như sợi tóc nhưng khi hai cái va chạm thì cột sáng toàn thân ngưng lại rồi lập tức hướng về phía ma cầm quay về tuy ma cầm một thân tu vi không phải là nhỏ nhưng việc công kích tự động bắn ngược lại thì tự nhiên là lần thứ nhất nó kinh sợ vỗ mạnh hai cánh hai đạo bạch sắc quang mang từ hai bên sườn cuốn đi thì mới miễn cưỡng kiềm chế được cột sáng nhưng lúc này kim ngân tế ti cũng đến trước người nó ma cầm này cũng biết kim ngân tế ti rất là cổ quái sao dám đón đỡ nên thân hình đã nghĩ cách tránh đi nhưng lúc này trên đỉnh đầu nó chợt có tiếng phượng minh vang lớn đại tảng thanh sắc quang hoa quỷ dị buông xuống với tốc độ cực kỳ mau chóng đúng là thải phượng do hàn lập biến thành đã theo vết nứt không gian chui ra bên ngoài thân linh vũ bay múa rồi thanh sắc linh quang không một tiếng động đào xuống mà cầm vốn có thân pháp cực nhanh nguyên có thể miễn cưỡng tránh được nhưng lúc này lại đang phải rằng co cùng vệ linh hỏa điều cũng như việc kim ô chân hỏa bắn ngược trở về khiến cho nó nhất thời bị một cỗ cự lực tác động thân thể một chút không kịp tránh đi nhất thời bị thanh quang cuốn vào trong đó ngay cả ma cầm cả người bạch diễm cuồn cuộn nhưng sau khi tiếp xúc với thanh quang thì lại lập tức tan rã như tuyết dưới nắng xuân thanh quang này cũng không biết là loại thần thông nào mà lại vừa lúc khắc chế được kim ô chân hòa, mà ma cầm sau khi bản thể bị thanh quang chế trụ thì cảm thấy thân hình căng thẳng một chút như bị thái sơn ép đỉnh tuy nhiên điều khiến ma cầm sợ hãi thật ra không phải bởi vì một chút cự lực này mà là kim ngân tế ti đã đến sát người không kịp tránh né nữa hàn lập cùng vệ linh hòa điều phối hợp đúng là cực kỳ nhịp nhàng rơi vào đường cùng ma cầm sắc mặt xanh mét đột nhiên há miệng một hơi sâu ma hạch màu trắng kia nguyên bổn đang huyền phù tại phụ cận đột nhiên chợt lóe lên rồi thuấn di đến trước mặt ma cầm nó tính toán dùng vật ấy tạm thời ngăn cản tế ti một chút ma cầm này làm như thế tự nhiên là đối với sự cứng rắn của ma hạch của nó rất có tin tưởng tin tưởng cho dù đối mặt với đỉnh giai bảo vật thì cũng tuyệt đối bình yên vô sự nhưng một chuyện bất khả tư nghị xuất hiện kim ngân tế ti sau khi kích lên ma hạch thì lại vô thanh vô tức căn bản như không có gì ngăn cản trượt lóe mà qua phúc một tiếng trầm đục một cái lỗ đen nhỏ xuất hiện giữa bốn mắt của ma cầm kim ngân tế ti dĩ nhiên xuyên thủng mà qua một tiếng kêu thê lương sắc nhọn từ trong miệng ma cầm phát ra bạch diễm vốn phai nhạt rất nhiều giờ phút này theo âm thanh mà tăng vọt lên mấy lần hai cánh nó mở ra đem thanh quang bốn phía đang giam cầm nó đánh cho tan vỡ Tiếp theo nó không thèm bận tâm đến thế công hung hãn của phệ linh hỏa điều đối diện nữa mà đem hai cánh cuồng phiến vài cái. Một cỗ bạch sắc hỏa diễm từ trên người phóng vọt lên cao. Sau khi quay tròn vừa chuyển động thì sinh ra phong hỏa lực, trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa màu trắng. Trong biển lửa, con ma cầm này thân thái tranh nanh hai cánh vỗ cánh không ngừng, lấy khỏa ma hạ kia làm trung tâm một cái hư ảnh quái điều dài hơn 10 trượng bỗng nhiên hiện lên trên không. Hư ảnh này toàn thân màu đạm kim, hai mắt đen thui, giống như con quạ đen có ba cái móng vuốt. Kim mô pháp tướng, quả nhiên là có vài phần chân linh huyết mạch. Ở trên không trung, trên thân thải phượng bỗng nhiên quang mang kỳ lạ lưu truyền rồi hàn lập một lần nữa biến ảo thành hình người mà đồng thời nhìn hư ảnh trong biển lửa thì thào nói. Mà đúng lúc này, ma cầm trong biển lửa dướn cổ gái một tiếng dài, bạch diễm bốn phía nhất thời ảo ạt lao vào kim điểu hư ảnh. Bạch hỏa này vừa tiếp xúc với hư ảnh thì lập tức không tiếng động nhập vào trong đó. Chỉ trong chốc lát công phu mấy lần hô hấp, cự hư ảnh này đã đem tất cả kim điều chân hỏa hấp vào cả người kim quang trói mắt thân hình dĩ nhiên một chút trở nên giống như thực thể nhưng lông chi màu kim sắc phía ngoài lại như đang bị một tầng bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt mà trong bạch diễm này có vô số ngân sắc phủ văn đang cuồn cuộn sôi trào thành thế càng ngày càng lớn phía dưới ma cầm vẻ mặt hung ác nhìn hàn lập hiển nhiên ngay sau đó sẽ sử dụng pháp tướng phát động công kích lợi hại hơn nhưng kỳ quái chính là đại điều do hàn lập biến thành trên không trung lại đang cúi đầu nhìn lướt qua ma cầm phía dưới rồi đột nhiên nở nụ cười tiếp theo một tay chỉ ma cầm trong miệng nói ba tiếng thật ma cầm nghe như vậy thì lập tức trong lòng giận dữ hai cánh chấn động chuẩn bị hành động nhưng lúc này dị biến nổi lên thân hình ma cầm đột nhiên run lên rồi từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới trong lúc rơi xuống bên ngoài thân trở nên tím đen dị thường đồng thời một cỗ khí tức tanh tưởi nồng đậm tỏa ta nhưng trong nháy mắt toàn thân đã biến thành một đám chất lỏng tím đen ngay cả nguyên thần cũng không thấy chạy ra đúng là bỏ mạng vì kịch độc của linh tuyền tà quang chất động này chẳng những kỳ độc vô cùng mà một chút dấu hiệu khác thường cũng không có bất quá so với quái nga lúc trước thì khả năng kháng độc của con kim ô này kém xa chẳng những cảm ứng chậm chạp mà một khi bị phát tác thì lập tức hóa thành một bãi độc thủy căn bản không thể ngăn cản thấy vậy trong lòng hàn lập buông lòng xuống mà ngân sắc hỏa điều lại vui mừng kêu lên một tiếng hai cánh mở ra rồi đột nhiên phi xuống dưới đem đám độc thủy do ma cầm hóa thành một ngụm nuốt vào trong bụng hàn lập thấy vậy thì ngẩn ra nhưng sau khi hơi do dự cũng không có ngăn trở tuy kim ô chân huyết phi thường quý trọng nhưng hắn đã có tu luyện kinh chập thập nhị quyết nên cho dù có được thuật biến hóa của kim ô thì cũng không có nhiều tác dụng như thế mà nói không bằng để cho phệ linh hỏa điều cắn nuốt để xem nó có biến hóa gì không dù sao hòa điều này có linh tính khẳng định tự động cắn nuốt gì đó thì đều là vật có tác dụng đối với sự tiến hóa Hỏa điểu sau khi cắn nuốt xong độc thủy thì cũng không có quay lại mà nhằm hướng trời cao bay đi. Cũng kỳ quái, kim ô pháp tướng kia sau khi ma cầm ngã xuống lại không lập tức tán loạn biến mất mà hai mắt tối đen nguyên bản có linh quang chớp động lúc nãy đã biến mất vô tung vô ảnh, cho nên đờ đẫn giống như con rối. Hỏa điểu màu bạc vọt vào trong cơ thể kim ô há to mồm cuồng hấp, đem toàn bộ kim ô pháp tướng thôn phệ vào trong cơ thể. Cũng không biết là bởi vì đã đến giờ hay là do một lần cắn nuốt nhiều kim ô chân hỏa quá mà hỏa điểu sau khi cắn nuốt một đoàn bạch diễm cuối cùng vào trong bụng, thì bên ngoài thân hình linh quang chợt lóe một lần nữa khôi phục kích thước ban đầu nhằm hàn lập bắn nhanh đến, cuối cùng chui vào trong cơ thể hàn lập. Cứ như vậy thì chỉ còn lại khỏa ma hạc mà trắng cùng rất nhiều đám tế châm đang huyền phú bất động bên cạnh. Hàn lập cũng không có khách khí, tay áo bảo run lên, một mảnh thanh hà thổi quét qua, ma hạch và hơn trăm ngọn tế châm ở trong thanh quang chớp động tất cả đều biến mất lúc này hàn lập mới quay lại nhìn xuân lệ kiếm trận biến thành quầng sáng màu xanh ở phía sau trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên một tay hắn bấm quyết quầng sáng màu xanh tức tức vỡ vụn ra tiếp theo tầng tầng thanh liên trống rỗng bị đánh tan cuối cùng trở lại thành 72 khẩu phu kiếm màu xanh như cũ kêu lên khe khẽ rồi huyền phù ở chung quanh mà trong tâm đám phi kiếm là tàn thi của bốn đầu ma cầm chàm sát lúc này đang lẳng lặng huyền phù ở nơi đó bốn con luyện hư sơ kỳ ma cầm này xông loạn vào trong kiếm chân nhưng một lúc sau đã bị xuân lệ kiếm trận một hơi chém giết tất cả hàn lập thấy vậy thì cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì sau khi chấp động một cái thì bay đến bên cạnh đám tàn thi sau khi hơi trầm ngâm thì phun ra một đạo ánh sáng mở cuốn tất cả thu vào túi chữ vật hắn cảm ứng được trong cơ thể đám ma cầm này kim ô chi huyết tựa hồ khá mỏng manh nhưng vẫn còn có một tia như thế mà nói về sau hoàn toàn có thể chờ vệ linh hòa, điều luyện hóa xong thu hoạch lần này thì lại để cho nó tiếp tục cắn nuốt loại trên linh chi huyết này cho dù là ở linh giới thì cũng là rất quý hiếm không thể lãng phí mảy may sau khi làm xong hết thảy thân hình hàn lập chấp động vài cái thì đã quy dị quay về tới bên cạnh hai người đồng bạn đồng thời cũng nhẹ nhàng bâng cua nói hảo đã giải quyết xong chúng ta đi đi thôi nghe hàn lập thản nhiên nói vậy việt tông đã sớm mắt chừng miệng há ngây người trong chốc lát ở trong cảm nhận của hắn hàn lập ngay cả lợi hại thì cùng lắm tương đương với thượng tộc cử giai mà thôi nhưng chuyện gì mới xảy ra vậy vị này rõ ràng là tu vi mới là thượng tộc thất giai thế nhưng chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã diệt sát nhiều cao giai ma cầm như vậy không chỉ vậy mà bộ dáng còn rất thoải mái trong đám ma cầm đó chẳng những có tồn tại thượng tộc cử giai mà còn lại ma cầm biến dị mang cho người trên linh huyết hết thảy việc này làm cho việt tông thật sự hoảng sợ đến cực điểm vẫn có chút không tin việc vừa rồi hắn kinh ngạc nhìn hàn lập trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Về phần tiêm tiêm cũng đồng dạng hoảng sợ xong lập tức có phản ứng tiếp lời nói. Lời của Hàn tiền bối rất đúng, nơi đây không phải là chỗ nên ở lâu, nói không chừng còn có ma thú khác ẩn nấp trong đó, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Việt Tông nghe nói như thế thì ngẩn ra vội khôi phục lại, tự nhiên liên tục gật đầu, ba người liền độn quang cùng nhau tiếp tục bay đi. Bọn họ phi hành được hơn nửa canh giờ thì rốt cục cũng bay ra khỏi vụ hải, rốt cục ly khai khu vực này. Ba người không có ý dừng lại mà tiếp tục nhằm phía trước một đường chạy đi. Ba người Hàn Lập cũng không biết, ngay lúc ba người rời đi, trong vụ hải, ở một chỗ khác, một đạo ngân quang từ trên trời bay vụt tới, sau vài cái chớp động thì bỗng nhiên dừng lại. Độn quang trượt tắt, một bóng người mảnh rẻ hiện ra, hai tai nhọn, mặt như hoa đào, phía sau có một cái lông xù nhẹ nhàng quẫy động, thoạt nhìn như một nữ tử xinh đẹp, ánh mắt sau khi đảo qua khắp nơi thì một tay bấm quyết, trong miệng lầm bầm sau một tiếng phanh thì một đoàn sương mù màu bạc trong nháy mắt từ trong thân nàng bạo phát ra sau khi quay cuồng thì nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung quả nhiên là đuổi không sai phương hướng nơi đây là không giả song tựa hồ có khí tức của lũ nhân diện thiếu biến dị chúng nó còn có kim ô huyết mạch còn là thủ hạ của huyết tý không dễ tiếp xúc xong cũng tốt ít nhất đám người ngoại lai kia từ nay về sau không dễ dàng mà thoát thân được nữ tử thu hồi pháp quyết trên mặt lộ ra một tia vui mừng lầm bầm sau đó ngân quang trượt lóe lên nhập vào giữa đám xương hơn một ngày sau ở chỗ hàn lập diệt sát vài tên ma cầm ngân quang trượt tắt nữ tử lại hiện hình mà ra nàng nhẹ nhàng ngửi một phen thì trên mặt lộ ra một tia kinh nghi tiếp theo một tay bấm quyết như lúc trước kết quả một lát sau sắc mặt nữ tử âm trầm bất định nàng cân nhắc một hồi lâu thì bỗng nhiên dương tay phát ra một tiếng huýt gió dài giống như hổ gầm mà lại gần như tiếng rồng ngâm tiếng huýt gió phát ra một hồi lâu mà bốn phía đang im ắng một chút động tĩnh đều không có nữ tử thở ra một hơi tiếng huyết gió dừng lại cặp mi thanh tú nhíu lại một lúc sau ánh mắt nàng chớp động lắc lắc đầu rồi độn quang bay ra khỏi nơi đây xem phương hướng bay đi thì không khác phương hướng của đám người hàn lập đã đi chút nào sâu trong ma kim sơn mạch ở trong một cái sơn cốc bí ẩn trong không trung và trên mặt đất đầy bóng ma thú nơi đây đang tụ tập mấy ngàn ma thú các loại con to thì phảng phất như quả núi nhỏ nhỏ thì chỉ có nắm tay mà ở giữa lũ ma thú có một tòa nham thạch cự đại cao tầm 10 trượng. Ở trên tảng đá lớn lúc này đang có một con ma vật cao mấy trượng, đúng là cự thử lúc trước. Vóc dáng nó so với trước kia đã rút nhỏ, lại vô số lần nhưng lại khiến cho bộ mặt càng thêm dữ tợn. Cự thử ở trên cự thạch vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ cái gì. Hơn ngàn ma thú bốn phía, đại đa số trong mắt đều biểu lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại vẫn đồng dạng duy trì sự yên tĩnh. Một lúc lâu sau, đột nhiên đám ma thú trở tách ra, một con rơi lớn dài vài thước bên ngoài thân đầy kim văm từ trên không tung lao xuống cuối cùng hai cánh thu lại hạ xuống trước mặt cự thử đại nhân thời gian đã tới rồi những người nên tới đều đã đến đông đủ nếu như vậy thì hãy hành động đi bây giờ ta nhắc lại mục tiêu lần nữa là giết sạch tất cả những người từ bên ngoài tiến vào sơn mạch rồi đoàn lấy một cái thanh bàn pháp khí trong tay bọn chúng sau đó dùng cái pháp khí này để tìm ra chi tiên kia cho ta cuối cùng là dâng lên cho thiết ma đại nhân vô luận là ai có thể tìm được chi tiên đều có phần thưởng lớn cự thử nói cũng ngắn gọn trừ bỏ lặp lại một lần nữa về mục tiêu ra thì một câu vô nghĩa cũng không nói hơn một ngàn đầu ma thú ở đây đều đã mở ra lính trí sau khi nghe xong thì lập tức giải tán có kẻ từ trên cao bay đi có kẻ uốn thân chui xuống đất nhưng tất cả đều hướng ngoại phi sơn mạch chạy đi cự thử chính mình cũng đồng dạng nhảy một cái gia nhập vào đại quân ma thú nhưng con thú này không chú ý tới ở trên không trung phía trên sơn cốc mấy ngàn trượng có một đám mây nhìn như bình thường trong đó có một bóng đen ẩn trong đó bóng đen này chấp động đôi mắt màu huyết hồng lạnh lùng chăm chú nhìn hết thảy phía dưới sau khi tất cả ma thú đều rời đi thì kẻ này mới từ giữa đám mây bay ra đây đúng là một con vẹt lớn cả người đầy màu huyết hồng con vẹt này ở trên không truy xoay quanh một lúc thì phanh một tiếng mà tự bạo ra rồi hóa thành một đoàn huyết vụ tán loạn bên trong đó ẩn hiện huyết sắc hành văn trượt lóe lên mà động dạng trong lúc đó ở sâu trong sơn mạch tại một thạch phòng có cấm chế một đại hán nguyên bản đang ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên trong miệng di một tiếng nhẹ rồi mở hai mắt sắc mặt đại hán này tái nhợt mũi cao nhưng ánh mắt âm trầm tên thiết sĩ ma này định làm trò quỷ gì trước mắt thủy tổ đại nhân sắp thức tỉnh lại kêu nhiều người đi giết lũ người ngoại lai kia làm chi mà chi tên kia là vật gì mà khiến hắn phải hương sư động chúng như vậy cơ hồ đưa tất cả cao giai ma thú thủ hạ của hắn ra ngoài đại hán thì thào nói nhỏ hai tiếng sắc mặt có chút âm trầm bất định nhưng một lát sau hắn bỗng nhiên vỗ nhẹ hai tay hai tiếng ba ba vang lên thì cửa đá nhất thời mở ra từ bên ngoài có một nữ tử thướt tha đi vào nàng này mặc một thân cung trang màu huyết hồng nhưng trên mặt có một tầng huyết vụ che chắn nên không thể nhìn ra hình dáng rõ ràng tham kiến phụ thân đại nhân nữ tử vừa đi đến trước mặt đại hán thì lập tức bài lễ nói huyết anh người đứng lên đi ta tính toán đã nhiều ngày hai người thiết xí cùng đa nhãn có đuổi tới địa cung hay không đại hán một tay đưa ra ngăn lại mà nói hồi bẩm phụ thân đại nhân hai người hắn còn chưa xuất hiện tại địa cung thanh âm nữ tử có chút trầm thấp nhưng thanh âm coi như êm tai còn chưa tới nơi này thì xem ra thực sự có chút vấn đề ánh mắt đại hán trượt lóe lên biểu lộ có chút suy nghĩ phụ thân đại nhân thu được tin tức gì ư cung trang nữ tử thanh âm có chút tò mò hỏi ân hiện tại thủ hạ của thiết xí ma tất cả đều đã ly khai xào huyệt đại hán chậm rãi nói cái gì tất cả đều ly khai, chẳng lẽ là... Nữ tử cả kinh nói, không phải chuyện tình như nghĩ đâu, chúng nó đều tất cả hướng về phía ngoài, chuẩn bị đem lũ người linh giới tiến vào sơn mạch này, tất cả một lưới bắt hết. Đại hán lắc lắc đầu nói, diệt sát người linh giới, đây là có ý tứ gì? Cùng chàng nữ tử giật mình nói, đây cũng là lý do ta gọi người tới, việc này tựa hồ cùng một vật tên là Chi Tiên có liên quan gì đó, thủy tổ đại nhân sắp tỉnh. Ta không thể rời đi được nên ngươi đi đem việc này điều tra rõ mười mươi hãy có tin tức gì thì lập tức hồi báo cho ta trong mắt đại hán hàn quang trượt lóe rồi phân phó nói dạ phụ thân đại nhân trong lòng cung trang nữ tử dùng mình nhưng ngoài miệng đáp ứng nói sau đó cung kính rời khỏi phòng cánh cửa đá tự động đóng lại nhưng đại hán nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại nhắm mắt dưỡng thần ngoại vi ma kim sơn mạch trên một rừng cây màu xám trắng hai gã hóa thần kỳ đang sử dụng ba cây phi đao màu đỏ hồng cùng hai gã giống như ma thú gấu chó liều mạng chiến đấu hai con ma thú này chẳng những cao mấy trượng mà bốn bàn tay to lớn vung lên từ đầu ngón tay vô số chảo mang phá không từ hư không hiện ra lên cùng phi đao đan vào nhau rồi liên tiếp bộc phát ra tiếng động lớn thế công sắc bén dị thường gã dị tộc hóa thần kỳ này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi nhưng phía chân trời xa hốt nhiên có một trận thanh quái dị rát rát chuyển đến tiếp theo có một đám mây đen lớn bay tới đây đúng là một đám hàng trăm con hắc sắc độc giác quái điều trong đó có một con dài hơn một trượng hai mắt xanh bước tỏa ra hàn quang âm trầm gã dị tộc hóa thần kỳ này vừa thấy cảnh này thì nhất thời sợ tới hồn vía lên mây nhưng lại bị hai đầu cự hùng quấn lấy nên sao có thể rời đi được chỉ có thể đầu đầy mồ hôi điên cuồng thúc giục ba khẩu phi nhận hóa thành ba đạo kinh hồng đem thân thể bao bọc nghiêm mật nhưng con ma điểu cầm đầu chợt kêu lên một tiếng quái dị thì hơn một trăm con ma cầm chợt giống lên rồi đánh tới phi nhân mới chém giết được hơn mười con thì đã bị chúng mổ nát ngay cả lũ cự hùng đang giao thủ cũng không may mắn thoát khỏi đồng dạng táng thân trong bụng quần ma điều nhưng cuối cùng một con ma điều trong đó đột nhiên hé miệng phun ra một cái pháp khí dạng pháp bàn con ma điều cầm đầu thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng hé miệng phun ra một luồng sáng mờ đem pháp bàn hút vào trong bụng tiếp theo nó dẫn đám quần ma cầm hướng theo một phương hướng khác bay đi ở một ngọn núi khác phía trên không trung năm con ma thú trông giống như con báo nhằm phía dưới lao xuống ở trên đỉnh núi một quần sáng màu vàng đang phiêu phủ trôi nổi thì bị một luồng ma khí màu xám trắng kích lên rồi rằng co không ngớt mà ở phía dưới cuồng sáng hai gã dị tộc đều tự tay cầm một kiện phiên kỳ liều mạng dùng tự thân pháp lực duy trì cuồng sáng lung lai sắp đổ rõ ràng nguy cơ trước mắt ở một chỗ rộng lớn khác lão già họ ngạn cùng bạch diện thanh niên hóa thành lưỡng đạo độn quang đang liều mạng phi độn chạy đi mà ở phía sau bọn họ có một đoàn quái vân màu xanh biếc như một cơn lốc hùng hổ truy theo mắt thấy kẻ phía sau ngày càng đuổi gần lão già họ ngạn trong lòng âm thầm kêu khổ cắn ra một cái rồi bỗng nhiên bàn tay vừa lật lấy ra một tấm bùa màu vàng có chút cũ nát đồng thời trong miệng lầm bầm dưới đem lá bùa tế ra quanh một tiếng một đoàn kim quang trói mắt bỗng nhiên giống như nắng trói hiện lên kim quang quay tròn vừa chuyển động nơi nào kim quang đi qua tất cả ma khí đều tán loạn biến mất thành thế cực kỳ kinh người lục vân thấy vậy thì độn tốc cũng không khỏi chậm lại nhưng một lát sau kim quang liền biến mất hầu như không còn mà lão già cùng bạch diện thanh nên nguyên bản ở phía trước thì lúc này bóng dáng hoàn toàn biến mất Tình hình đồng dạng trong vòng mấy ngày đều xảy ra ở khắp nơi trong Ma Kim Sơn mạch, hơn phân nửa dị tộc nhân tiến vào đều ngã xuống trong miệng ma thú, chỉ ít ỏi 7, 8 người bảo vệ được tánh mạng. Những người này có thể thoát ra khỏi lũ ma thú thì tự nhiên đều không phải là kẻ tầm thường. Một khi phát hiện ra chuyện dị thường, lũ ma thú vốn ở sâu trong sơn mạch đột nhiên kéo ra ngoại vi thì cũng lập tức chuyển từ công khai sang âm thầm hoạt động, trở nên thập phần cẩn thận. Sau khi lũ ma thú chiếm được một phần truy tung pháp bàn thì răng lưới ở khắp mọi nơi ở ngoại vi sơn mạch để điều tra, nhưng quỷ dị chính là, vô luận là dị tộc nhân lưu lại hay ma thú thì đều không truy ra được tung tích của tri tiên, mà lúc này đám người Hàn Lập trải qua vài ngày bôn ba thì rốt cục cũng đã yên bình tiếp cận mục tiêu. Bạn đang xem phạm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, truy cập kênh YouTube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/sacab phim viết liền không dấu nhé hàn lập đứng trên đỉnh một tòa núi nhỏ đưa mắt nhìn về phía một dãy núi xa xa hai mắt hiếp lại nơi này chính là địa phương ngươi nói sao thoạt nhìn không có chút gì thu hút cả đem ánh mắt vừa thu lại hắn quay sang tiêm tiêm bên cạnh hỏi thì chính vì như thế nên hắn mới chọn nơi này việt huynh lộ trình tiếp theo chúng ta không cần ngươi dẫn đường nữa ngươi trước hết ở gần đây nghỉ ngơi một chút ta cùng hàn tiền bối muốn qua đó xem ít thì nửa ngày nhiều thì ba bốn ngày chúng ta sẽ trở lại nếu như quá thời hạn không trở lại, đạo hữu cũng đường để ý tới chúng ta mà tự rời khỏi nơi này là được. Tiêm tiêm quay sang Việt Tông nhoẻn miệng cười nói. Nếu tiêm tiên tử đã nói như thế thì Việt mỗ đành lời biếng vậy. Việt Tông đáp ứng một tiếng rồi sau đó liền ôm quyền hướng về phía một tòa núi nhỏ gần đó bay đi. Chỉ thấy lóe lên một cái người đã chui vào phía trong ngọn núi. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Tiêm tiêm hít sâu một hơi thần sắc trở nên ngưng trọng nói. Hàn lập gật gật đầu, không nói gì mà độn quang cùng tiêm tiêm bay về dãy núi phía trước vừa tiến vào trong sơn mạch mai yên điểu vốn dĩ luôn chờ đợi trên đầu vai của tinh tộc nữ tử lập tức dương hai cánh phóng thẳng lên trời trên không trung bay quanh vào vòng rồi hướng về một phương hướng bay đi hai người yên lặng bay theo phía sau bên trong sơn mạch có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp liên miên không dứt hai người bay theo con chim nọ được mấy ngàn dặm thì trước mặt xuất hiện một tòa núi nhìn rất là bình thường mai yên điểu hai cánh vừa thu lại trong miệng phát ra tiếng kêu to Tiêm tiêm hai mắt sáng ngời, mừng rỡ nói. Đã tìm được cửa vào rồi. Sau đó, nàng thúc giục độn quang, sau khi chớp động mấy cái đã xuất hiện ở ngọn núi gần đó. Sau khi bay quanh ngọn núi này, vài vòng, thì cuối cùng dừng lại tại một chỗ ở trên ngọn núi, thân hình hiện ra và tập trung tư tưởng suy nghĩ đánh giá cái gì đó. Hàn lập cùng lúc đến bên cạnh nàng đưa ánh mắt nhìn ra. Chỉ thấy trước mắt là một vách đá bình thường cao hơn trăm trượng, màu xám trắng bóng loáng, ngoại trừ một ít khí đen lơ lửng ở bên ngoài thì không thấy có chỗ gì khác đặc biệt tuy nhiên trong mắt hàn lập lam mang có chút lóe lên thần sắc thoáng thay đổi một chút giống như là đã nhìn ra được cái gì đó lúc này tiêm tiêm kêu khẽ một tiếng mai yên điểu vốn dĩ đang bay xung quanh trên không trung nghe thấy thì giống như mũi tên vừa bung ra khỏi vỏ phi vút về phía vách đá phốc phốc một tiếng vách đá nhìn có vẻ vô cùng chắc chắn nhưng khi mai yên điểu tiếp xúc thì trong nháy mắt lại nhộn nhạo vẽ lên một đợt gợn sóng mặt ngoài có chút mơ hồ rồi hóa thành một tầng khí đen đậm đặc cả vách đá hóa ra là một cửa vào một cái động rất to mà anh điều tựa hồ không bị khói đen làm ảnh hưởng thoáng một cái đã bay vào trong đó Tiên bối chúng ta trước hết xem xét động tĩnh ở bên trong đã rồi nói sao tiêm tiêm cẩn thận nói rồi ở trên không trung khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm quyết hai mắt nhắm lại tâm thần của nàng đã bám vào trên người ma yên điều để thao túng dò xét tình hình ở bên trong ở bên cạnh ánh mắt hàn lập chớp động như là tự đánh giá cái gì sau trọn vẹn thời gian chừng một bữa cơm sau một tiếng kêu to ma yên điểu từ trong khói đen xông ra sau khi xoay quanh một cái thì đậu vào đầu vai của tiêm tiêm nàng lúc này cũng mở hai mắt ra khá tốt còn thánh giai ma thú kia vẫn đang ngủ say chưa tỉnh ở bên trong đây đúng là thời cơ ra tay tốt nhất ta giờ để ma yên điểu dẫn đường cho tiền bối trực tiếp tới chỗ thánh giai ma thú tuy nhiên ma khí bên trong hung mãnh dị thương cho dù hàn tiền bối có ma công cũng không thể kiên trì được lâu tốt nhất là tiền bối đừng đánh thức con thú này mà trực tiếp dùng thủ đoạn xét đánh đem nó một chiêu diệt sát là tốt nhất tiêm tiêm nghiêm mặt nói sau đó ngón tay chỉ lên không trung một cái mai yên điểu ngay lập tức hiểu rõ mệnh lệnh một lần nữa bay vào trong khói đen tiêm tiên tử yên tâm hàn mộ biết rõ phải làm như thế nào tiên tử không có ma công hộ thể nên ở chỗ này chờ ta đi hàn lập nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt trong chốc lát sau đó mới bất động thanh sắc gật đầu hàn lập lập tức hai tay bấm quyết trên người đột nhiên kim quang trói mắt rồi hiện lên một tầng bảo hộ mỏng thân hình vừa động hắn đã hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng kim bay thẳng vào trong khói đen vừa thấy hàn lập bay vào bên trong khói đen thì nữ tử tắt hẳn bộ dáng tươi cười đồng thời trên mặt lộ ra vẻ do dự thời gian không sai biệt lắm chúng ta cũng nên hành động thôi đột nhiên một đoàn thanh quang từ trên người cô gái bay ra một cái nháy mắt đã hóa thành hư ảnh kỳ lân bé bằng nắm tay nó vừa từ người nữ tử xông ra đã nói luôn chờ một chút đi không cần biết hắn có thể diệt sát đầu thánh giai ma thú kia hay không nhưng chúng ta chỉ cần chúng giao đấu với nhau thì đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến vào chân linh chi huyệt. Tiêm tiêm lắc đầu nói ra. Như thế nào vậy? Người đối với hắn có vẻ kiên kỵ không nhỏ à? Hư ảnh kỳ lân cười hắc hắc nói. Trên đường đi, chúng ta đã chứng kiến thần thông của hắn cực kỳ lợi hại. Người ở trong cơ thể ta hẳn không phải là không phát hiện ra. Ngay cả ma thú thượng tộc cửu sai cũng không thể hoàn thủ nửa khác. Nếu quả thật nếu cùng người này tranh đấu thì phần thắng, dù chỉ là một phần ta cũng không nắm chắc. Mà con thánh giai ma thú ở trong kia nếu ta đoán không sai thì tuy nó đang ngủ say, nhưng nhất định trước đó đã làm ra chút ít để phòng. Nếu muốn đơn giản tiếp cận thì xem ra không có khả năng. Chúng ta cũng chỉ có thể thừa dịp bọn hắn đang lúc tranh đấu thì mới có thể thần không biết quỷ không hay mở ra chân linh chi huyệt. Tiêm tiêm tỉnh táo nói. Người nói cũng có chút đạo lý, vậy thì chờ thêm một lát vậy. Hư ảnh kỳ lân nghiêng cổ nghĩ nghĩ, rồi nhẹ gật đầu nói. Cùng thời gian đó, tại dãy núi ở bên ngoài, Việt Tông đang ở trong một động quật mới mở trong một ngọn núi, mà bế quan ngồi đó. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được cái gì, mặt biến sắc lật bàn tay lên, cái hộp chứa quái trùng trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay. Quái trùng nhìn vẻ ngoài rất giống con tằm này ngay khi cái nắp được mở ra đã lắc đầu liên tục như điên. Việt Tông hít vào một hơi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nhảy lên hóa thành một đạo cầu vồng lao tới động quật. Nhưng thân hình hắn vừa xuất hiện bên ngoài thì sắc mặt đã thoáng một tí đã trở nên cực kỳ khó coi. Ở trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một gã nam tử thân mặc ngân giáp sắc mặt đờ đẫn đang lơ lửng ở đó đúng là tên dị tộc nhân họ khuê trước kia ở trong lầu các cùng bọn họ có chút xung đột hóa ra là tiền bối ta tưởng rằng có ma thú xuất hiện nơi đây tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì không trong lòng việt tông trầm xuống nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói nam tử họ khuê lạnh lùng nhìn việt tông sau nửa ngày không nói gì cuối cùng hỏi một câu những người khác đâu những người khác nào nơi đây chỉ có mình vãn bối thôi việt tông chấn định trả lời Thật sao? Nói như vậy, người có thể lên đường được rồi. Nam tử họ khuê nghe nói như thế thì huyết quang trên mặt lóe lên hiện ra một cỗ sát khí nói. Việt Tông biến sắc, đột nhiên giơ cái hộp trong tay hắn nhằm hướng đối diện mà ném đi, đồng thời linh quang trong tay áo lóe lên. Mấy chục tấm phủ toàn màu sắc khác nhau như mãnh liệt bắn ra, hắn lại há miệng phun ra một miếng ngọc bài màu trắng. Quái trùng sau khi ra khỏi hộp thì lập tức bành trướng thể tích lên gần một trượng, phảng phất giống như quái xà nhoáng một cái quang mình về hướng nam tử họ khuê đồng thời mấy chục cái phủ tòa lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu trắng rộng gần một mẫu đem cả thân hình nam tử họ khuê bao trùm vào trong đó dưới bàn chân việt tông bạch quang trượt lóe lên rồi hiện ra một đôi bánh xe ánh sáng lóe lên một cái rồi bỗng nhiên thân hình biến mất thoáng một cái đã xuất hiện bên ngoài đám sương mù đó cách hơn 10 trượng sau đó độn quang hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng muốn bay đi nam tử họ khuê thấy vậy thì chỉ cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn bỗng nhiên vỗ lên đỉnh đầu mình một cái thân hình thoáng có chút mơ hồ rồi huyễn hóa ra ba cái phân thân giống nhau một phân thân trượt dơ hai cánh tay lên rồi bỗng nhiên hóa thành một đôi quỷ thủ màu máu mười đầu ngón tay nhọn hoắt khí đen bao quanh rồi bổ nhà tới cự trùng ở gần đó hai tay dùng lực mười ngón tay giống như lưỡi đào sắc bén đem quá trùng xẻ ra mấy đoạn một phân thân khác đột nhiên hét lớn một tiếng rồi dùng sức phun ra một vòng sáng bảo hộ màu máu thoáng cái đã ngăn quang đoàn đang bay đến rồi huyết quang chợt chớp động một cái đem những quang cầu này nuốt tất cả vào trong bụng, thậm chí xương trắng gần đó cũng bị hút vào. Còn một phân thân cuối cùng, chỉ thấy hai mắt quang mang lóe lên rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái đã hóa thành một đầu dao long màu bạc bay đi. Chỉ trong chớp mắt, ngân dao đã thuấn di xuất hiện bên cạnh Việt Tông, cái đuôi dao long quật xuống, hai cự chảo hùng hổ giáng xuống. Việt Tông sắc mặt tái nhợt, nhưng đương nhiên là không chịu khoanh tay chịu trói chờ chết, trên người hắn trượt vang lên một tiếng oanh minh rồi trong cơ thể bắn ra hai chiếc bạch cốt phi kiếm mặt ngoài phi kiếm có điện quang chớp động thoạt nhì là biết có chút bất phàm hai kiếm giao nhau chém xuống đón đỡ hai cự trào của giao long chỉ nghe hai tiếng răng rắc rồi hai chiếc cốt kiếm tuy đã khiến cho cự trảo dừng lại một chúng như vẫn vô pháp ngăn cản trả hạ cự lực đè xuống một chút nữa đã ngay lập tức khiến nó bị gãy thành hai đoạn nhân cơ hội này việt tông há mồm phun ra một đoàn máu huyết vào hai cái bánh xe ở dưới chân ý định thi triển một loại độn thuật chạy trốn lợi hại nào đó nhưng hai mắt ngân dao hàn quang lóe lên nó há miệng phun ra một hạt trâu màu hồng viên trâu trong âm thanh giòn dạ đánh tới hạt trâu quay tít một vòng rồi thả ra một màng lớn huyết quang đỏ thẫm lóe lên một cái đã đem việt tông bao phủ ở bên trong việt tông hét thảm một tiếng rồi hóa thành một đoàn máu huyết bị ngân dao nuốt vào bụng sau đó ngân dao quay trở lại hai phần thân khác cũng bay tới chỉ thấy ảo ảnh chớp động một cái rồi ba cái phân thân lập tức hợp lại làm một một lần nữa biến thành tên nam tử họ khuê kia chỉ là lúc này sắc mặt của hắn rất âm trầm ánh mắt chớp động như đang tự định giá cái gì đó mấy người kia cũng xuất hiện ở nơi đây chẳng lẽ cũng là nhằm vào những thứ đó mà tới nhưng chỗ có vật kia không có mấy người biết đến trừ phi là giống như mình bình thường là hử mặc kệ là người đó có lai lịch gì vật kia chỉ có bản tôn mới có tư cách tìm được ai cản trước ta liền thôn phệ hắn nam tử họ khuê thấp giọng nói hai câu trong mắt đầy hung quang chớp động không ngừng nhưng một khắc sau hắn quay đầu lại, nghiêm nghị quay sang một bên nào đó quát, "Là ai ở đó, cút ra đây ngay cho ta." Nhưng bên cạnh vẫn im ắng, cũng không có một bóng người nào xuất hiện, nam tử trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn, tay đột nhiên nhấc một cái, một thanh ngân sắc phi đao bắn ra, chỉ thấy tia sáng trắng lóe lên rồi đao ảnh lập tức bao trùm khoảng không ở một nơi gần đó. Nhưng sau khi đao ảnh chém xuống, thì chỗ hư không kia vẫn trống rỗng, một chút khác thường cũng đều không có. Nam tử họ Khuê trên mặt lộ ra một tia bất ngờ ánh mắt nghi hoặc chớp động hai cái thì sau khi suy nghĩ một lát thì cuối cùng trong mũi phát ra một tiếng hử lạnh một tay hướng về phía xa xa hư không chộp một cái khẩu phi đao kia liền lập tức hóa thành một đạo ngân mang kích bắn quay về sau khi trượt lóe lên thì tiến nhập vào trong tay áo không thấy bóng dáng tiếp theo nam tử không nói một lời huyết quang tụ lại cùng nhau rồi hóa thành một đạo huyết hồng phá không mà đi trong nháy mắt nơi đây trở nên yên tĩnh ngoại chỉ thanh âm gió thổi thì không còn tiếng vang gì nữa ước chừng thời gian bữa cơm sau trên trời cao mới có một đạo ngân quang nhất thiểm rồi một cái bóng người xinh xắn hiện ra người này hai tay đầy đạn khuôn mặt kiều mị đúng là ma thú hình người tên cửu dạ kia nàng đưa mắt nhìn chằm chằm về hướng nam tử họ khuê vừa biến mất mi nhíu chặt một lúc lâu mới thì thảo lầm bầm tên này là ai tuy rằng không phải là kẻ chém chết thiếu chủ nhưng thần thông cũng thật sự không nhỏ nếu trước đó ta không sử dụng bí thuật đem khí tức đổi rời tới chỗ khác thì chỉ sợ không thể giấu diễm được người này không được tên đó từ bên ngoài mà đến mà lại khó giải quyết như thế không phải một mình ta có thể xử lý được nhất định phải cầu thêm viện binh mới được nói xong nàng đưa tay hướng cái đuôi chộp một chảo đưa chảo trà sát nhung mao trong miệng lầm bần vào câu sau đó lại vành lên nhất thời nhung mao của tiếng phúc suy rồi theo tay bung ra và hóa thành vô số đạo ngân mang hết sức nhỏ hướng bầu trời phá không bán đi chỉ thấy ngân quang chớp động vài cái thì liền biến mất ở cuối chân trời mà nàng này sau khi nhìn thấy cảnh này thì thần sắc mới buông lòng đồng thời nhìn theo hướng hàn lập cùng nam tử họ khuê biến mất sau khi trần chờ một chút thì khẽ thở dài một hơi nàng một tay bắt quyết thân hình ở trong ngân quang mơ hồ rồi cuối cùng biến thành trống không hàn lập đi theo ma yên điều kia từ từ ở trong hóc vụ nồng đậm đi tới con chim này thỉnh thoảng có chút lo lắng phát ra vài tiếng kêu thấp tựa hồ muốn thúc giục hắn nhưng hàn lập lại coi như không nhìn thấy bộ dáng vẫn cực kỳ thong thả thấy hắn như vậy ma yên điều kia cũng không có cách nào đành phải phi hành chậm lại phối hợp với hắn đi về phía trước dẫn đường tuy rằng bốn phía ma khí đậm đặc tới cực điểm đưa tay không thấy được năm ngón tay làm cho người ta có một loại cảm giác như đặt mình trong hoàng tuyền nhưng trên thân hàn lập kim quang chớp động không ngừng đồng thời trong mắt hắn lam mang cũng nhẹ chớp đem tất cả tình hình phụ cận dành mạch thu vào trong mắt giờ phút này hắn đã đi vào trong một cái thông đạo có bốn bể thật lớn thông đạo rộng hơn mười trượng hơn nữa bốn vách tường thông đạo có một loại đá chưa bao giờ thấy qua xây thành mà ma khí đậm đặc bên trong thông đạo cũng là từ loại đá kinh ngạc này không ngừng toát ra điều này làm cho hàn lập cảm thấy vài phần tò mò nếu không phải trong lòng có điều kiêng kỵ sợ trên thạch bích này có thể bố trí cấm chế gì đó thì hắn thậm chí có thể tiến vào trong thông đạo moi lấy mấy khối đá màu đen để hào hào cẩn thận nghiên cứu một phen thông đạo này cũng không phải là một cái duy nhất mà là ngang dọc biến đổi giống như mê cung trải rộng cả trong lòng núi hơn nữa càng đi lên phía trước càng có vẻ như tiến sâu xuống dưới lòng đất. Thời gian cứ như vậy qua đi. Lúc trước thời gian Mai Yên đều đi vào đi ra, một chuyến bất quá chỉ là công phu một bữa cơm, mà lúc này Hàn Lập nhẹ nhàng đi theo hồi lâu, vẫn chưa đi đến cuối. Điều này làm cho ánh mắt nhìn về hướng Ma Điều này dần dần có chút hàn lệ. Mai Điều dường như cũng đã nhận ra ánh mắt bất hảo phía sau. Sau khi đi qua mấy chục lộ khẩu đan chéo, thì Hàn Lập cân nhắc liệu có nên dừng lại hay không, thì bỗng nhiên mai yên điều ở phía trước xoay quanh một cái rồi dừng lại hàn lập trong lòng vừa động ngưng thần nhìn về phía trước chỉ thấy ở phía trước ma khí giống như loáng đi rất nhiều mơ hồ có một cái bạch quang thật lớn ở lối ra thần sắc hàn lập trì hoãn sau khi hít sâu một hơi thi bỗng nhiên đưa tay hướng về mai yên điều vẫy tay một cái ma điều này bởi vì ý có kèm theo thần niệm của tiêm tiêm nên tự nhiên thông linh dị thường thấy tình hình này thì chớp chớp hai mắt lộ ra vẻ nghi ngờ nhưng sau khi hơi do dự thì vẫn thành thật bay về phía hàn lập nhưng sau khi nó đến đỉnh đầu hàn lập mới bay xoay một vòng thì đột nhiên áo bảo hàn lập hướng lên không trung du lên một mảnh sáng màu xám mở như tia chớp bắn ra chỉ trượt lé lên đã đem con chim không chút phòng bị quấn vào trong đó mai niểu tự nhiên kinh hãi thậm chí nhất há mồm muốn phát ra thanh âm gì nhưng quần sáng mở vây quanh vừa quay tròn một cái đã khiến cho không có âm thanh gì có thể xuyên thấu qua lúc này hàn lập mới cực kỳ khách khí hướng lên không trung hư điểm ra một cái chỉ thấy nơi đầu ngón tay thanh mang trượt lóe một cái ký hiệu màu xanh trượt lóe lên rồi lướt qua đỉnh đầu đánh lên người ma yên điều không thể nhúc nhích trên người ma điều thanh mang lưu chuyển một trận rồi trong nháy mắt sắc sáng mở biến mất sau khi làm xong việc này thì hàn lập mới vỗ nhẹ bàn tay miệng khẽ lộ một tia mỉm cười bất quá ngay sau đó mục quang hắn chuyển sang lối ra thông đạo phía trước thần sắc ngưng trọng thêm vài phần sau mục hắn nhíu lại rồi đột nhiên má mồm nhất thời một đoàn ngân diễm bay ra sau khi chấp động một cái thì liền biến thành một con hỏa điều màu bạc Hòa điều này vây quanh hàn lập bay cao thấp xoay quanh vài vòng thì liền phốc suy một tiếng chiêu vào vách tường không thấy bóng dáng sau đó hắn lại phất hai tay áo 72 khẩu phi kiếm cũng vô thanh vô tức tản ra trong miệng hàn lập không ngừng thúc giục pháp quyết đám phi kiếm này quay tròn vừa chuyển động liền hóa thành thanh liên đầy trời che kín cả thông đạo nhưng sau đó lại lập tức lóe lên như bỏ nước tán loạn tiêu thất đi làm xong việc này hàn lập xoa cầm trầm ngâm một chút bàn tay lần nữa vừa lật lại lấy ra hai cái phủ triện màu bạc hướng trên mặt đất ném ra trên đường đi hào quang trượt lóe lên rồi liền hóa thành hai đạo đạm kim sắc hạ xuống đất đúng là hai cái giáp nguyên phủ bởi vì đối phó với hợp thể kỳ ma thú hơn nữa còn không phải là loại hợp thể sơ kỳ tồn tại cho nên ngay cả con thú này thân chịu trọng thương hàn lập tự nhiên cũng không dám khinh thường mảy may vì thế cái này là hắn đặc ý trước đó chuyên môn luyện chế ra ngân khoa phủ triện tuy rằng tài liệu luyện chế ra phủ triện đó cực kỳ quý hiếm nhưng là trong siêu cấp đại thành như vân thành thì chỉ cần có linh thạch là tự nhiên là có thể kiếm được sau khi làm tốt hết thảy trong mắt hàn lập hàn quang trượt hiểm một tay vừa động đem một tấm tử sắc phủ triện dán lên người mình nhất thời hào quang đại phóng một đoàn tử vụ tràn ngập ra thân hình hàn lập ở trong đám phủ văn màu bạc chớp động rồi bỗng nhiên biến thành vô hình vì cẩn thận hắn còn vận dụng cả thái nhất hóa thanh phủ theo sau thân hình hàn lập vừa động thân hình từ từ bước đi hắn một bộ thật muốn đi chém giết thánh giai ma thú kia bên ngoài sơn mạch tại lối vào thông đạo lúc hàn lập ra tay cấm chế ma yên điều kia thì đồng thời tiêm tiêm cũng hô nhỏ một tiếng trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn xảy ra chuyện gì hư ảnh kỳ lân kia cả kinh vội ngẩn đầu ngưng trọng hỏi ma yên điều bị người nọ chế trụ tinh tộc nữ tử nhẹ thở ra một hơi thì thần sắc bất định trả lời cái gì sao lại xuất hiện loại chuyện này chẳng lẽ người này đã phát hiện ra cái gì trong mắt kỳ lân tinh quang trượt lóe lên hỏi phát hiện thì rất không có khả năng có thể là người này làm việc luôn cẩn thận, không muốn lúc mình đối phó với thánh giai ma thú kia còn bị ta giám thị. Tiêm tiêm trần chờ một chút rồi không quá khẳng định nói. Nhưng nói như vậy, chúng ta có thể có chút phiền phức, căn bản không biết tình huống hắn cùng ma thú này tranh đấu thì không thể nắm giữ thời cơ xác thực. Hư ảnh kỳ lân vung cái đuôi ánh mắt âm trầm nói. Ta đương nhiên biết việc này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bất chấp việc này, mặc kệ hắn hiện tại có cùng ma thú động thủ hay không, chúng ta cũng nên nhanh chóng hành động đi. Cho dù hắn có thần thông quảng đại, nhưng muốn diệt sát được con thánh giai ma thú kia thì tuyệt đối cũng phải nhất thời nửa khắc mới có thể giải quyết được, chừng đó thời gian cũng đủ cho chúng ta mở ra chân linh chi huyệt rồi." Tinh tộc nữ tử cắn răng một cái nói, "Cũng chỉ có thể như thế, chúng ta đi thôi." Hư Ảnh Kỳ Lân cũng quyết đoán gật đầu, Tiêm Tiêm đưa tay lấy ra một cái tam giác lệnh bài, lệnh bài này đen nhánh, một mặt có điêu khắc một đồ án Hắc Kỳ Lân, một mặt khác lại có mấy ký hiệu màu bạc. Đáng tiếc cái ma lân lệnh này do ta tiêu phí rất nhiều công phu cùng bảo vật mới luyện chế thành trong đó còn thất bại không ít lần đâu nghe vậy tiêm tiêm một tay vừa sờ mặt ngoài lệnh bài trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối thứ này dù cho là chân quý thì sao có thể sánh với đồ vật trong chân linh chi lục được cũng chỉ có thể sử dụng thứ này che giấu thì ngươi mới không bị má khí trong động bài xích có thể dễ dàng lẻn vào sâu bên trong hơn nữa hiện tại còn có hàn tiểu tử kia thay ngươi ngăn trở đầu lộc thánh giai kia ngay cả khi con thú này có phát hiện ra cái gì không ổn thì cũng vô pháp ngăn cản người mở ra linh lục. Kỳ lân nói không cần suy nghĩ. Ngay cả như thế, vật ấy chỉ dùng để che giấu khí tức thì cũng quá là đại tài tiểu dụng, hơn nữa còn là vật tiêu hao phẩm duy nhất. Tiêm tiêm cười khổ nói một tiếng, kỳ lân nghe vậy, thì mở hai mắt muốn nói gì đó thì tinh tộc nữ tử bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại, rồi cầm lệnh bài trong tay ném lên không trung. Trong phút chốc, cái lệnh bài màu đen ở trên không trung quay tròn vừa chuyển động rồi đột nhiên cuồng phong gào thét, từ trong hư không có một cỗ hắc phong kéo ra cơn lốc này kỳ quái dị thường từ trong đột nhiên có một tiếng rít phóng lên cao và từ trung tâm cơn lốc chuyển ra làm cho mọi người ngầm cảnh giác mơ hồ như có một đầu cự thú ẩn nấp trong đó tiêm tiêm sắc mặt trầm xuống một tay không ngừng bắt quyết một tay kia vừa nhấc rồi lại há mồm phun ra một cây tiểu kiếm màu xanh tiểu kiếm khẽ run lên rồi hóa thành một đạo thanh quang với lấy cổ tay sau đó trượt lóe lên bay trở về trong miệng nhất thời đại lượng máu huyết từ miệng vết thương ở cổ tay phun ra đi trong miệng tinh tộc nữ tử quát khẽ một tiếng tinh huyết chảy ra trong nháy mắt ngưng tụ thành đoàn hóa thành một viên đại huyết cầu to cỡ nắm tay nhắm thẳng đến cơn lốc màu đen bắn đi nói cũng kỳ lạ huyết cầu này sau khi tiến vào trong cơn lốc thì chẳng những bên trong tiếng hô lập tức dừng lại mà hóc phong nhìn như đang muốn tàn sát bừa bãi mọi nơi thì cũng lập tức dần dần thu nhỏ lại cuối cùng hóc phong trượt lóe lên mà tiêu thất bên trong hiện ra một vật thể tối đen như mực cơ thể dài hơn một trượng chính là mặc kỳ lân kỳ lân toàn thân ô quang chớp động bên ngoài thân hơi lộ vẻ mơ hồ nhưng cũng chỉ là một cái hư ảnh mà thôi bất quá đối mặt với hư ảnh này tiêm tiêm vẫn ngưng trọng dị thường giơ tay nhằm hư không điểm một cái vô số ký hiệu màu đen quỷ dị bay ra rồi tiến vào trong hư ảnh mà kỳ lân không thấy bóng dáng nhất thời mà kỳ lân nguyên bổn nhìn như hung thần ác sát trong nháy mắt hung quang dịu đi cuối cùng thân hình hạ xuống hóa thành một đoàn hắc quang bay đến phúc phúc một tiếng tiêm tiêm cùng thanh sắc kỳ lân tất cả đều bị hắc quang bao phủ trong đó che kín hắc hắc may mắn năm đó ta còn nhớ rõ đầu chỗ chỗ an táng kỳ lân này nên mới có thể dùng tàn thi khí của nó mà luyện hóa ra bảo vật này bởi vì người cùng ta có quan hệ công sinh cùng có kỳ lân khí tức nếu không lấy tu vi của người bây giờ không những không khu động được bảo vật này mà ngược lại còn bị phản phệ thành xác kỳ lân cười hai tiếng nói chính là vì quý trọng như thế nên ta mới không nỡ sử dụng bảo vật này bây giờ nếu không lấy uy năng của nó thì ít nhất tại thời khắc mấu chốt có thể cứu ta một mạng tinh tộc nữ tử cười khổ một tiếng nói bất quá nói thế nhưng nữ tử này cũng không trần chờ gì nữa thân hình vừa động trong đám hắc quang chớp động mà nhập vào trong ma khí hai người cũng không biết ngay khi họ tiến vào trong ma khí không lâu đột nhiên từ sườn núi phụ cận có một vật to bằng quyền đầu màu xám trắng bay lên vật này mặc dù không lớn mặt ngoài trượt như hóa lỏng mặt ngoài tấc tấc nứt ra rồi hóa thành một con kim giáp trùng nó trượt lóe lên rồi liền vô thanh vô tức bay vào trong thông đạo ma khí đồng thời lúc đó hàn lập cũng lặng lẽ xuất hiện tại một gian sàn đại sành hai mắt nhìn vào trong đó đánh giá đại sành này hình tròn rộng lớn vô cùng đường kính chừng hơn năm trượng tại trung tâm đại sành ngoại trừ một cái kim sắc pháp trận rộng hai mươi mấy trượng thì bốn phía còn có mười hai cây cột đá đen nhánh cao mấy trượng đứng đó phía trên có điêu khắc một số yêu ma mặt mũi hung tợn dị thường từ đồ án này phun ra một luồng ma khí đen nhánh nhằm hướng trung tâm pháp trận thổi đi mà trung tâm pháp trận này có một cái giường lớn đỏ như máu phía trên có một cự viên màu đen dài mấy trượng đang nằm con vượn này răng nanh lòi ra tứ chi dài đều chọc ba cái sừng hoàng quang loè loè trong ngực nó có một vết thương màu tím miệng vết thương rộng bằng cỡ đầu lâu người thường thậm chí có thể nhìn rõ ràng từng cái xương sườn cùng một trái tim màu đen đang nhảy lên không ngừng cái quỷ dị chính là hai mắt cự viên nhắm nghiền bên ngoài thân ô quang chấp động đem ma khí bốn phía hút vào trong cơ thể mà cái giường màu đỏ như máu phía dưới thì có một tầng huyết vụ quay cuồng cũng không ngừng hướng về phía cựu viên cuốn đến hàn lập đứng ở cửa lại lùng nhìn chăm chú vào đại sành nhưng cũng không có ý tứ muốn động thủ chút nào giờ phút này thân hình hắn hoàn toàn bị hư hóa coi như là người gần trong găng tấc cũng khó có thể phát hiện ra hắn bất quá đối mặt với một gã hợp thể kỳ trung gia hàn lập vẫn không dám dễ dàng vọng động cho nên hắn đến bây giờ vẫn bảo trì khoảng cách yên lặng quan sát kẻ trước mắt. Tuy nhiên, sau khi kim giáp trùng từ sườn núi bay ra tại bên ngoài động phủ, thì thần sắc Hàn Lập có chút động, trong mắt Hàn Quan trượt lóe liền khôi phục như thường. Lúc đầu trước khi tiến vào nơi đây, vì ngừa vạn nhất hắn đã thần không biết, quỷ không hay để lại một con vệ kim trùng ở bên ngoài. Đương nhiên con trùng này bị một tia thần niệm của hắn phụ thân, mà cũng chính là sau khi cắn nuốt thạch độn mà sinh ra biến dị. Lại nói tiếp, vệ kim trùng này, từ sau khi biến dị thì thân thể càng thêm cứng rắn, trọng lượng cũng nặng hơn, nhất là sau mấy trăm năm sử dụng nguyên cứu, Hàn Lập đã phát hiện ra nhiều loại thiên phú dị bẩm mới của nó. Một trong số đó chính là khả năng liễm khí hóa thạch. Loại thiên phú biến dị này do Hàn Lập tại một lần tu luyện kỹ xảo thao túng thần niệm mà vô ý phát hiện ra. Loại phệ kim trùng này sau khi chui vào trong thổ thạch thì lại có thể phun ra một cỗ thổ linh lực quỷ dị, có thể xảo rượu mà cùng thổ thạch phụ cận hóa thành một thể. Theo đó, trừ phi chính là hữu tâm nhận biết rõ về bí mật của kim trùng này hoặc là chuyên môn tu luyện linh mục có thể trực tiếp khám phá ra thì người khác cho dù thần niệm cường đại đến mấy thì cũng chỉ cần nó ẩn núp trong thổ thạch không ra thì cũng không cách nào phát hiện ra điều dị thường cũng bởi vì vậy nên hàn lập mới có thể dễ dàng độc thân xâm nhập vào dãy núi lớn như thế mặc dù bởi vì ma khí cách trở nên hắn không có cách nào thông qua phệ kim trùng mà biết được chuẩn xác hành động của tinh tộc nữ tử nhưng thông qua thần niệm hắn mơ hồ cảm ứng được đối phương bây giờ cũng không có thành thật lưu ở bên ngoài mà là có một ít hành động nho nhỏ, nhỏ đối với việc này hàn lập cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc nữ tử này ngay từ đầu đã đưa ra điều kiện dùng tài liệu của thánh giai ma thú để chữa trị thiên ngoại ma giáp thì hắn đã đoán được đối phương có thể ẩn tàng chút gì rồi nữ tử này rõ ràng không phải là tinh tộc nữ tử bình thường tài liệu thánh giai ma thú cực kỳ hy hữu nhưng nếu chỉ vì một khối ma hạch thì hắn không đáng để đối phương phải hậu tạ như thế thậm chí là không tiếc đem bảo vật như thiên ngoại ma giáp tương tặng nhất là sau khi tiến vào ma kim sơn mạch bọn họ mấy lần gặp tao ngộ cực kỳ nguy hiểm mà nữ tử này vẫn không lộ ra vẻ buông tha chút nào vì vậy trong lòng hàn lập lại càng tám chín phần khẳng định rồi nhưng đối với chuyện này hắn cũng không có gì tức giận đối với hàn lập mà nói chỉ cần nữ tử này không làm tổn hại đến lợi ích của hắn thì đồng thời thật sự có thể dựa theo quy ước định trước đó về dùng thánh giai mà hạch để chữa trị thiên ngoại ma giáp thì cho dù nàng có một chút tiểu động tác thì hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua nữ tử này ngay cả có chút thần thông nhưng tu vi thấp như thế thì Hàn Lập tự hỏi, có thể tùy thời nắm giữ được toàn cục. Hàn Lập đứng ở cửa đại sảnh quan sát trường một chén trà nhỏ công phu, rốt cục xác định gian đại sảnh này ngoại trừ cái pháp trận cùng 12 cây cột thì không có bất cứ cấm chế gì khác, mà cự viên trước mắt cũng quả thật thân chịu trọng thương, hơn nữa đang ngủ say, cứ như vậy mà nói, trước khi chuyện của tinh tộc nữ tử có mưu đồ gì được xác minh, thì hắn cũng không ngại trước tiên đem đầu thánh giai ma thú này diệt sát thu lấy tinh hạch, chỉ cần không phải cùng đối phương đối cứng mà nói nếu đánh lén thì hắn tự hỏi có thể nhất kích diệt sát ma thú này hàn lập trong lòng tự định giá như thế trong mắt hàn quang trượt loe rốt cuộc quyết định động thủ hắn hít một hơi sâu hai tay áo bào run lên từ một tay thanh quang trượt lóe mười mấy viên trâu màu xanh hiện lên trong tay còn tay kia đột nhiên lấy ra một tay phủ lạp rồi đồng thời hướng trước người ném đi hai cái này đồng thời hiện lên ở trước người hàn lập tiếp theo trên người hàn lập kim quang chớp động rồi có hai con kim sắc giáp trùng bay ra sau khi làm xong hết thầy việc này hàn lập mới đan thủ kết quyết thân hình một chút từ trong hư hóa lặng yên trở lại như cũ trong quá trình này mắt hắn nhìn không chớp chút nào vào hắc sắc cự viên trong đại sành con vượn này vẫn nằm yên trên giường huyết sắc căn bản không có chút phản ứng dị thường gì hàn lập thần sắc hơi ngưng trọng ngón tay nhắm điệp phủ trước người điểm một cái nhất thời đám phủ lạp này đồng thời hướng bốn phía đại sành lặng yên trôi đi sau đó ngân mang trượt lóe lên mà lặng yên biến mất mười mấy viên châu cũng chậm rãi bay về phía cây cột màu đen nhưng khi bay đến đỉnh cây cột đó đám thanh sắc viên châu này đều dừng lại cứ như vậy mà trôi nổi tại đây không hề dị động hai con phệ kim trùng dưới sự điều động của thần niệm như quỷ mị ẩn núp cách pháp trận không quá mười mấy trượng sau khi làm xong hết thầy hàn lập nhìn hắc xác cự viên một cái thấy vẫn không có động tĩnh gì thì do dự một chút rồi đột nhiên một tay nhám một góc đại sảnh hư không điểm ra linh quang trượt lóe một con hỏa điều màu bạc quỷ dị hiện lên hai cánh vỗ một cái rồi biến mất không thấy sau một khắc trên đỉnh đầu pháp trận hỏa điều màu bạc không một tiếng động hiện ra trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích hàn lập sắc mặt ngưng trọng dị thường nhưng trong lòng quyết đoán dùng thần niệm thúc giục Hòa điều màu bạc trên bầu trời nghiêm miệng phun ra một cây kim ngân tế ti đúng là linh tuyển tà quang kim ngân tế ti độn tốc cực kỳ kinh người cơ hồ vừa ra khỏi miệng thì đã xuất hiện ngay trên pháp trận pháp trận này quả nhiên không phải tự nhiên được bố trí ở đây trong đại sảnh trượt vang lên tiếng vù vù rồi đột nhiên một tầng huyết quang từ hư không hiện lên đem cự viên phía dưới che chắn nghiêm mật nhưng Kim Ngân Tế Ti vừa tiếp xúc với màn hào quang này thì coi như không thấy, mà trực tiếp xuyên thủng mà qua, sau khi trượt lóe lên thì quỷ dị xuất hiện trên đầu cự viên. Chỉ thấy linh tuyền tà quang sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu lâu mà qua, mắt thấy loại tình hình một kích đắc thủ này, từ xa xa Hàn Lập cũng ngừng hô hấp một chút, nhưng đương một tiếng. Thân hình cự viên nguyên bổn nhìn như không có vật gì che chắn đột nhiên được bao trùm bởi một tầng tử xác chiến giáp nghiêm mật mà Kim Ngân Tế Ti sau khi kích lên mặt giáp che đầu cự viên thì run lên mà bắn ngược lại đồng thời phát ra thanh âm kim loại va chạm quỷ dị xa xa Hàn lập thấy vậy thì sắc mặt đại biến lúc này không chút do dự đồng thời cũng không hề che giấu cái gì nữa trên người kim quang trượt lóe đỉnh đầu nhất thời hiện ra một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay trong lòng hắn yên lặng nói lẩm bẩm ba đầu hai tay hai mắt vừa mở lộ ra thần quang lành lạnh sáu cánh đồng thời hướng lên không trung vung ra rồi hợp lại trong bàn tay to ánh vàng rực rỡ chợt lóe lên rồi có thêm ba thanh cự kiếm ba thanh đại kiếm này mặc dù tạo hình cổ phác mặt ngoài đều có ký hiệu chấp động lưu truyền nhưng hình thức và màu sắc lại bất đồng một cái mỏng như từ giấy kim quang lòe lòe một cái thân hẹp dài thanh quang trói mắt cái cuối cùng dậy đen nhánh như mực chạm hàn lập cơ hồ dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy lành lạnh nói đồng thời hai tay kết quyết hướng xa xa điểm một cái ba tiếng phốc 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 chuyển đến ba đạo kiếm quang màu sắc bất đồng chạm ra rồi trong nháy mắt hợp nhất hóa thành một đạo tam sắc lưu quang nhằm phía hắc sắc cự viên chạm đến mà cơ trong lúc đó mấy chục viên châu phía trên cây cột màu đen đồng thời rơi xuống thanh quang chợt lóe rồi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa tiếng nổ như tiếng sấm trong khoảnh khắc chẳng những 12 cây cột đen bị lôi điện đánh sụp vỡ mà cả tòa pháp trận cũng bị điện hồ bao phủ trong đó màn màn hào quang và điện quang vừa tiếp xúc thì hình thành thế tử quang cùng thanh hồ rằng co lẫn nhau mà màn hào quang màu tím cơ hồ lập tức phát ra tiếng gào vỡ chói tai cùng vô số thanh sắc điện hồ nhằm phía dưới hung hăng bổ tới đồng thời hai con vệ kim trùng đã đợi từ lâu cũng cùng tam đạo kiếm quang đồng thời kích tới chật lóe lên thừa dịp mà vào ngoài vệ kim trùng ra tam sắc kiếm quang chính là một loại thần thông mà hàn lập ngộ ra từ phạm thánh chân ma công thần thông này đem chân nguyên bất đồng dung hợp làm một thể nó có thể đồng thời thúc giục phạm thánh chân ma công thanh nguyên kiếm quyết cùng kim cương quyết ba loại công pháp sau đó đó mượn chân ma pháp tướng một kích phóng ra phạm thánh chân ma công cùng thanh nguyên kiếm quyết cũng không nói nhưng kim cương quyết kia nguyên bản là công pháp luyện thế nên việc có thể đem chân nguyên phóng thích thông qua nó có thể xem như cực kỳ quý hiếm loại thần thông này được hàn lập gọi là tam nguyên tràm bởi vì ba loại chân nguyên bất đồng có tác dụng tương hỗ bù trừ nên có uy lực hơn xa bất kỳ loại phóng thích công kích chân nguyên đơn lẻ nào có thể nói là hơn một số lần mà một tràm vừa rồi cũng đã rút ra khỏi cơ thể hàn lập một nửa chân nguyên cho nên tam sắc kiếm quang này tuy nhìn bình thường nhưng nhất chạm này cơ hồ có thể khai sơn phách hải hơn nữa lúc này lại có vài loại công kích đồng thời giáp công chỉ cần áo giáp của cự viên kia kém cứng rắn một chút là hàn lập có bảy thành nắm chắc có thể một kiếm chém chết lúc này mắt thấy điện hồ màu xanh đi trước một bước đánh lên tử sắc chiến giáp bên ngoài thân cự viên thì trong pháp trận lại có dị biến nổi lên cái giường lớn trượt nổi lên ký hiệu sáng ngời rồi lại thả ra huyết mang chói mắt đem mặt trên của tử giáp che chắn lại hồ quang hung hãn đánh lên huyết quang này cũng không biết cái giường này là bảo vật gì mà đối mặt với công kích kinh người như thế chỉ cần thả ra huyết quang là lại có thể chống đỡ được bất quá ngay sau đó tam sắc kiếm quang cùng hai con vệ kim trùng trước sau đụng vào huyết mang âm âm một tiếng cả tòa đại sảnh run rẩy kịch liệt trong nháy mắt bị đủ mọi hào quang bao phủ một đoàn màu sắc rực rỡ kiêu dương từ trung tâm pháp trận dâng lên hết sức lóa mắt hàn lập đứng ở xa xa trong mắt lam quang chớp động nhưng hai tay không đình chỉ chút nào. Một bàn tay đột nhiên hướng hư không trên trời cao, tay kia bấm quyết thúc giục phạm thán pháp tướng trên đỉnh đầu. Sau một tiếng kêu, không chờ âm thanh bạo liệt phía dưới đại sảnh gián đoạn, vệ linh hỏa điều hai cánh thu lại, rồi lao xuống, một đầu chui vào trong quang đoàn. Nhất thời trong vầng sáng chói mắt lại có thêm một đóa ngân diễm, sau khi chợt lóe lên thì liền tiêu thất. Trên đỉnh đầu hàn lập, pháp tường được thúc giục thì cự kiếm trong sáu tay, đồng thời tán loạn biến mất. Sau đó, một đoàn kim sắc quang cầu từ trong lòng bàn tay kích ra trong tiếng gầm rú một cơn lốc màu kim sắc phóng lên cao một chút đã đem cả đại sành quấn vào trong đó một cỗ áp phong thật lớn từ trung tâm tỏa ra bốn phía cho dù là hàn lập đứng xa đại môn thì vẫn bị cỗ áp lực khổng lồ này bước lui về phía sau hai bước đột nhiên thần sắc hắn vừa động pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên dừng công kích lại cùng lúc đó hai tay áo hàn lập run lên một tầng quan hà màu xám cùng một mảnh ngũ sắc quang diễm hiện ra bên người đem thân thể hắn bảo hộ nghiêm mật đồng thời một cái thủy tinh tiểu thuẫn trong cổ tay áo phi ra nhẹ nhàng chán trước người hàn lập lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn ra hướng xa xa không nói gì mặc dù có linh mục thần thông nhưng trong tình huống hào quang bạo liệt trói mắt như thế thì hắn cũng không thể thực sự thấy rõ ràng được cái gì nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng mặt kệ con cự viên thánh giai này bị trọng thương như thế nào nhưng đến bây giờ vẫn không kêu rên lên một tiếng nào ngay cả nằm trong trung tâm bạo liệt mà cũng không có phản ứng gì thì điều này thật sự là có chút khác thường. Một gã hợp thể kỳ có thực sự bị hắn một kiếm chém chết thì cũng tuyệt đối không thể yên tĩnh như vậy. Hàn lập trong lòng cân nhắc sau đó thần niệm tản ra hướng phụ cận đào một vòng, nhưng vào lúc này một trận cười quỷ dị rát rát từ trong đại sảnh truyền ra. Hàn lập trong lòng lầm bầm thần niệm trong nháy mắt thu lại hướng về cơn lốc kim sắc nhìn lại. Quanh một tiếng như tiếng sét đánh truyền đến. Cơn lốc màu kim sắc mặc dù quây kín bao vây lấy quang cầu bên trong nhưng vẫn có vài giọt tử ngân hết sức nhỏ trượt lóe lên rồi từ bên trong lọt ra. Tiếp theo có vài tiếng vang ầm ầm rồi cả hai cái đều biến mất và trung tâm pháp trận lại hiện ra. Hàn lập ngưng thần nhìn lại, khoái mặt không khỏi kinh hoàng giật giật vài cái. Cả tòa tử sắc pháp trận đã bị hủy, thương tích đầy mình. Chẳng những bên cạnh pháp trận gồ ghề mà còn có vô số hố sâu và một bộ phận bốc hơi mất ở giữa pháp trận cũng có thêm một cái khe đen tuyển rộng hơn một trượng đem cả tòa đại sảnh chia thành hai phần nhưng làm cho hàn lập giật mình chính là cái giường màu máu kia nằm trên lộ tuyến của cái khe kia lại hoàn hảo không tổn hao gì mà trên giường có một đạo nhân ảnh rõ ràng đã ngồi dậy đúng là ma viên mặc tử sắc chiến giáp ma thú này ngoại trừ ba cái sừng màu vàng trên đỉnh đầu thì trên người mỗi một nơi đều được chiến giáp bao trùm che kín một tia cũng không hở ra ngoài thậm chí vị trí hai mắt cũng được hai khối thủy tinh màu trắng gắn vào đó làm cho người ngoài không thể nhìn thấy biểu tình của nó mảy may. Từ xa nhìn lại, con thú này giống như một con kim trúc khôi lỗi thật lớn. Tử sắc chiến giáp cũng không phải là hoàn hảo không bị tổn hao gì, nhiều chỗ bị vỡ vụn ra, cũng có nhiều chỗ bị hòa tan cháy đen, bất quá hai, cái giáp phiến che hai bàn tay có màu đen chớp động lại đang gắt gao tóm lấy một con trùng màu vàng chói mắt, đúng là phệ kim trùng. Hai con cự trùng này cũng không chút khách khí, một ngụm phân biệt cắn lấy ngón giữa, đồng dạng không có ý nhả ra, nhưng không biết chiến giáp này rốt cục dùng tài liệu gì luyện chế mà thành nên chẳng những có sức chống đỡ công kích kinh người vừa rồi mà ngay cả phệ kim trùng cũng vô pháp phá được trong thời gian ngắn hiển nhiên đầu ma viên này đối với phệ kim trùng rất là kiêng kỵ nên nó tình nguyện hy sinh cái ngón tay chứ cũng không muốn thả nhị trùng ra nếu không để phệ kim trùng tìm được chỗ yếu nhược của tử sắc chiến giáp thì nó cũng cảm thấy đau đầu nhưng hết thảy đều chưa phải là cái tối hấp dẫn chúng nhân trong mắt hắn trong khoảnh khắc nhìn thấy một vật lòe lòe sáng trông nổi trước người đối phương đó là một cái tàn nhận dài chừng nửa thức tử quang loè loè nhưng nửa trên của nó không thấy đâu mà toàn thân có chút nửa trong suốt bên trong mơ hồ có cái gì du động không thôi đó là hàn lập hai mắt nhíu lại đem vật bên trong tử sắc tàn nhận xem rõ ràng cái này dĩ nhiên là một cái gì đó giống như dao mà không phải là dao giống như phượng mà không phải là phương sợ dĩ nói như thế vì thứ này có chút nhìn giống như vũ dao của giác si tộc nhưng nhìn kỹ một chút thì lại hoàn toàn bất đồng tuy rằng đồng dạng có cái cánh thật lớn thân hình cực giống giao long, nhưng trên đôi cánh lại không có một sợi lông chim nào, mặt ngoài bị lớp vảy màu tím bao trùm hơn nửa cánh, trên lưng không phải một đôi, mà là hai đôi cánh, hơn nữa là một lớn một nhỏ. Càng đáng chú ý là trên mũi nó còn có một cái sừng lớn màu kim sắc làm cho hình dáng thoạt, nhìn có chút buồn cười, bất quá trên mặt hàn lập lại không có chút ý cười nào mà ánh mắt co rụt lại. Vật này, không biết tên là gì mà mỗi lần nó cử động, là lại khiến cho tàn nhận cũng cử động theo một chút, đồng thời phát ra linh áp thật lớn làm cho hàn lập cũng phải hít vào một hơi sâu thứ này bị tàn phá như vậy mà vẫn còn có thể phát ra linh áp kinh người như thế nếu mà còn hoàn hảo thì sự lợi hại chẳng phải là cực kỳ kinh người sao xem ra thánh giai ma thú này tuy thân chịu trọng thương nhưng bảo vật trên người thật sự không giống như bình thường muốn bắt được đối phương cũng không thoải mái như dự đoán hàn lập trong lòng cân nhắc tiếp theo từ trong tử xác chiến giáp chuyển ra tiếng cưới quái dị đồng thời trên giáp hắc khí trượt lóe lên thân hình cự viên từ trên cái giường đứng lên lắc lư tiêu sái đi xuống dưới khoái miệng hàn lập run rẩy một chút rồi đột nhiên đưa tay hướng về phía xa xa hư không một trào phúc suy một tiếng vô số ngân sắc hỏa diễm to cỡ hạt đậu quỷ dị hiện lên phụ cận ma viên sau đó chợt lóe lên và như vũ bão hướng cự viên kích tới cùng lúc đó trên vách tường bốn phía đại sành linh quang chợt lóe mấy trăm cái phủ triện quỷ dị hiện lên nhưng lai lập tức biến mất khoảng không phía trên đầu cự viên một cái quang trận màu bạc trôi nổi trống rỗng hiện ra ở trong quang trận có một cái hư ảnh cung điện như ẩn như hiện có vẻ không phải như trốn nhân gian cung điện tỏa ra ánh sáng chói mắt vô số ký hiệu hiện ở trên mặt xoay quanh bay múa âm thanh thiên nhiên cùng tiếng nhạc từ trong mơ hồ truyền ra nhưng nếu có ai lưu ý thì tiếng thiên nhạc này lại đột nhiên biến mất đây chính là cưu cung thiên kiền phù quang trận vừa quay tròn vừa chuyển rồi một cỗ ánh sáng màu bạc phun ra trong nháy mắt công phu hai loại công kích đồng thời bán tới ma viên nhưng ma viên này một chút ý trốn tránh lại đều không có sau khi âm trầm cười quái dị thì mơ hồ một cánh tay vung lên phanh một tiếng thật lớn thì một cỗ khí lãng màu đen từ trong thân thể nó bạo phát ra khi lãng này vừa mới tiếp cận với ngân diễm thì ngân diễm trong nháy mắt bị cuốn bay đi bộ dáng như bị tiêu diệt mà cột sáng màu bạc trên đỉnh đầu lại bị làn sóng này sô đẩy cũng thoáng một cái bị chặn giữa không trung không thể hạ xuống được hàn lập thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống không nói gì nhưng trong lòng đột nhiên thôi dục pháp quyết tiếng thiên nhạc trong quang trận bỗng nhiên vang lớn hư ảnh cung điện cuồng trướng mấy lần rồi theo quang trận rơi thẳng về phía ma viên đè xuống hư ảnh cung điện này trông rất sống động từ trên cao nhìn xuống khí thế thật kinh người ma viên không khỏi ngẩng mặt ngửa đầu nhìn một cái ngay sau đó tan nhận trước người tựa hồ nhúc nhích rồi một đạo tử ngân hoa dài nhỏ phá trường không bay vọt lên tử quang sau khi vọt lên hư ảnh cung điện cùng quang trận trên trời cao đang hạ xuống đều bị cắt làm hai nửa trượt lóe lên rồi tán loạn tiêu thất hàn lập thấy cảnh này thì trên mặt tự nhiên đại biến nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn khác thì tàn nhận này đã dựng thẳng lên. Tiếp theo quay mặt với hướng Hàn Lập hơi động, rồi một đạo tử ngân khắc hiện lên trước mặt Hàn Lập. Mà cùng lúc đó, Ma Viên nhìn như thong thả dị thường hai vai nhoáng lên một cái, thân hình đã mơ hồ tiêu thất. Ngay sau đó, từ quang trượt lóe, tử sắc sơn giáp đã nhận ra bao với lấy thân hình Hàn Lập, một cái nắm tay thật lớn trực tiếp nhắm đầu Hàn Lập đập xuống. Bạn đang xem Phạm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé rõ ràng trước người Hàn lập có hai tầng bảo hộ nhưng nắm tay chưa kịp tới mà Hàn lập đã cảm thấy bên tai ông một tiếng vô số âm lãng vô hình quỷ dị xuyên thủng qua quần sáng trực tiếp xuất hiện ở bên tai răng rác oanh hai tiếng vang hoàn toàn khác nhau cơ hồ đồng thời vang lên trong đại sành, từ ngân trượt lóe lên thì khí lãng nhằm chỗ Hàn lập đứng phủ tới trong lúc Hàn Lập và cựu viên Thánh Giai đang đối kháng trực tiếp thì tại trong thông đạo nào đó, tinh tộc nữ tử tiêm tiêm cùng hư ảnh kỳ lân kia dưới sự bảo vệ của quang mạc màu đen đang ngừng cấp bộ. Cách bọn họ hơn 10 trượng là một thạch bích màu đen, đây đã là cuối thông đạo, bộ dáng không có đường đi nào khác. Nên là nơi này rồi. Hư ảnh kỳ lân ánh mắt trượt lóe lên rồi bằng lòng nói. Kỳ ảnh, có lầm không? Trận kỳ mở ra linh huyệt vốn chỉ có một bộ duy nhất, hơn nữa ta cũng chỉ miễn cưỡng luyện chế ra được một bộ tiêm tiêm lại cẩn thận dị thường nói cẩn thận một chút cũng có thể người chờ một chút kỳ lân nghiêng đầu rồi đồng ý nói sau đó nó đột nhiên mở miệng phun ra một viên trâu màu xanh viên trâu này sau khi quay tròn thì bỗng nhiên hóa thành một cỗ thanh hà hướng thạch bích đối diện cuốn đi một màn quỷ dị xuất hiện thanh hà sau khi loại lên tiến nhập vào thạch bích thì chỉ một lát công phu sau đột nhiên có tiếng rít trầm thấp từ sâu trong thạch bích truyền ra tiếp theo mặt ngoài thạch bích có ô mang chớp động rồi thanh hà đã bị một luồng cự lực từ thạch bích hất ngược ra linh quang chớp động thanh hà tụ lại rồi trở lại thành một viên trâu như cũ không có vấn đề gì nơi này đúng là không sai rồi kỳ lân mở miệng nuốt hạt trâu vào trong cơ thể trong mắt chớp động hưng phấn nói hảo ta sẽ bày pháp trận mở ra linh huyệt tiêm tiêm nghe kỳ lân nói cam đoan như vậy thì mặt đồng dạng lộ vẻ vui mừng nói tiếp theo nàng đưa tay ra lấy một nắm trận kỳ màu xanh vốn đã chuẩn bị sẵn mấy cái trận kỳ này thoạt nhìn như bình thường nhưng nhìn kỹ lại thì thấy tả hữu trận kỳ phía mặt ngoài có vô số tế ti màu vàng bạc vây quanh phảng phất như có tầng tầng mạng nhện quây lấy cổ tay tiêm tiêm run lên mấy mươi đạo thanh quang bắn ra nhưng tại trên đường đi thì dừng lại rồi bỗng nhiên hướng tới trung gian tụ lại trong nháy mắt công phu một cái pháp trận màu xanh to cỡ vài trượng từ hư không hiện lên sau khi chợt lóe lên thì tiến vào thạch bích đối diện nhưng thạch bích vẫn im lìm vô thanh vô tức một chút dị thường cũng không có nhưng tiêm tiêm lại tựa hồ sớm đoán trước nên căn bản không thèm để ý hai tay nhắm hư không đánh ra một trà chỉ thấy một tay đột nhiên có thêm một cái chuông nhỏ màu xanh trong tay kia thì hiện ra một cây ngọc nhí màu trắng cái chuông nhỏ thì toàn thân trong suốt bên trong ẩn hiện có một đoàn dịch thể màu lam chớp động thoạt nhìn diễm lệ dị thường mà cây ngọc như ý thì hình dáng cổ xưa mặt ngoài ảm đạm thậm chí có chút tàn phá Tinh tộc nữ tử có chút đau xót nhìn thoáng qua hai kiện bảo vật trong tay thì sau đó mới mạnh mẽ nhằm hướng trước người ném đi. Nhất thời một đoàn lam quang cùng một đoàn bạch quang đồng thời bay ra, sau khi xoay quanh trên không trung thì thay đổi phương hướng đụng vào nhau. Quanh một tiếng, hai kiện bảo vật phảng phất như đồ sứ vỡ vụn ra đồng thời, có vô số mảnh nhỏ bắn túa ra mọi nơi. Trong hư không lúc này, lại xuất hiện hai loại dịch đoàn một lam một đỏ lẳng lặng phiêu phù ở nơi này. Kỳ ảnh phụ cận nhìn thấy hai vật này thì trong mắt không khỏi toát ra một tia tham lam, nhưng lập tức lại biến mất đồng thời, trong miệng không khỏi, thì thào nho nhỏ một tiếng. Bát túc nguyên thú và bất tử điều linh huyết này cơ hồ là toàn bộ gia sảnh mấy trăm năm mới tích góp được mà cũng mất mấy trăm năm mới dựng dục được hai kiện dị bảo này. Nếu để ngươi ăn vào mà nói, thì đủ có thể khiến thân thể ngươi được tẩy tùy dịch kinh mà ngay cả ta là tinh hồn, thì cũng có lợi ích. Tinh tộc chúng ta và các tộc loại bình thường khác không giống nhau, trên linh huyết đối với ta hiệu dụng không có lớn như ngươi tưởng tượng. Hơn nữa, ngay cả chân linh huyết có chân quý thì cũng vô pháp so với chỗ tốt trong chân linh chi huyệt tiêm tiêm lại có vẻ tỉnh táo dị thường nói hắc hắc lời này vốn không sai tinh tộc các ngươi thể chất đích xác có chút kỳ lạ mấy thứ trong chân linh chi huyệt có thể có đại hữu dụng với ngươi dùng chúng để mở ra chân linh chi huyệt cũng là do không có biện pháp nào khác dù sao ngươi cùng ta chỉ là quan hệ cộng sinh không có chân linh huyết mà nói thì căn bản không thể để cho chân linh huyệt kia hiện thân tồn tại ngoài chân linh muốn đánh thức chân linh chi huyệt vốn vẫn là chuyện ngàn vạn khó khăn kỳ ảnh cười nhẹ một tiếng nói tinh tộc nữ tử cười không hề tiếp lời nói rồi mười ngón tay liên tiếp búng ra từng đạo pháp quyết sau khi chật lóe lên thì tiến nhập vào trong dịch đoàn mà hai đoàn chất lỏng này sau khi hấp thu pháp quyết này thì quay tròn vừa chuyển bỗng nhiên hướng tới nhau tiếp cận và dung hợp thành một thể sau đó biến thành một viên cầu màu lam hồng dưới sự thôi thúc của tiêm tiêm viên cầu từ từ bay về phía thạch bích ở chỗ sâu trong thạch bích có tiếng rít trầm thấp truyền ra theo đó mặt ngoài thạch bích thanh quang trượt lóe cái pháp trận màu xanh lúc trước tiến nhập vào trong đó trượt lóe lên rồi hiện ra từ pháp trận này có một ký hiệu vụt bay ra theo một cỗ thanh hà đem viên cầu màu lam hồng cuốn vào trong đó tiếp theo cả pháp trận nhoáng lên lại tiến nhập vào trong thạch bích không thấy bóng dáng tinh tộc nữ tử thấy vậy thì thần sắc ngưng trọng trong miệng lầm bầm đồng thời hai tay không ngừng bắt quyết thạch bích cũng không có giống như lần trước kia nặng như mới mẻ vô thanh vô tức rồi mặt ngoài đột nhiên ô quang lưu chuyển không ngừng tùy theo sống lại bản bóp méo đứng lên tiếp theo thạch bích đột nhiên tầng tầng nứt toác ra một bộ mặt bỗng nhiên từ trong thạch bích hiện ra đúng là một khuôn mặt to đến cả thước ngoại trừ hai mắt cái mũi cùng miệng rộng ra thì không có gì đặc thù căn bản không nhìn ra tuổi tác lớn nhỏ mà cái mặt lớn này vừa hiện ra thì hai mắt lại nhắm nghiền không có động tĩnh gì mau đúng là bây giờ kỳ ảnh vừa thấy mặt này thì vội vàng nói một tiếng tiêm tiêm khẩn trương quát một tiếng hai tay bắt quyết thúc giục cái thanh sắc quang trận vừa biến mất kia lại hiện lên nhưng chỉ lóe một cái rồi lại biến mất trên không chỗ cũ chỉ để lại một đoàn dịch thể màu lam hồng vẫn không nhúc nhích phảng phất như bị cử động của thanh sắc quang trận làm bừng tình thần sắc khuôn mặt lớn vừa động hai mắt đóng chặt từ từ để lộ ra hai con mắt như thể hai ngôi sao sáng trong bầu trời đêm nó nhìn chân linh chỉ huyết màu lam đỏ trước mặt đột nhiên má mồm ra nuốt lấy dịch đoàn sau đó cả khuôn mặt lớn có màu lam hồng trượt lóe lên mà lộ ra vẻ vừa lòng thoải mái đứng cách đó không xa tiêm tiêm sau khi nhìn lướt qua thì mở miệng miệng nàng nhanh chóng bành trướng một chút trở nên cơ hồ bằng với khuôn mặt nọ sau khi quang mang trượt lóe cái mặt lớn ngưng động lại trên mặt đất mà bất động thành xác hóa thành đá trắng cái miệng mở rộng cũng theo đó mà huyện hóa thành một cái thông đạo sâu nghiên nhiên thông xuống dưới mặt đất thành công rồi huyền linh đã ngủ say rồi chúng ta nhanh đi vào kỳ ảnh mừng rỡ kêu lên tiêm tiêm trên mặt tràn đầy vẻ hương phấn không thể che đậy lúc sau gật đầu không nói gì tay áo bảo run lên nhất thời đem kỳ ảnh cuốn lấy tiếp theo thân hình vừa động rồi hóa thành một đạo kinh hồng bọt tớt độn quang nhoáng lên tại chỗ động khẩu thì liền biến mất ngay lúc tinh tộc nữ tử cùng kỳ ảnh mừng rỡ nhảy vào trong thông đạo thì cũng không có chú ý tới một góc thạch bích đột nhiên có một tia huyết quang lóe lên một lát sau một đáo kim hoa từ phía sau ma khí bay ra tại phụ cận xoay tròn một vòng thì một đầu nhìn vào trong thông đạo trong lúc nhất thời tại ngọn núi lớn bên ngoài một đạo huyết quang từ chân trời kích bắn đến chỉ trượt lóe lên rồi một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lối vào thông đạo người này thân mặc chiến giáp màu bạc thần sắc âm trầm dị thường bất ngờ đúng là tên nam tử họ khuê kia trước kia có lưu lại cấm chế cảnh bảo này đã bị xúc động rồi hai người kia thật là sự xông vào chân linh chi huyệt tốt lắm đỡ cho bản tôn phí lực mở ra nam tử họ khuê mặt đầy sát khí nói nhỏ một tiếng theo sao quang mang đại phóng rồi trực tiếp hóa thành một đạo huyết hồng bắn vào cũng không biết hắn tu luyện loại thần thông nào nhưng ma khí vừa tiếp xúc với hắn thì đều vòng sang hai bên làng tránh trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng mà nam tử họ khuê tiến vào trong ma khí không lâu thì trong hư không phụ cận ngân quang trượt lóe lên một thân ảnh thon gầy tử trong hư không hiện ra đúng là cửu dạ nàng nhìn thông đạo đầy ma khí mãnh liệt trên mặt lộ ra vẻ giật mình nơi này ma khí đậm đặc như thế tựa hồ chỉ có vài vị đại nhân kia mới có loại thần thông này chẳng lẽ động phủ bí mật của thiết ma hoặc là huyết thủ nữ nhân này thất thanh kêu lên nhưng sắc mặt lại âm trầm bất định trong chốc lát rồi cuối cùng cũng rậm chân hóa thành một đạo ngân quang tiến vào trong đó thân là cao giai ma thú trong ma khí tựa như hổ thêm cánh nên tự nhiên là không sợ hãi mảy may hàn lập đứng ở một góc đại sành tại đầu vai và hai sườn mọc thêm một cái đầu lâu màu vàng đồng thời phía dưới thân bỗng nhiên mọc thêm bốn cánh tay màu vàng bốn cánh tay này đều tự cầm trượng sử luân thước bốn kiện ánh vàng rực rỡ nhưng tại không trung khẽ run lên không ngừng đồng thời phát ra âm thanh gào thét phảng phất cực kỳ cố sức mà mặt ngoài hai nắm tay có hắc khí quay cuồng kia thỉnh thoảng có trận trận khí lãng trực tiếp từ trên nắm tay sông xuống nhưng khi kích lên tầng quang mạc trong suốt trước người hàn lập thì lập tức từ hai bên sườn sượt qua căn bản không thể đả thương mảy may tại chỗ xa hơn trên không trung hai con vệ kim trùng đang vây quanh một đoàn tử điệp tàn nhận thay nhau truy đuổi không ngừng tàn nhận chỉ cần vừa động thì nhất thời có một đạo tử ngân bổ ra trực tiếp đem một con vệ kim trùng chém bay xa xa hơn mười trượng nhưng một con vệ kim trùng khác lập tức xô tới mà cắn cho tàn nhân này không thể không tạm thời thoái nhượng một chút nó ngay cả lợi hại nhưng tựa hồ không thể liên tiếp chém ra hai kích hơn nữa tựa hồ có chút yếu nhược căn bản không chịu được vài vết cắn của vệ kim trùng trong khi đó hai con vệ kim trùng chỉ cần chớp chớp hai cánh là lại không thèm để ý bay vọt tới có lẽ nói về trình độ linh hoạt thì tàn nhận này còn hơn xa hai con vệ kim trùng này tử sắc quang nhân mau lẹ vô cùng căn bản không thể tránh nhưng trước khi phát động trong nháy mắt sẽ phải thoáng dừng lại. Theo đó, tàn nhận này cho dù muốn thay đổi mục tiêu, xông vào phía Hàn Lập thì lại bị hai con vệ kim trùng này trực tiếp áp sát, dùng thân thể liên tục ngăn cản, nên căn bản là không thể rứt ra được. Trước khi bị ma viên kia đánh trúng, Hàn Lập đã sử dụng nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm, nhưng trước sau chỉ hơi ngăn cản được một chút là bị kích mà tán đi. Cuối cùng mới miễn cưỡng dùng tiểu thuẫn để ngăn cản công kích này. Ma viên một thân thật lớn thì không nói, nhưng cây tàn nhận màu tím kia uy lực vô cùng lớn từ xa xa mà chém đến thì khó lòng phòng bị lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của hàn lập thì tự nhiên lập tức dùng vệ kim trùng để ngăn cản nhưng hắn cũng không có thả ra thêm vệ kim trùng mà đem phạm thánh chân ma pháp tướng cùng với tự thân hóa thành một thể rồi dùng bốn cánh tay huyện hóa ra bốn kiện bảo vật mà đối chọi với hai nắm tay của đối phương cùng lúc đó hai con vệ kim trùng bị bắt lấy thả lòng miệng hai cánh điên cuồng rãi. sau khi biến dị thân hình vệ kim trùng có lực lượng rất mạnh hai con đồng thời phát lực vậy kim trùng từ tay đối phương dãy ra rồi lập tức nhắm tàn nhận phía xa liên tục dây dưa không dứt ma viên thấy vậy thì vung đôi nắm tay nhắm hàn lập điên cuồng đập xuống nhưng hàn lập cậy thân thể mạnh mẽ không ý kỵ gì lúc này mới hình thành cục diện răng co chiến giáp trên người ma viên cùng khẩu tử nhân kia lợi hại dị thường nhưng chỗ đáng sợ chân chính là một thân lực lượng của nó mặc dù hàn lập huyễn hóa ra sáu cánh tay đồng thời vận dụng phạm thánh chân ma công đến mức cực hạn nhưng có vẻ vẫn kém hơn so đối phương một bậc bất quá ma viên này không biết là do thân chịu trọng thương hay là tự nghĩ thủ đoạn trước mắt đã đủ đối phó với hàn lập nên ngoại trừ vận dụng một đôi nắm tay ra thì vẫn chưa thi triển thần thông nào khác hàn lập sau khi thích ứng với tốc độ như quỷ mị thì bắt đầu có thể thong dong chống đỡ bất quá bảo vật đồng dạng bình thường kích lên chiến giáp màu tím thì cũng không có mấy tác dụng nhiều lắm là để lại mặt ngoài áo giáp một số dấu vết mà thôi có chiến giáp quỷ dị này cư viên phảng phất như rùa rụt đầu trong mai khiến cho hàn lập cảm thấy khó giải quyết xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác thôi hàn lập mặt không chút biểu thay đổi trong lòng thầm nhủ hắn hít một hơi một tay vẫn giấu ở trong ống tay áo đột nhiên vừa động một bàn tay trắng loãn như ngọc thò ra theo đó năm cái bạch cốt hiện lên há miệng phun ra một luồng ngũ sắc hàn diễm cuồn cuồn nhằm hướng ma viên cuốn đến sau đó hàn lập lại mở miệng phun ra một cái tiểu đỉnh màu xanh cái đỉnh này vừa quay tròn thì nhất thời vô số sợi thanh ti đã phá không bay ra nhằm thẳng phía đối thủ quấn tới rồi nhoáng lên một cái đã biến mất mà tự thân hàn lập sau lưng có tiếng sấm nổi lên một đôi cánh hiện lên hai cánh khẽ run lên thân hình lập tức hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ như cầu vồng nhằm hướng đại sảnh bắn đi hắn định mượn hai loại thần thông này ngăn cản ma viên một chút để bản thân có cơ hội độn ra kéo giãn khoảng cách với ma viên sau đó dẫn dụ nó đến chỗ xuân lệ kiếm trận bên kia thông đạo chỉ có nhờ vào uy lực của kiếm trận thì hắn mới có khả năng vây khốn được đối phương sau đó lại thi triển thần thông đánh chết nó bất quá hàn lập tuyệt đối không ngờ thanh bạch điện hồ vừa lóe lên hàn lập mới dừng ở đại môn thì trong nháy mắt dị biến nổi lên đại môn hơi nghiêng trong hư không huyết mang trượt lóe một vật thể dài mấy trượng màu đỏ quỷ dị thoáng hiện ra rồi nghiêng đầu đập xuống lại là cái giường màu máu mà ma viên nằm ban đầu vật này sao ở chỗ này hàn lập tự nhiên cả kinh không tự chủ được thầm nghĩ nhưng cái giường này xuất hiện quá nhanh lúc nện xuống thì toàn thân huyết quang đại phóng vô số ký hiệu tuôn ra thoạt nhìn yêu dị dị thường hàn lập không dám chậm trễ mảy may cơ hồ theo tiềm thức quát khẽ một tiếng chẳng những huy động bốn cánh tay màu vàng dưới thân mà hai bàn tay thực một đen một trắng nhoáng lên hóa thành quyền ảnh đầy trời đánh tới mặc dù cái giường xuất hiện đột ngột khiến cho hắn không kịp thi triển thần thông khác mà chỉ có thể dựa vào thân thể trực tiếp ngăn cản nhưng hắn tự tin sáu cánh tay này xuất hiện đủ để đem vật này đánh bay ra ngoài kim quang trượt lóe bốn kiện binh khí kích lên cái giường âm một tiếng kim quang và huyết quang đan vào nhau khiến cho cái giường màu máu kia dừng lại nhưng vẫn từ từ đè xuống hàn lập sắc mặt trầm xuống quyền ảnh đầy trời bỗng nhiên ngưng lại rồi huyễn hóa thành hai cái hắc bạch cự quyền tùy theo cũng muốn kích lên nhưng vào lúc này hàn lập chợt thấy một cỗ hàn ý giận tóc cái từ lưng sông thẳng lên da thịt không có chút dấu hiệu mà tự nhiên nổi một tầng da gà bất hảo mặc dù không biết nguy hiểm gì xuất hiện nhưng luôn luôn tín nhiệm đối với linh giác của mình nên hắn không chút do dự đem hai bàn tay như thiểm điện thu lại tiểu thuẫn pha lê vốn thu nhỏ trước người nay lại được thúc giục đồng thời một tay khác cử đông tựa hồ muốn thúc giục pháp quyết nhưng tựa hồ đã muộn cơ hồ trong lúc nhất thời bột một tiếng hư không phía sau hàn lập xuất hiện một đạo bạch tuyến rồi một cái cánh tay màu đỏ từ trong bạch tuyến nhỏ thò ra năm ngón tay như móc câu chụp tới hộ thể linh quang ánh vàng rực rỡ có thể so sánh với đỉnh giai bảo vật nhưng lúc này lại phảng phất như tờ giấy bình thường yếu ớt chỉ thoáng một cái cánh tay màu đỏ đã trực tiếp xuyên thủng thân thể hàn lập cánh tay thỏ ra trước ngực hàn lập hàn lập nhìn cánh tay thỏ ra trước ngực mình thì nét mặt run rẩy một trận trong mắt mờ mịt tựa hồ còn chưa tin sự tình trước mắt cạp cạp tiếng cười quỷ dị vang lên quanh quẩn trong cả tòa đại sành bất quá thanh âm này không phải là từ ma viên mặc chiến giáp màu tím mà mà là từ trong không gian liệt phùng từ trong đạo bạch tuyến phía sau chuyển ra rõ ràng là hình dáng của huyết tý tiểu tử ngươi lại dám tấn công ta thực sự là tự đi tìm tử lộ bất quá nhìn ngươi một thân pháp lực tinh thuần vừa lúc cấp cho bổn đại nhân một phen đại bổ rồi. Trong tiếng cười quái dị, một cái bóng màu đỏ từ trong cái khe thoát ra cũng cuồng tiếu mà nói. Tiếp theo cánh tay xuyên thủng thân thể Hàn Lập co rụt lại, cái miệng nó mở lộ ra đầy răng nanh muốn một ngụm cắn nát đầu Hàn Lập, nhưng vào lúc này, một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Thân thể Hàn Lập đột nhiên bị một đoàn linh quang xanh bếp bao lấy, tiếp theo trượt lóe lên, rồi hóa thành vô số điểm lục quang tiểu thất giữa không trung, trên tay huyết tí chỉ lưu lại một tờ phù lục màu xanh biếc bị xuyên thủng mà thôi. Huyết ảnh sau khi há miệng cắn vào khoảng không thì tự nhiên mới cả kinh, nhưng lập tức xoay đầu hướng ra ngoài cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy ngoài đại môn, lục quang trượt lóe, Hàn Lập sắc mặt thoáng trắng bạch hiện ra. Huyết ảnh ngưng thần nhìn tới trước ngực Hàn Lập đào qua thì không khỏi giật mình. Trước người Hàn Lập chẳng những không có một vết thương nào, mà thậm chí một giọt máu cũng không có. Nếu không phải thanh bảo trước ngực bị rách một lỗ lớn thì có lẽ ngay cả huyết ảnh cũng nghĩ một kích của mình lúc nãy chỉ là kích chúng ảo thuật mà thôi. Huyết ảnh xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống cái huyết tí kia thì chỉ thấy trên mặt không phải hoàn toàn trống rỗng mà có một cái phủ lục màu xanh biếc thế thân cho hàn lập bị xuyên thủng mà qua hắn thần sắc vừa động một cái cánh tay khác vừa động lập tức nhằm tám phủ lục này chộp tới nhưng vào lúc này hàn lập ngoài cửa lớn trong miệng hử lạnh một tiếng đồng thời quát một câu thu phù lục màu xanh biếc nhoáng lên một cái rồi lập tức hóa thành một đạo thúy hồng bắn ra chỉ chớp động một cái rồi tiến nhập vào trong cơ thể hàn lập không thấy bóng dáng phù lục này tự nhiên đúng là hóa linh phù mà hàn lập từ khi đến linh giới vẫn cần mẫn ngày đêm bồi dục lấy tu vi cảnh giới của hàn lập bây giờ lại được mấy trăm năm ngày đêm bồi dục thần thông của hóa linh phù ngày nay hơn xa khi còn ở nhân giới cho nên vừa rồi hắn mặc dù chưa kịp thúc dục bảo vật hộ thân nhưng tại một khắc trảo thủ của đối phương mạnh mẽ tàn phá thân thể hàn lập thì tâm niệm của hắn đã kịp kích pháp hóa linh phù để cho nó thay mặt thừa nhận một kích xuyên tâm này nếu không như thế một kích vừa rồi của đối phương có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ mà thoát mạng nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bất quá tấm hóa linh phủ này, bởi vậy mà tạm thời không thể sử dụng lại rồi, phải một lần nữa bồi dục ngoài trăm năm mới có thể sử dụng lại. Bất quá nơi đây rõ ràng vốn là nơi đầu ma viên kia ngủ say, huyết ảnh này là tồn tại gì mà sao lại gặp phải lúc này, bất quá, nghe giọng của nó thì có vẻ nó mới chính là chủ nhân ở nơi này, chẳng lẽ đối phương là ma viên hóa thân. Hàn lập trên mặt âm tình bất định, trong mắt làm mang trượt hiện dò xét huyết ảnh mặc dù toàn thân huyết ảnh có một tầng huyết quang bao phủ thân hình thoạt nhìn mông lung nhưng dưới linh mục thần thông của hàn lập thì lại hiện rõ ràng kết quả đồng tử hắn trượt co lại huyết ảnh này ngoại trừ nhìn như không phải thật ra thì vô luận là thân hình hay hình dáng đều giống hệt ma viên trong chiến giáp màu tím kia đồng dạng đầu sinh ba sừng mồm rộng song trưởng rất dài huyết ảnh thấy hàn lập đứng tại chỗ im lặng thần sắc tỏ vẻ trần chờ dò xét hắn không ngừng thì lúc này nghe rằng cười rồi đột nhiên đưa tay chỉ vào ma viên trong chiến giáp màu tím vẫy một cái lúc này ma viên vừa động tiến nhanh về phía trước mà than hình huyết ảnh nhoáng lên một chút hóa thành một đạo huyết hồng bay đến chỉ trượt lóe lên rồi tiến nhập vào chiến giáp màu tím không thấy bóng dáng hô xích một tiếng một cỗ ma khí màu hắc hồng từ trong chiến giáp màu tím phóng ra đồng thời một cỗ linh áp sâu không lương được phóng lên cao bộ dáng không bị thương chút nào Hàn Lập ở xa như thế bị Linh áp kinh người này đánh tới mà biến sắc lùi lại mấy bước đồng thời trong đầu Linh Quang trượt lóe bỗng nhiên nghĩ tới một đoạn bí thuật ghi lại trong thác thiên ma công, không khỏi thất thanh kêu to. Hỗn thể phân nguyên đại pháp. Di, người như thế nào lại biết công pháp này? Không sai, ta đích thật dùng công pháp này để chữa thương. Hồn thể chia lìa mặc dù nguy hiểm không ít, nhưng đủ có thể khiến cho tốc độ hồi phục của ta nhanh hơn gấp đôi. Lại nói tiếp, người cũng có vài phần cổ quái, rõ ràng là người linh giới, nhưng lại tu luyện đỉnh giai ma công của ma giới chúng ta mặc dù đã được cải biến không ít nhưng uy lực chỉ được cái bề ngoài từ trong chiến giáp màu tím truyền ra thanh âm ngạc nhiên của ma viên tiếp theo nó lạnh lùng nói nói như vậy thương thế của ngươi đã khỏi rồi ư hàn lập sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi ha ha mặc dù thân thể khôi phục chậm một ít nhưng nguyên thần cũng đã khôi phục được bảy tám phần rồi ngươi nếu là thức thời mà nói đi tới để cho ta hút một thân máu huyết khiến ta vừa lòng thì bổn ma tôn nói không chừng sẽ bỏ qua cho linh hồn của ngươi chuyển thế đầu thai. Ma viên cuồng tiếu nói, khôi phục được bảy tám phần, ngươi cho ta thật sự tin tưởng lời ấy ư, lấy tu vi thánh giai trung kỳ của ngươi nếu thật sự đã khôi phục được phân nửa thì cần gì phải sử dụng thân thể để đối địch. Thần thần bí bí đem nguyên thần giấu diễm một bên đánh lén ta, người nguyên thần ngay cả có khôi phục nhanh hơn thể chất thì ít nhiều cũng chỉ khôi phục được ba bốn thành, hiện tại nguyên thần đã trở về, một mình ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi nhưng nếu gọi tới hai người giúp đỡ thì chuyện diệt sát người tuyệt đối không có vấn đề hàn lập chỉ thoáng trầm ngâm một chút liền cười lạnh nói vừa nghe thấy hàn lập nói ma viên bỗng nhưng dừng cuồng tiếu lại trên mặt hai luồng huyết quang trượt lóe lên rồi đột nhiên một tay phản thủ nhắm hư không đánh ra một trào cái tàn nhận đang cùng hai con vệ kim trùng rằng con nháng lên một cái rồi biến mất ngay sau đó tàn nhận này bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của ma viên sau khi lóe lên cái nữa thì cuồng trướng lên tới hơn một trượng và biến ảo thành một thanh cự sắc cự kiếm cự kiếm này nhằm ngay người hàn lập bá bá vài cái bảy tám đạo ngân quang màu tím thô to chợt chém ra trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người hàn lập hàn lập đã sớm có phòng bị nên sao lại để cho đối phương đắc thủ thủy tinh tiểu thuẫn trước người linh quang đại phóng bành trướng lên hóa thành một tầng sáng trong suốt đem thân mình che chắn phía sau ầm ầm mấy tiếng nổ từ ngân đụng vào cuồng sáng trong suốt mà nứt toác ra tuy hơn phân nửa công kích đều bị quần sáng đề ra nhưng công kích lần này uy lực viễn siêu lúc trước mấy lần nên uy lực còn sót lại cũng làm cho quầng sáng chấn động một cỗ cự lực chuyển đến trực tiếp tác động lên thân thể hàn lập sưu một tiếng thân hình hàn lập giống như không có chút lực ngăn cản bắn tung ra xa sau khi trượt lóe lên thì tiến vào trong hắc khí chung không thấy bóng dáng đâu nữa khẩu khí thật không nhỏ nhưng bằng vào chừng ấy thần thông mà cũng dám uy hiếm bổn đại nhân không đúng tiểu tử người muốn trốn sao Ma Viên đang châm chọc cười nhưng lại thấy Hàn Lập cũng không có từ trong má khí đi ra, thì trên mặt huyết quang trượt lóe, rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắc hồng ma khí trượt quay ngược lại, ma phong nổi lên, rồi biến thành đạo kinh hồng, nhằm vào ma khí, mà cuốn tới những độn quang của ma viên vừa tiến vào trong đó, thì bỗng nhiên một cỗ quái phong do một tòa tiểu sơn cao hơn một trượng xuất kỳ bất ý đè xuống. Ma viên dừng độn quang một chút, nhưng căn bản không thèm để ý tiểu sơn này, nó nâng một tay hư không đánh ra một quyền. Nhất thời một cỗ cự lực vô hình tuôn ra, rồi nó không thèm để ý kết quả mà ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước. Tuy rằng đối với người thường mà nói, thông đạo này tối đen dị thường, căn bản là không thể nhìn thấy vật gì, nhưng đối với con thánh giai ma thú này, mà nói lại căn bản không có chút trở ngại nào. Cho nên ma viên này liếc mắt một cái, đã thấy cách đó hơn 10 trượng Hàn Lập vẫn đang đứng đó không nhúc nhích, nhưng hai tay lại bấm quyết, bốn phía thân thể ma khí sôi trào quay cuồng giống như đang thi triển một đại thần thông cực kỳ lợi hại nào đó cho nên ma viên mở miệng quát to một tiếng muốn chết thấy hàn lập ngông nghênh như vậy ma viên tự quát một tiếng nhưng cũng không có lập tức vọt đến mà đưa mắt đảo qua phụ cận hàn lập bộ dáng cẩn thận dị thường nhưng ngay sau đó trên đỉnh đầu nó lại xảy ra chuyện mà vượt quá dự đoán của ma viên cự lực mà nó đánh ra lúc trước chỉ làm cho tiểu sơn thoáng dừng lại một chút nhưng sau đó tốc độ rơi xuống không những không chậm lại mà còn nhanh hơn hướng đỉnh đầu của ma viên áp xuống đồng thời hình thể cũng chợt cuồng trướng lên mấy lần như bầu trời sụp xuống. Ma viên ngẩn ra, nhưng lập tức hử lạnh một tiếng, tử sắc cự kiếm trong tay run lên. Nhất thời mấy đạo tử ngân trượt lé lên sau đó hội tụ thành một đạo tử nhận thô to hướng lên trời cao tràm ra. Ma viên tính toán một kiếm này sẽ đem tiểu sơn chém nát, nhưng hắn đã muộn một bước. Tiểu Sơn nhìn như đang hùng hổ rơi xuống lại đột nhiên lóe lên quang hà màu xám, rồi phảng phất, như bọt biển biến mất, tử ngân tự nhiên đánh vào hư không. Ma viên lại ngẩn ra, tâm niệm chuyển động vài cái có chút không rõ dụng ý của hàn lập nhưng ngay sau đó nó bỗng nhiên cảm ứng được điều gì mà đột nhiên cúi đầu đem ánh mắt một lần nữa quét về phía trước chỉ thấy đối diện với hàn lập không biết khi nào đã có vô số tia hồ điện hết sức nhỏ bắn ra mà quay chung quanh thân thể hán không ngừng tiếp theo hồ quang dần dần to lên hướng ra bốn phía mà cuồng trướng bay đi trong lôi quang kinh người dần dần hình thành một hàng rào điện hình vòng tròn mà cùng lúc đó một đám ký hiệu màu vàng theo hai tay hàn lập tuôn ra nhanh chóng nhập vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng dáng. Hồ quang thô to sau khi có phủ văn gia cường thì trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn, ra, rồi hóa thành một vầng sáng đường kính mấy trượng ánh vàng rực rỡ. Ở trong vầng sáng, thân hình hàn lập trở nên mơ hồ không rõ, nhưng trong miệng tiếng chú ngữ tối nghĩa liên tiếp phát ra mà vầng sáng màu vàng, không ngừng chuyển động, các ký hiệu quay cuồng không chừng hơn nữa bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng động vù vù, càng lúc càng sắc bén chói tai. Đột nhiên một tiếng sét kinh thiên đánh ra vầng sáng cùng đại lượng kim quang trong phút chốc biến mất không thấy đâu mà thân hình hàn lập hiện ra như một tay lúc này bấm quyết một tay xoé ra năm ngón hướng về phía trước nhẹ nhàng tách ra ở trong lòng bàn tay phía trên chừng một thước có một cái viên cầu giống như là bằng vàng ròng được tạo ra phiêu phủ không nhúc nhích trôi nổi ở nơi này mặt ngoài viên cầu có rất nhiều hoa văn hào quang ảm đạm dị thường một chút linh áp cũng không có giống như là cái đồ vật bình thường mà thôi nhưng ma viên sau khi thấy rõ ràng kim sắc viên cầu này thì thân hình rung mạnh thất thanh mà kêu lên. Ích tà lôi châu. Tiếp theo nó không còn trần chờ gì nữa mà hai vai vừa động liền, hóa thành một cỗ hắc hồng ma phong phi thẳng đến chỗ hàn lập tự hồ không muốn cho hắn cơ hội phát động kim sắc viên cầu. Nhưng ma viên mới bán ra được vài chục trượng thì phía đối diện hàn lập cũng không có động tác gì. Đột nhiên kim quang trượt lóe lên, rồi lưỡng đạo kiếm quang, một đạo đao mang quỷ dị từ dưới đất hiện lên. Hai kiện binh khí run lên, kiếm quang cùng đao quang trực tiếp chém về phía ma viên ở trong ma phong ba cái còn chưa chạm đến mà ma viên đã cảm thấy có ba cỗ hàn khí bước người cuốn tới dường như sắc bén dị thường ma viên đối với chiến giáp trên người tuy tự tin dị thường nhưng tự nhiên cũng không cứ vô duyên vô cớ để kẻ khác đánh lên người nên lúc này không chút do so dự thân hình thoáng một cái ba tiếng sư sư xé gió chuyển ra ba đạo từ ngân trượt lóe lên dễ dàng đem kiếm quang cùng đao quang kích toái nhưng ma phong chỉ một chúng ngừng lại thì hàn lập đứng đối diện trong tay cầm kim sắc viên cầu bỗng nhiên nhìn ma viên khẽ nở nụ cười ngay sau đó, Ma Viên còn chưa kịp thúc giục Huy Phong thì bỗng nhiên cảm giác cảnh sát bốn phía trở nên mơ hồ, vô số đóa thanh liên từ bốn vách tường thông đạo vọt ra, tiếp theo thanh quang liên kết cùng nhau mà hình thành một quần sáng màu xanh đem Hàn Lập bao vây lấy. Đầu thánh giai Ma Viên này đã rơi vào trong vòng uy lực của kiếm trận nên Hàn Lập không chút khách khí phát động Xuân Lệ kiếm trận. Lúc này đa quang kiếm ảnh từ dưới đất hiện lên nhoáng một cái đã biến mất, mà trong lúc này, chỗ Hàn Lập đứng chợt có kim quang chớp động rồi hai cái giáp sĩ ánh vàng rực rỡ từ trong đi ra một giáp sĩ cầm trong tay hai thanh kiếm nhỏ dài, giáp sĩ kia thì cầm một thanh đao, đúng là hai con khôi lỗi do giáp nguyên phủ biến thành. Kiếm trận, cái này thật có chút phiền phức. Ma viên bị vây trong kiếm trận tuy rằng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không có thất kinh mà chỉ thì thảo một câu còn bên ngoài thì hàn lập ánh mắt lạnh lẽo mà trong lòng thúc giục pháp quyết, kiếm trận mở ra. Ma viên bỗng nhiên chỉ cảm thấy thanh quang bốn phía chớp động rồi vô số đoạn gỗ lớn màu xanh to bằng hình người từ hư không trên cao hiện lên sau đó như vũ bão ập xuống ma viên hừ lạnh một tiếng trên mặt huyết quang trượt lóe lên rồi lại tiêu thất trong hư không khuôn mặt lúc này giữ tợn dị thường hai mắt to như một đôi trông đồng lớn phía trong có hai luồng tử quang chấp động nếu ngưng thần nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra trong tử mang ẩn hiện có ký hiệu ngũ sắc chấp động không thôi nó hướng đôi yêu mục quỷ dị nhằm lên không trung có vô số cự mộc xanh biếc liếc mắt một cái trên mặt lộ ra một tia trào phúng tiếp theo một bàn tay nó bỗng nhiên nhằm một đoạn gỗ trong hư không chộp lấy còn đối với những cự mộc khác đang nện xuống thì coi như là không thấy oanh một tiếng một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện một cái đại thủ trong suốt lóe lên rồi hiện ra chút trên không trung đem các cự mộc khác phá vỡ mặt còn tay kia đã túm được một thanh cự mộc nhìn không có gì bắt mắt tiếp theo trên năm ngón tay tử mang trượt lóe thanh mộc kia liền biến thành một thanh phi kiếm dài hơn một thước thanh quang run lên tựa hồ sắc bén dị thường ngay tại lúc phi kiếm này bị phá đi ảo thuật thì đồng thời các cự mộc đầy trời khác linh quang trượt lóe rồi biến thành hư ảo mà khẩu phi kiếm màu xanh kia thì nằm trong bàn tay trong suốt nhảy lên không thôi bộ dáng liều mạng dãy giụa nhưng trên mặt ma viên nanh ác vừa hiện dùng tử sắc cự kiếm của nó nhằm phi kiếm trong tay mà chém tới nó liếc mắt một cái đã nhận ra phi kiếm này nhất định là bản mệnh pháp bảo của đối thủ nếu có thể một chàm chém làm hai đoạn mà nói thì tự nhiên là có thể trực tiếp đả thương tâm thần đối thủ ở ngoài kiếm trận hàn lập nhìn thấy ảo thuật bị phá thì có chút bất ngờ nhưng khi thấy ma viên muốn hủy phi kiếm của mình thì sắc mặt trầm xuống sao lại để cho ma viên thực hiện được ý đồ chứ nếu là khi chưa tinh luyện lại thanh trúc phong vân kiếm mà pháp lực lại không bằng đối phương mà bị đối phương dùng huyền công trực tiếp bắt được thì có lẽ thực sự không xong rồi nhưng sau khi phi kiếm đã linh hóa hư thần thông bản thể phi kiếm có thể từ hư hóa thật hay ngược lại căn bản là một chuyện dễ dàng hàn lập đưa tay nhằm phi kiếm trong trận điểm một cái phanh một tiếng thanh thanh trúc phong vân kiếm bị bắt kia nhất thời thanh quang trượt lóe mà tán loạn biến đi ngay sau đó hơn 10 trượng phía ngoài linh quang lại hiện lên sau đó tụ lại nhất thời thanh phi kiếm màu xanh kia lại từ hư không biến ảo ra kiếm này trượt lóe lên rồi lại biến mất ở trong kiếm trận ma viên thần sắc ngẩn ngơ nhưng lập tức hung quang trượt lóe một tay nhất bấm quyết hai mắt tử mang một chút trở nên trói mắt mà ở chỗ sâu trong đồng tử lại mơ hồ có ngũ sắc ký hiệu quét qua mọi nơi không ngừng Cuối cùng ánh mắt nó hạ xuống dừng lại trên thân Hàn Lập đang đứng ngoài kiếm trận. Linh mục. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống, sự mơ hồ hoài nghi đã không còn, còn thánh giai ma viên này cũng có linh mục, so với Minh Thanh linh mục cũng không sai biệt lắm, cho nên nó mới có thể nhìn thấu ảo thuật của kiếm trận này, cũng như trực tiếp nhìn xuyên qua kiếm trận mà tìm được vị trí này. Ngay tại lúc Hàn Lập đang dùng mình thì ma viên lại gầm nhẹ một tiếng rồi há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu hắc hồng gắn lên thanh tử sắc cự kiếm trước người nhất thời từ thân kiếm tử quang đại phóng vật vô danh bên trong kia thân hình nhất trướng rồi lại hiện ra mặt ngoài cự kiếm có vẻ giữ tợn dị thường cự kiếm quay tròn vừa chuyển động thì đột nhiên dựng đứng lên mũi kiếm nhắm ngay phương hướng hàn lập đứng mà chạm xuống một đạo tử sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng vọt ra vô thanh vô tức hướng về quần sáng màu xanh chém tới kiếm quang nguyên bản chỉ chợt lóe lên bán ra lúc này lại ngưng trọng dị thường từ từ mà bay đi có vẻ rất chậm rãi hàn lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến bốn cánh tay màu vàng đồng thời bắt quyết từ trong kiếm trận có bốn đạo cột sáng màu vàng phảng phất như thực chất phun ra trực tiếp nghênh đón tử sát kiếm quang ầm mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên kim quang tuy rằng sau khi bạo liệt thanh thế kinh người nhưng bất quá chỉ làm cho tử quang ngừng lại một chút rồi liền dễ dàng bị vỡ ra tử quang chỉ thoáng chớp động một cái rồi vẫn tiến thẳng đến chỗ hàn lập hàn lập khoái mắt giật giật hai con khôi lỗi đứng ở phía sau lập tức vung binh khí lên kim sắc kiếm quang cùng đao ảnh giống như bạo vũ táp điên cuồng bắn ra đồng thời hàn lập cũng gia tăng thêm pháp lực thúc giục kiếm trận quần sáng màu xanh trước người biến đổi hiện ra vô số ký hiệu màu xanh sau khi hơi lưu chuyển thì biến ảo thành đóa đóa thanh liên chán trước quần sáng kiếm quang đao ảnh tuy rằng liên miên không dứt nhưng sau khi chém lên tử sắc kiếm quang thì chỉ làm cho nó chớp động vài cái rồi đều tán loạn tiêu thất bộ dáng không thể ngăn cản được tử quang cuối cùng trượt lóe lên đã chém lên thanh liên đầy trời thanh hà tử quang chớp động kiếm quang do tử sắc tàn nhận kia biến ảo thành hung hăng chém xuống đoá đoá thanh liên dễ dàng bị chia ra làm hai nửa quần sáng màu xanh thật lớn tựa hồ như thể không thể chống đỡ được bên ngoài hàn lập thấy vậy thì ánh mắt ngưng trọng pháp lực trong cơ thể giống như nước lũ vỡ bờ trong nháy mắt điên cuồng chút vào kiếm trận thanh liên nguyên bổn bị chém nát thành nhiều mảnh nhỏ lại cuồn cuồn ngưng lại rồi hóa thành đoá đoá thanh liên quỷ dị lại hiện lên sau khi lóe lên thì liền hiện ra chán trước đạo tử sắc kiếm quang tử quang này tuy uy lực vô cùng lớn nhưng xuân lệ kiếm trận biến ảo cũng thần diệu dị thường sau khi có thêm linh lực chống đỡ vô số thanh liên từ bốn phương tám hướng tuôn ra tử xác kiếm quang do hư ảnh linh vật biến thành cuối cùng còn cách quần sáng màu xanh hơn một trượng thì hào quang ảm đạm uy năng tiêu hao hết mà biến thành hư ảo ma viên trong kiếm trận thấy vậy thì hai mắt tử quang trượt lóe trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn lai lịch của cái tàn nhận này hắn cũng biết một phần nó cũng là bởi vì bảo vật hiếm thấy nên cuối cùng bị linh giới nhân đuổi giết nên mới rơi xuống tình trạng hiện tại. Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại không thể đem bảo vật này phát huy toàn bộ, nhưng mà một chàm vừa rồi cũng đã điều động toàn bộ pháp lực hiện giờ nên không thể thi triển tiếp được nữa. Đồng thời, việc bị kiếm trận trước mắt ngăn cản được cũng làm cho nó dùng mình không thôi. Điều này chứng minh được kiếm trận này uy năng to lớn viễn siêu suy nghĩ của nó. Lấy tình huống hiện tại thì chỉ sợ thật là không thể thoải mái phá trận được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, ma viên này cho dù từng lừng lẫy một thời thì trên mặt cũng lộ ra vài phần ủy khuất nó thông qua vết nứt không gian trong ma kim sơn mạch mà đến đây nhưng vì nhiều nguyên nhân khác mà trước sau liên tiếp cùng các thánh giai ma thú khác trong sơn mạch này đại chiến vài lần điều đó chẳng những làm cho tự thân tu vi tổn hao nhiều mà còn thiếu chút nữa hồn phi phách tán ngay cả bản mệnh pháp bảo ban đầu mang theo người vốn có uy lực vô cùng lớn cũng bị hủy hoại trong lúc tranh đấu nếu không ngay cả khi tu vi hắn giảm xuống đến bực này thì bằng vào vài kiện trí bảo cũng có thể mạnh mẽ phá trận mà ra song mục ma viên lưu chuyển không ngừng thần sắc âm trầm bất định nhưng hàn lập trong lòng lại buông lòng tay áo bảo run lên trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phủ triện màu xanh lóng lánh phủ toàn này thoạt nhìn độc nhất vô nhị mỗi một tấm đều dài nửa thước nhưng tản ra một linh khí tinh thuần dị thường giờ phút này hàn lập rốt cục đã xác định được đầu ma viên này tu vi hiển nhiên đã tổn hao nhiều Ngoài thần niệm cường đại cùng các loại thần thông bí thuật thì giờ phút này pháp lực nhiều lắm, có thể so với một gã luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên hộ thân chiến giáp cùng tử sắc tàn nhận trong tay đối phương thật sự là nghịch thiên tri vật, muốn chém giết nó vẫn là một việc thiên nan vạn nan. Cũng may chỉ cần có thể hạn chế thân pháp của đối phương thì thần thông của nó cũng bị giảm hơn phân nửa. Bất quá đối phương có được một đôi linh mục có thể dễ dàng khám phá ảo thuận cũng đồng dạng khó giải quyết. Chỉ sợ ảo thuật của kiếm trận bình thường không thể làm khó được đối phương. Xem ra một số lĩnh ngộ của hắn gần đây về Xuân Lệ kiếm trận thật sự có khả năng phải thử nghiệm trên đầu thánh giai ma thú này. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập thừa dịp ma viên trong kiếm trận đang trần chờ thì hắn giơ tay lên, nhất thời một tấm phủ toàn màu xanh hóa thành thanh mang bắn ra bốn phía. Sau khi trượt lóe thì tiến vào trong kiếm trận, cùng lúc đó, Hàn Lập trong miệng lầm bầm, tay kia thì nhẹ nhàng nâng một quả kim sắc viên châu lên, viên châu này đột nhiên hóa thành một đạo kim quang hướng về phía kiếm trận bắn nhanh đi tiếp theo hàn háo mồm phun ra một cái thái cực đại kim sắc ký hiệu cũng đồng dạng bắn lên cao không thấy bóng dáng ma viên trong kiếm trận lập tức cảm ứng được điều gì sắc mặt bỗng nhiên nành ác mà nhấc tay ầm một tiếng trời cao phía trên kiếm trận chợt xuất hiện cuồng phong gào thét mây đen dày đặc một đoàn ánh sáng màu vàng ẩn hiện trong mây đen đồng thời một cỗ khí tức kinh người giống như có thể hủy thiên diệt địa phóng ra mặt ngoài đạo sáng này có vô số điện quang trượt hiện lên vô chừng tiếng sấm lại liên miên không dứt tế lôi thuật trong mắt ma viên phủ văn vừa hiện nó nói nhỏ một tiếng rồi hừ lạnh một tiếng không dám chậm trễ đưa tay nhắm tử sắc cự kiếm bên cạnh hư không vẫy một cái cự kiếm này trượt lóe lên rồi nhất thời hóa thành một đạo tử quang bị nhiếp tới trong tay phung bảo vật trong tay lên cự viên muốn trực tiếp đem dị tượng trên không trung chém cho tán loạn đối mặt với tế lôi thuật phát động ích tà thần lôi chuyên khắc chế ma vật này cho dù nó có tử sắc chiến giáp hộ thân thì cũng quyết không muốn đem thân thể nhận lấy một kích này nhưng cự kiếm trong tay nó còn chưa kịp huy động thì đột nhiên bốn phía thanh quang đại phóng cảnh sắc phụ cận bỗng nhiên hóa thành một mảnh rừng rậm bốn phía đều là đại thụ cao chọc trời thân thô to hơn một người ôm hư một chút tài mọn này mà cũng dám lấy ra ma viên một trận cười quái dị tiếp theo cự kiếm trong tay run lên phát ra âm thanh vù vù đồng thời trong đồng tử ký hiệu màu tím trượt quay ngược trở lại nhưng không chờ nó dùng linh mục tìm kiếm chỗ sơ hở của ảo thuật đột nhiên tất cả đại thụ thanh quang đại phóng rồi uốn éo biến ảo thành một đám giáp sĩ thân cao mười trượng cả người mặc thanh giáp thật lớn tiếp theo đầy trời thanh mang trượt lóe mỗi giáp sĩ đều vung tay lên thanh mang chớp động nhất thời trong tay có thêm vũ khí như đao kiếm búa rìu cùng đủ loại cự nhận kiểu dáng khác nhau hơn 10 giáp sĩ gần ma viên nhất lập tức không khách khí vung cự nhận trong tay chém xuống 10, mấy bóng đen thật lớn mang theo hơn 10 cỗ cuồng phong ập xuống ma viên hoảng sợ bất chấp việc ít tà thần lôi không kịp suy nghĩ nhiều cự kiếm trong tay hư không chảm ra nhất thời một đạo tử ngân hóa thành một đạo viên hồ trượt chém ra răng rắc tiếng động nổi lên hơn 10 đạo cự nhận và cả giáp sĩ khổng lồ bốn phía đều bị nhất chạm mà diệt không đúng mấy thứ này không đúng toàn là hư ảnh thấy mình dễ dàng đắc thủ như vậy ma viên không có lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại có chút kinh nghi vừa rồi tử ngân chém qua binh khí nó có thể cảm ứng được nhưng không chờ cho ma viên hiểu rõ nguyên nhân thì bốn phía lại có vô số tiếng bước chân ầm ầm vang lên vô số giáp sĩ giống như thủy triều tràn lên hàn quang thiểm động vô số cự nhận gào thét mà tới ma viên hừ lạnh một tiếng cũng không tái huy động từ sắc cự kiếm trong tay mà lại đột nhiên nhất chân hướng lên mặt đất dẫm một cái thật mạnh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên mặt đất rung chuyển một trận rồi một vòng khí lãng màu hắc hồng giống như sóng ba đào tràn đi nơi nào hắc hồng ma khí đi qua tất cả giáp sĩ giống như bọt biển mà ngã xuống đất trong chớp mắt ở ngoài kiếm trận hàn lập thấy vậy thì biến sắc trong tài pháp quyết bỗng nhiên thay đổi trong hư không hư ảnh trượt lóe vô số thanh màng hiện lên sau đó nhoáng một cái lại hóa thành vô số mũi tên màu xanh dài chừng nửa thước suy 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 tiếng xé gió đại tác tên dài giống như mưa to nhằm hướng ma viên rào rào bắn đến ma viên này thật sự không hoảng hốt đưa một tay vỗ vào từ giáp trên người một tầng tử mạc từ chiến giáp hiện ra sau đó bất động thành sắc hai mắt nhíu lại dùng linh mục hướng về đám mũi tên màu xanh đào qua kết quả khiến nó lập tức nhướng mày trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc dưới linh mục số mũi tên này biểu hiện ra đều chứa linh lực hàng thật giá thật bộ dáng không giống như ảo ảnh khiến cho ma viên nhất thời ngương trọng nhưng không kịp tiếng phốc phốc vang lên liên tiếp không dứt thanh mang bắn lên thân ma viên nổ tung tóe như pháo hoa nổ vô số mũi tên đem quần sáng màu tím đánh tới tấp hào quang loạn thiểm nhưng quầng sáng này vẫn yên ổn như thái sơn một chút tán loạn đều không có ma viên vừa thấy số mũi tên này tuy không phải là hư ảnh nhưng uy năng cũng chỉ có thế thôi thì lúc này trong lòng lại buông lòng nhưng cũng có chút kỳ quái không khỏi tự đánh giá dụng ý của hàn lập đúng lúc này một tiếng nổ lớn truyền đến một bàn tay khổng lồ từ mặt đất phụ cận thò ra chộp một cái năm ngón tay liền như thái sơn áp đỉnh nhằm hướng ma viên đè xuống ma viên tự nhiên không sợ hãi cái đó lúc này cự kiếm trong tay khu một vòng tính đem bàn tay khổng lồ chém thành hai đoạn nhưng bỗng nhiên nó cảm giác được cái gì không đúng mà ngừng đầu lên kết quả lúc vừa nhìn lên thì nó chỉ thấy một đạo kim sắc quang tuyền do ích tả thần lôi biến thành từ trên không trung phun xuống vô thành vô tức nhưng chỉ lóe lên một cái đã đên trên đỉnh đầu nó sắc mặt ma viên bỗng nhiên đại biến bên ngoài đầu thánh giai ma thú này tử quang đại phóng quần sáng so với lúc trước dày đặc hơn mấy lần đồng thời nó không hề để ý tới bàn tay to màu xanh kia nữa mà vội vàng đem cự kiếm xoay ngang hướng lên trên tựa hồ như làm thành một tấm chắn ngay sau đó cột sáng màu vàng lóe lên đánh vào cự kiếm bạn đang xem phạm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé một tiếng nổ như tiếng sét vang lên cự kiếm bỗng nhiên chấn động vô số kim hồ như mạng nhện lan ra bụp tiếng vang lớn truyền ra ma viên chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống giống như bị một quả núi lớn đẻ ở trên lấy một thân thần lực của nó mà cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản được quy năng của tế lôi thuật ích tả thần lôi hơn xa dự đoán hơn nữa kim sắc lôi trụ từ trên không liên tục đánh xuống liên miên không dứt lấy tu vi của nó hiện tại mà cũng cảm thấy ăn không tiêu ma thú này trong lòng kinh hãi không kịp nghĩ nhiều đột nhiên hít một hơi một đoàn khí màu hắc hồng từ chỗ sâu trong đan điền thoát ra sau khi tán ra thì hóa thành ma khí tinh thuần tràn tới các kinh mạch trong thân hình nhất thời trong cơ thể ma viên này truyền ra tiếng nổ dày đặc dị thường thân hình trong hắc hồng ma khí vọt lên non nửa đồng thời trên song trường màu hắc hồng linh quang chợt lóe lên rồi cũng to thêm một vòng tử kiếm nguyên bản muốn rớt xuống lúc này hào quang đại phóng có vẻ đã ổn định trở lại nhưng vẻ mặt của ma viên vẫn ngưng trọng xem ra vừa rồi nó bất quá chỉ là miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi đang lúc này bàn tay khổng lồ màu xanh từ lòng đất chui ra kéo theo kim quang áp chế mà đem nửa người nó gắn vào nhưng ma viên lại có vẻ không hề để ý tới hắn tự cho là có tử giáp hộ thể nên cho dù là huyền công, biến ảo gì đó căn bản là vô pháp đả động đến nó, hơn nữa là do bị ích tà thần lôi uy hiếp nên nó cũng thực không dành mà phân thần quá nhiều. Hiện giờ ma viên há to cái miệng đầy răng nanh mà không ngừng thúc giục ma công trong cơ thể, đồng thời thầm nghĩ cách thoát ra khỏi ích tà thần lôi đã rồi tính sao. Ma viên này rất rõ ràng, tế lôi thuật cố nhiên có uy lực kinh người, cho dù là hắn vào lúc toàn thịnh cũng phải sợ hãi một hai phần, nhưng việc thi triển thần thông này có chút phiền toán chỉ cần qua được một vòng này thì đối thủ tuyệt không có cơ hội tái hiện thi triển lần thứ hai nhưng khi bàn tay to màu xanh mới vừa tiếp xúc với hộ thể tử quang thì mới thấy ma viên này cũng không phải không có phòng hộ gì tử quang chớp nhoáng lên một cái rồi đột nhiên huyễn hóa thành một mặt quang thuẫn vừa lúc chặn bàn tay to màu xanh lại đang một tiếng vỡ thanh thúy chuyển đến thì đầu thánh dài ma thú này lại biết chính mình đã sai lầm vội vàng thi triển thần thông khác để ngăn chặn nhưng đã muộn một cỗ cự lực sau khi dễ dàng đánh nát quang thuẫn thì liền theo chiến giáp trực tiếp tác động vào thân hình ma viên bộ dáng như tử sắc chiến giáp không thể hóa giải được bao nhiêu toàn bộ lực lượng của ma viên đều dùng để cầm kiếm đối phó với kim sắc lôi trụ trên đỉnh đầu nên ngay cả thân thể có mạnh mẽ thì tại một kích này cũng không thể ổn định được bịch một tiếng cả người bị đánh bay ra ngoài lúc này bàn tay to màu xanh mới chấp lóe lên hiện ra bộ dáng chân chính ánh sáng chấp động rõ ràng là nguyên từ thần sơn bảo vật này sớm đã được hàn lập luyện hóa cộng thêm kiếm trận che đậy biến ảo nên dĩ nhiên thần không biết quỳ không hay đưa đến phía dưới kiếm trận mà xuất kỳ bất ý đánh ra một kích quả nhiên cho dù ma viên có linh mục thần thông thì cũng không thể nhận ra được thực hư trong chiêu này phải biết rằng nguyên tử thần sơn sau khi được tế luyện lần thứ hai thì sức nặng ngay cả hàn lập cũng tuyệt đối không dám đón đỡ cử viên này ngay cả một thân thần lực cơ hồ so với hàn lập còn xuất sắc hơn một bậc nhưng không kịp đề phòng mà bị thần sơn va chạm nên tự nhiên là không thể ngăn cản được mà bắn ra ngoài ở ngoài kiếm trận, Hàn Lập đối với điều này đã sớm dự liệu trước nên đã chuẩn bị tốt, một tay nhanh chóng hướng ra xa xa hư không điểm một cái. Lôi quang nguyên bản bị tử sắc cự kiếm ngạnh kháng ngăn trở đồ nhiên quỷ dị uốn éo, kim quang nhất thời trượt qua một bên tử sắc cự kiếm mà qua, ngay sau đó đánh lên trên người của ma viên. Sau một tiếng sét đánh kim hồ tán loạn rồi hóa thành một tấm võng điện màu vàng thật lớn đem ma viên này quay lấy rồi sau đó tấp tấp vỡ vụn, kim quang bao quanh nổ tung ra. Trong tiếng sấm, kim sắc lôi quang hoàn toàn đem ma viên bao phủ ở trong đó mà hết thảy việc này diễn ra cũng không quá mấy cái hô hấp trong kiếm trận hiện lên mũi tên màu xanh lúc này không ngừng hóa thành vô số thanh mang nhập vào trong kim quang làm cho tiếng bạo liệt tăng lên vài phần sát chiêu chân chính của hàn lập chính là một đòn này hòa cùng vào đó có một đạo hào quang trượt lóe lên rồi đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo tế ti với tốc độ còn nhanh hơn mũi tên màu xanh mấy lần run lên một cái đã xuyên thủng kim quang màu qua sau đó trượt lóe lên lại tiến nhập vào một phía khác của quần sáng không thấy. Phía trong công kích nguyên bản vẫn yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên truyền ra một tiếng giống to cực kỳ kinh sợ, tế ti thoạt nhìn không có vẻ nhưng lại có uy lực cực kỳ gây gớm. Hàn Lập ở bên ngoài thấy vậy thì vẻ mặt mừng rỡ, lúc này không hề chần chờ nữa, đưa tay vỗ vào thiên linh cái trên đỉnh đầu pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra rồi cùng tiến vào trong quần sáng màu xanh không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, hai con khôi lỗi phía sau Hàn Lập cũng không chút dấu hiệu uốn éo, rồi biến mất ngay sau đó không gian phía trên kiếm trận dao động kịch liệt sáu đoàn kim quang quay tròn vừa chuyển rồi biến thành sáu cái nắm tay ánh vàng rực rỡ theo tiếng ẩm vàng nện xuống phía dưới mặt đất hai đạo kim ảnh trượt lóe lên rồi lưỡng đạo kim sắc trường kiếm cùng một thanh kim đao hiện lên cả hai vừa động liền hóa thành vô số hàn quang hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn đi mắt thấy các công kích sau cũng muốn nhập vào đại quang đoàn thì một tiếng hét sắc nhọn truyền ra rồi quang đoàn lại một chút phân liệt ra tiếp theo huyết quang sáng ngời một đạo huyết hồng từ trong quang đoàn kích bắn ra như thiên ngoại phi tiên, sau đó dừng lại giữa không trung mà biến thành một quang ảnh lớn, đúng là nguyên thần của Ma Viên mà Hàn Lập thấy lúc trước, trong tay nó rõ ràng nắm cái tàn nhận kia, tàn nhận lúc này chẳng những đã khôi phục lại nguyên hình mà màu sắc cũng trở nên đỏ tươi như máu, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị, tiếng răng răng đồng thời truyền đến sáu cái nắm tay màu vàng cùng kim sắc đao kiếm đều nhất thời vỡ vụn thành hai phần mà thanh sắc bốn phía nguyên bản không ngừng hiện lên cũng một chút tán loạn tiêu thất bộ dáng không thể tái hiện được mà những nơi quang đoàn vỡ vụn ra thì thân hình ma viên cũng một lần nữa hiện ra nhưng lúc này khuôn mặt tái nhợt dị thường trên người tử sắc chiến giáp đã bị vỡ vụn trái đen nhiều chỗ trong đó có hơn 10 lỗ thủng to cỡ ngón chân cái toàn thân loang lổ máu thân thể rõ ràng đã bị thương không nhẹ mới bức bách ma viên không thể thi triển ma công đem nguyên thần độ đến hàn lập bên ngoài kiếm trận thấy một màn này thì sắc mặt có chút khó coi loạt công kích vừa rồi hắn tự hỏi đã công kích liên tục tựa hồ có thể nói là sát cục thế mà vẫn không thể đem nó rửa sát đi hảo tốt lóc bản tôn tiêu phí mấy trăm năm tĩnh dưỡng thân thể này lại bị ngươi đánh trở về nguyên hình thậm chí còn chưa bằng lúc ngủ say như thế mà nói ta cũng không tái cố kỵ cái gì nữa ta liều mạng bỏ lại cái thân thể này cũng muốn đem người bắt lấy mà tiêu mối hận trong lòng ta không ta sẽ dùng thân thể ngươi tạm thời để nguyên thần hóa thân nguyên thần ma viên cúi đầu nhìn xuống thì âm thanh trở nên cực kỳ thê lương hai luồng tử quang tại hai mắt rào rạt chớp động căn bản không thể che giấu được lừa giận trong lòng thanh âm một chút trở nên cực kỳ băng hàn vừa dứt lời ma nhận cầm trong tay đột nhiên run lên nhất thời một đạo huyết quang từ trong tàn nhận chém ra quỳ dị nhất là mục tiêu của huyết quang không phải là kiếm trận bốn phía mà là thân thể đang ngơ ngác bất động phía dưới phúc suy một tiếng thân thể ma viên có tử sắc chiến giáp nhưng đối với huyết quang lại không chút ngăn cản nào để cho nó dễ dàng tiến vào một màn quỷ dị xuất hiện thân thể ma viên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quát lại sau một khắc thì huyết quang trượt lóe lên rồi lần nữa bắn về phía sau trong tử sắc chiến giáp lúc này chỉ còn lại một cái thây khô màu tím mà huyết quang lúc này đã quay về chui vào trong tàn nhận một cỗ huyết tinh nồng đậm cùng một đoàn ma khí tối đen từ phía dưới toát ra đồng thời có vô số ký hiệu màu đen đỏ vây quanh tàn nhận này. Ma viên đột nhiên cầm tàn nhận trong tay hướng lên không trung ném đi, hai tay bấm quyết, đồng thời trong miệng lầm bầm, một tràng âm thanh tối nghĩa tràn ngập khí tức man hoang truyền ra. Hàn lập tuy không biết đầu ma viên này muốn làm cái gì nhưng cũng biết nó đã bị chọc giận, ngay cả thân thể lẫn tinh huyết còn sót lại đều không tiếc, thì khẳng định sẽ thi triển ra đại thần thông cực kỳ lợi hại nên hắn đâu có thể để cho đối phương như ý, không kịp suy nghĩ, hàn lập một tay bấm quyết rồi đột nhiên thúc giục kiếm trận nhất thời bốn phía quầng sáng run lên mấy chấm đoá thanh liên từ trong quầng sáng hiện ra chúng quay tròn một vòng rồi từ chỗ trung tâm phun ra mười cột sáng màu xanh chợt lóe lên lướt qua đánh về phía ma viên nhưng sau đó chuyện khó tin đã xảy ra làm cho sắc mặt hàn lập trở nên cực kỳ khó coi chỉ thấy đầu ma viên kia đối với quang trụ từ bốn phía phóng tới căn bản là không thèm liếc mắt một cái chỉ nhẹ nhàng vươn một ngón ta nhắm ngay tàn nhận nhẹ nhàng điểm ra phanh một thanh âm trầm thấp truyền ra Tàn nhân tại không gian phụ cận vặn vẹo một trận rồi một trận sóng dao động vô hình bỗng nhiên hiện ra rồi lan ra bốn phía. Cột sáng màu xanh vừa tiếp xúc với sóng dao động này thì khô mục tán loạn tiêu thất đi. Mấy trăm đạo quang trụ hùng hổ sông đến nhưng lại không có cái nào có thể tiếp cận được với ma viên. Hàn lập trong lòng chấn động hoảng sợ, sắc mặt có chút tái xanh nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ. Cẩn thận đối phương thi triển thần thông nào thì ma viên đã hử lạnh một tiếng bên ngoài thân huyết quang vừa chuyển lên không từ hào quang trượt lóe lên rồi một cái tử sắc hư ảnh vô thanh vô tức hiện lên hư ảnh này có tám phần tương tự như tử sắc cựu viên tuy trên đầu không có sừng nhưng một đôi yêu mục có ngũ sắc quang mang chấp động đồng thời trước ngực rõ ràng có một cái đạm ngân sắc hoa văn rộng vài thước từ xa nhìn lại rõ ràng là một trụ sơn hàn lập mặc dù chưa gặp qua chân linh trong truyền thuyết nhưng trong lòng cũng lập tức khẳng định thân phận của nó dù sao trước ngực có hoa văn kỳ quái tồn tại như vậy cũng chỉ có chân linh mà thôi đầu ma viên này thật đúng là có huyết mạch của sơn nhà cự viên nếu không tuyệt không thể huyễn hóa ra pháp tướng này hàn lập nhìn từ xác hư ảnh trong kiếm trận mà trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nóng bỏng sơn nhà cự viên này đúng là một loại biến hóa trong kinh chập thập nhị biến nếu hắn có thể lấy chân linh huyết của nó thì chẳng những có thể lập tức có thêm một loại thần thông biến hóa mà vài loại biến hóa khác quy năng cũng tăng thêm không ít hàn lập trong lòng thầm nghĩ như thế nên càng muốn đánh chết đầu thánh giai ma viên này nhưng nếu vận dụng thần thông bình thường thì hiển nhiên không làm được gì nó hàn lập trên mặt sau khi hơi do dự thì hít sâu một hơi đột nhiên ống tay áo run lên một cái vòng tròn nhìn không chớp mắt rơi xuống đây chính là phệ kim trùng linh vòng hắn tính toán vận dụng đại sát khí này để đối phó với nguyên thần ma viên này mỗi lần phóng thích nhiều phệ kim trùng thì cố nhiên có thể làm thần niệm hao tổn nhiều nhưng nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết xong chiến cuộc thì tự nhiên là có thể trở thành sát thủ giàn của hàn lập Lấy thần niệm của Hàn Lập sau khi tiến giai lên luyện hư kỳ thì một lần sử dụng trên 100 vệ kim trùng mà nói thì vẫn có thể chống đỡ được một thời gian chừng một nén, nhang nhưng số lượng nhiều hơn thì chỉ còn một phần tư mà thôi. Nếu không có xuân lệ kiếm trận này làm phụ trợ thì Hàn Lập có lẽ còn không dám tùy tiện làm việc này nhưng do hiện tại ma viên này bị nhốt trong kiếm trận, không khỏi bị chịu đại trận hạn chế thì đây là chiến trường tốt nhất của vệ kim trùng. Theo Hàn Lập suy tính lấy sự hung mãnh của vệ kim trùng thành thục thì nếu thả ra một trăm con thì sau thời gian chừng một nén nhang là đủ để giải quyết được đối phương điều khiến hắn trần chờ duy nhất là sau khi thần niệm đại hao tổn thì thần thông cũng giảm xuống hơn phân nửa vạn nhất trên đường phản hồi gặp phải cường địch thì có chút nguy hiểm nhưng ý niệm này cũng chỉ lóe qua mà thôi vì đối với hắn mà nói việc giải quyết đại địch trước mắt mới là tối quan trọng mọi việc khác cứ để sau hãng tính nhưng không chờ hàn lập tế ra linh vòng trong tay áo huyết sắc ma viên trong kiếm trận lại đột nhiên quát khẽ một tiếng tiếng trung ngữ trong miệng dừng lại rồi há mồm phun ra một đoàn huyết hà lên phía trên huyết sắc tàn nhận tàn nhận này quay tròn vừa chuyển động ma khí tối đen như mực đột nhiên quay cuồng kịch liệt rồi thanh âm vù vù nổi lên vô số điểm hắc quang hiện ra xung quanh tàn nhận rồi lan tràn cả kiếm trận hàn lập ngẩn ra vì bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí phụ cận có chút không đúng hắn xoay đầu nhìn mọi nơi kết quả khiến hắn thần sắc cả kinh trong thông đạo ma khí vốn trầm lặng giờ phút này toàn bộ quay cuồng từ chính giữa bay ra một mảnh hắc sắc quang hà hướng về kiếm trận cuồn cuộn kéo đến xuân lệ kiếm trận giống như biến thành một cơn lốc xoáy thật lớn đem hắc hà đó hút lấy bất quá hắc hà này sau khi tới phụ cận kiếm trận thì lại bị quần sáng màu xanh chắn ở bên ngoài mà hình thành một đoàn hắc sắc quang cầu rậm rạp nhưng cũng không có thể tiến vào trong kiếm trận thực ma khí hàn lập khẽ liếc mắt một cái thì liền lập tức nhìn ra tướng mạo hắc hà này khóe mắt trượt kinh hoàng co giật vài cái nhưng vào lúc này một tiếng nổ kinh thiên động đại từ trong kiếm trận truyền ra khiến cả thông đạo chấn động kịch liệt theo đó một cỗ linh áp đáng sợ bỗng nhiên từ trong kiếm trận phóng lên cao ngay cả quần sáng phụ cận cũng loạn hoàng một trận hàn lập cả kinh không cần suy nghĩ nhiều xoay chuyển ánh mắt nhìn tới trung tâm kiếm trận một màn quỷ dị hiện lên trước mắt hàn lập cả kiếm trận rõ ràng bị vô số ký hiệu lớn nhỏ nhồi chặt mà mỗi một cái ký hiệu đều chớp động hào quang màu đen nhạt lúc ám lúc minh tại trung tâm ký hiệu là một thanh huyết sắc tàn nhận đang lẳng lặng bất động huyền phù tàn nhân này nguyên bản khuyết mất một nửa thanh nhưng không biết khi nào đã chữa trị đầy đủ hơn nữa trên thân nguyên bản chỉ có màu huyết hồng thì lúc này đột nhiên có thêm nhiều cổ van màu vàng sáng loè loè hàn lập hai mắt nhíu lại hoảng sợ phát hiện ra trong kiếm trận hắc sắc ký hiệu chờ sáng loé nhưng lại cùng tàn nhận chớp động chỉnh tề như một toàn bộ bị khống chế một trận cười quỷ dị trong miệng ma viên vang lên nó bỗng nhiên bấm quyết chính mình chưa động nhưng hư ảnh từ sắc cự viên trên đỉnh đầu lại có duỗi bàn tay to ra hút thành huyết sắc tàn nhận kia tới trong tay sau đó run lên chuyện bất khả tư nghị xuất hiện kim sắc cổ văn mặt ngoài tàn nhận như sống lại lưu chuyển một trận kế tiếp hào quang đại phóng cùng phát ra một tiếng thanh minh hàn lập bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí trong kiếm trận hỗn loạn một trận hắc sắc ký hiệu điên cuồng hướng tàn nhận mà vọt đến cùng lúc đó mặt ngoài tàn nhận thả ra một vòng sáng màu đen Tất cả ký hiệu vừa tiếp xúc với vầng sáng này thì như châu đất xuống biển mà biến mất vô ảnh vô tung, mà Tàn Nhận thì đem tất cả ký hiệu hấp thu hầu như không còn, thì vầng sáng không tiếng động mà tiêu thất đi, chỉ còn lại tiếng thanh minh quảng quảng mà thôi. Tàn Nhận đang màu huyết hồng liền biến thành tối đen như mực, cử viên khẽ cử động cộng thêm cổ văn mặt ngoài nhất thời tỏa ra kim quang chói mắt khiến nó nhìn càng có vẻ huyền bí vạn phần, hai mắt Hàn Lập đột nhiên co rút lại, đột nhiên một bàn tay đè lên bàn tay kia hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào tàn nhận trong tay đối phương mặt cắt không ra máu huyền thiên chi bảo không có khả năng người có nghịch thiên chí bảo mà sao lại chịu trọng thương hàn lập cơ hồ như nhà ra từng hơi nói người sao lại biết nó là huyền thiên chi bảo vừa nghe hàn lập nói như vậy ma viên đồng dạng thần sắc đại biến thanh âm có chút trở nên hung tợn hai mắt tử mang chớp động giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng lúc này hàn lập căn bản không có tâm tư mà trả lời ma viên bởi vì giờ phút này chỗ dấu ấn trên cánh tay hắn như bị lửa đốt nóng rực mà chỗ này đúng là chỗ phong ấn huyền thiên kiếm mà dị tượng trên cánh tay này xuất hiện ngay lúc sơn nhạc cự viên kia bắt đầu thúc giục ma nhận kia hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyền thiên kiếm nguyên bản bị phong ấn bên trong tựa hồ bị ma nhận trong tay đối phương kích động mà dục dịch muốn động hàn lập lúc này trong đầu linh quang trượt lóe lên rồi mới thất thanh nói ra lai lịch của tàn nhận này hiện tại thấy ma viên thực sự không phủ nhận thì trong lòng hàn lập trầm xuống giờ phút này hơn nửa pháp lực của hắn đều dùng để liều mạng áp chế huyền thiên kiếm trên cánh tay hơn nữa cho dù có vận dụng vệ kim trùng thì đối phương lại có huyền thiên trí bảo trong tay thì đâu có tác dụng gì mà hậu quả một lần vận dụng huyền thiên chi bảo trong ký ức của hắn vẫn còn như mới hắn thực sự không muốn dẫm lên vết xe đổ này nữa dù sao nơi đây chính là nơi đầy rẫy ma thú một khi pháp lực mất đi mà nói thì cơ hồ là tự sát bất quá huy năng kinh thiên lần trước chính mình vận dụng huyền thiên kiếm thì hắn đồng dạng không có quên tàn nhận của đối phương có uy năng không sai biệt lắm chỉ cần phát huy ra non nửa uy năng so với huyền thiên trí bảo trong cánh tay hàn lập thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được xuân lệ kiếm trận ngay cả thần diệu vạn phần nhưng sao có thể đối kháng được với huyền thiên tri lực ma viên trong kiếm trận thấy hàn lập căn bản không có ý trả lời thì trong lòng giận dữ không chần chờ mà đột nhiên thúc giục pháp tướng trên đỉnh đầu hư ảnh sơn nhà cự viên nhất thời cầm ma nhận trong tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên rồi nhằm đúng vị trí hàn lập trễ tới khói mắt hàn lập khẽ co giật sau lưng mồ hôi lạnh toát ra lấy uy năng phá toái hư không của huyền thiên chi bảo hắn có muốn chạy trốn cũng căn bản là si tâm vọng tưởng trước mắt hắn tựa hồ là khoanh tay chịu chết hoặc là dùng huyền thiên kiếm trong tay đối kháng lại nhưng hậu quả thì không nghĩ cũng biết nhưng mắt thấy đối phương sử dụng pháp tướng đã dơ tàn nhận lên hắn cũng căn bản không có thời gian thi chuyển thủ đoạn khác nữa không đúng đối phương đã mất đi thân thể hơn nữa tu vi cũng bất quá tương đương với mình thì sao có thể sử dụng được huyền thiên chi bảo đối phương hiện tại sử dụng tàn nhận cũng không phải là thân thể, chẳng lẽ? Hàn lập dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên cái khó ló cái khôn, trong đầu bỗng nhiên linh quang trượt lóe một chút cảm giác được chính mình nắm bắt được điều gì đó. Lúc này ma viên đối diện sắc mặt tranh nanh, tử sắc pháp tướng dơ cao rồi bắt đầu chậm rãi đè xuống. Hàn lập thấy vậy thì kinh hãi, lúc này hàn cắn răng một cái, năm ngón tay đang đè lên cánh tay đột nhiên thả lòng. Bi lạp! một thanh âm muộn hưởng vang lên rồi một cái mộc côn màu vàng nhạt hiện ra trong tay đúng là huyền thiên quả thực hàn lập một chút dừng lại đều không có cổ tay rung ừ. lên dĩ nhiên đem huyền thiên quả thực ném lên không trung kim quang trượt lóe phạm thánh pháp tướng lại hiện lên một cái trong đó vừa động liền túm lấy huyền thiên quả thực vào trong tay sau đó mấy cánh tay còn lại tự bấm quyết pháp tướng ba đầu sáu tay kim quang đại phóng tiếp theo tất cả kim quang như nước chảy hướng về phía huyền thiên quả thực tuôn ra làm cho quả thực này tỏa ra hào quang lóa mắt mặc lục sắc hoa văn mặt ngoài có chút trở nên xanh biếc dị thường. Hàn lập thấy vậy, thì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng lúc này kiếm trận trượt có tiếng phúc muộn hưởng truyền đến, một đạo khí lãng màu đen từ mặc nhận tràn ra. Ngay từ đầu không nhìn có gì bắt mắt, nhưng sau khi bay ra ngoài hơn 10 trượng liền cuồn cuộn nổi lên, như sóng cao mấy trượng hùng hổ nhắm Hàn lập cuốn đến, chỉ trượt lóe lên sóng khí màu đen liền đụng vào quần sáng màu xanh. Quần sáng này nhất thời nổi lên thanh âm vù vù, vô số thanh liên hiện lên giống như vô cùng vô tận nhưng ngay sau đó chuyện khó có thể tin xuất hiện hắc lãng này chạm vào tất cả thanh liên vô luận lớn hay nhỏ đều lập tức phi hôi yên diệt lại lóe lên cái nữa quầng sáng màu xanh liền như giấy bị xuyên thủng mọc qua hàn lập khoái mắt giật giật căn bản bất chấp là cái gì đột nhiên thúc giục pháp quyết nhất thời bốn phía đột nhiên hiện ra vô số ngũ sắc quang điểm rồi như lao vào chỗ chết nhắm hướng huyền thiên quả thực chui vào phúc suy một tiếng trên huyền thiên quả thực thúy mang trượt lóe rồi đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang dài một thước kiếm mang này xanh dị thường sáng bóng như gương nhưng tại chỗ trung tâm lại có một loạt thúy sắc ký hiệu hàn mang lưu chuyển không ngừng mắt thấy hắc lãng chuẩn bị bổ nhào về phía mình kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu hàn lập sáu mắt kim mang lóe lên trường kiếm màu xanh bếp cầm trong tay vung lên hàn lập cảm thấy đại lượng pháp lực trong cơ thể như thủy triều vò ra đồng thời bên ngoài thân pháp tướng kim mang lưu chuyển nhanh hơn rồi hóa thành một cỗ lưu quang hướng vào vật trong tay điên cuồng rót vào phạm thánh chân ma pháp tướng nguyên bản cao chừng mấy trượng chẳng những thân hình thoáng cái rút nhỏ gần nửa mà thân hình vốn trông như thực chất trong nháy mắt cũng biến thành mơ hồ dị thường thiên địa nguyên khí phụ cận bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt một hồi vô số ngũ sắc kỹ hiệu nổi lên đồng thời có tiếng sấm nổ mạnh ma khí từ trong thông đạo đánh tới phảng phất như gặp lực lượng bài xích cường đại đầu tiên là ngưng tụ lại rồi tùy theo hướng bốn phía quay đầu rút lui mà nơi nào huyền thiên kiếm rơi xuống thì phảng phất như một kích đem thiên địa nguyên khí phụ cận hút vào trong đó phóng thích chém ra lập tức một đạo kiếm quang xanh bước lóe lên phảng phất như một đạo cử thiên lôi điện trói mắt trong nháy mắt chiếu sáng trong vương viên vài dặm mà khí đen kịt kia cũng vô pháp che lấp kiếm quang này nguyên bản hắc lãng đang hùng hổ mà đến dưới ánh kiếm quang chiếu rọi mà hơi dừng lại sau một khắc cả không gian bỗng chốc bị một đạo vô hình chi lực nào đó chia làm hai thế giới bất đồng một nửa thanh quang mờ mịt ngũ sắc ký hiệu quay cuồng một nửa thì hắc lãng cuồn cuộn thâm thúy u quang điểm điểm lòe lòe tuôn ra chỗ hai cái dao giới thoáng chốc lại bộc phát ra thanh âm cọ sát chói tai tùy theo cỗ ba động vô hình bộc phát ra phảng phất như cơn lốc thoáng cái đã mang tất cả cuốn vào ngoại trừ chỗ hàn lập cùng ma viên đứng những chỗ khác mà ba động đi qua thì tất cả đều bị cuốn vào trong đó mà dễ dàng bị nghiền nát thành hư vô xuân lệ kiếm trận nằm giữa hai cỗ lực lượng cũng chỉ cuồng trào lên vài cái rồi cũng tán loạn đầu tiên là thoáng trở lại 72 thanh phi kiếm như cũ tiếp theo ba động một cái thì liền biến thành điểm điểm thanh quang tán đi rất rõ ràng Lực lượng do kiếm quang xanh biết biến thành mạnh hơn xa hắc lãng, nên nó chỉ miễn cưỡng đối kháng được một chút, rồi lập tức bị thanh quang áp đảo triệt để dần dần tan rã đi. Cự viên pháp tướng trên đỉnh đầu Ma Viên, sau khi chém ra một kích, thì thân thể đồng dạng thu nhỏ lại hơn phân nửa, hiện tại bị kiếm quang xanh biết ảnh hưởng, ma kiếm thoáng cái vỡ vụn ra, pháp tướng sơn nhà cự viên lập tức bị vô hình chi lực đột nhiên ảnh hưởng mà cuối cùng cũng lóe lên rồi biến mất. Huyền Thiên chi bảo, Huyền Thiên chi bảo đầy đủ, điều đó không có khả năng nguyên thần ma viên toàn thân huyết quang loạn thiểm thoáng cái nghẹn ngào kêu thất thanh phảng phất như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi bất quá nó thấy thanh quang mịt mờ chuẩn bị đè xuống thì thoáng cái hồn phi phách tán bên ngoài thân đột nhiên linh quang lóe lên thoáng cây hóa thành một đạo cầu vồng nhằm hướng đại môn mà chạy đi nhưng huyết quang mới phi độn được hơn 10 trượng thì kiếm quang xanh biếc đã đuổi đến thiên địa chi lực thoáng một cái đã đem nguyên thần ma viên cuốn vào một màn quỷ dị xuất hiện trong thanh quang cầu vồng máu dừng lại rồi một lần nữa hiện ra thân hình ma viên huyết sắc hơn nữa do không gian bốn phía bị đông cứng lại nên không nhúc nhích được. Một hồi sau ba động của thiên địa chi lực lan đến nơi này, một khắc sau, không gian trong vòng mười trượng bao vây lấy ma viên không ngừng kêu lên răng rắc, cả không gian như kính vỡ ra hiện ra từng vết rách màu trắng, bên trong nguyên thần ma viên hét thảm một tiếng rồi như gỗ mục vỡ vụn ra từng khúc, thánh dài ma viên này, cứ như thế mà chết đi. Khoảng không gian sau khi bị vỡ, vụn hiện ra một cái hắc động đen xì, mảnh vụn của nguyên thần ma viên và cả không gian phụ cận sau khi quay tít một vòng thì vô thanh vô tức bị hắc động thôn phệ vào trong đó mà biến mất vô ảnh vô tung, mà cái hắc động đó cũng chợt lóe lên một cái rồi biến mất chỉ còn lại thanh tàn nhận đã khôi phục nguyên hình màu tím lẳng lặng huyền phủ ở phía xa. Hàn Lập thấy tình hình này thì thở dài một hơi, hai tay nhanh chóng bấm quyết nhảm pháp tướng trên không trung điểm một cái, phạm thánh chân ma pháp tướng trên đỉnh đầu cầm huyền thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên lập tức mũi kiếm xanh biếc hóa thành ngũ sắc hào quang thoáng cái tán loạn đi rồi một lần nữa trở lại thành huyền thiên quả thực như cũ từ trên không từ từ rơi xuống hàn lập tay áo run lên một cỗ hào quang màu xanh mang tất cả cuốn đi rồi đem bảo vật thu lại nhưng chỉ thấy huyền thiên quả thực có thúy mang lóe lên rồi hóa thành một đoàn lục quang bắn ra sau đó chui vào trên cánh tay hàn lập chỉ cảm thấy trên cánh tay có một luồng dị hòa hơi nóng chui vào thì cả kinh vội vàng nhấc cánh tay sắn tay áo lên cao chỉ thấy trên cánh tay trần thình lình có thêm một cái ấn ký màu vàng đúng là huyền thiên quả thực hơn nữa dấu vết này bằng mắt thường có thể thấy được trở nên nhạt đi rất nhanh rồi cuối cùng biến thành một cái ngấn mờ khoái miệng hàn lập run rẩy rồi lộ ra một nụ cười khổ huyền thiên chi bảo này tựa hồ nhận thức rất chuẩn cánh tay này của hắn nên tự động chui vào mà phong ấn bất quá lúc huyền thiên quả thực biến mất thì thiên địa dị tượng trong thông đạo cũng như bọt biển tán loạn biến mất không gian chi lực tràn ngập phụ cận cũng trong nháy mắt biến mất cả thông đạo lần nữa phục hồi bộ dáng ma khí quay cuồng như trước kia hàn lập hướng ra xa xa nhìn một cái trong đồng tử lam mang lóe lên rồi giơ tay năm ngón tay nhằm hư không chộp ra một chảo xa xa trong ma khí thanh quang điểm điểm quỷ dị hiện lên sau đó tụ lại cứ mười đoàn đại thanh quang to cỡ nắm tay ngưng tụ thành một quang đoàn sau khi quay tít một vòng thì trở lại như cũ thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh đúng là ương cập trì ngư chính là thanh trúc phong vân kiếm đã bị ba động làm nát bấy bất quá dựa vào bản lĩnh phi kiếm hóa hư thần thông hôm nay một lần nữa trở lại như cũ tựa hồ cũng không chịu bao nhiêu thương tổn sưu sưu mấy tiếng xé gió vang lên những thanh phi kiếm này thoáng cái đã hóa thành hơn 10 đạo thanh mong bắn quay về nhưng khi đến trước người hàn lập thì dừng lại hiện hình ra hàn lập dùng thần niệm nhanh chóng kiếm tra vài lần sau khi xác định chúng chỉ bị tổn thương ít nguyên khí thật sự không có việc gì thì mới thở dài một hơi hai tay bấm quyết đem chúng thu lại vào trong tay áo sau đó hàn lập nhìn hướng xa xa liếc mắt một cái trên mặt hiện ra vẻ nóng bỏng ngón tay nhìn xa liên tiếp điểm vài cái một vật lớn một vật nhỏ hai cái gì đó đen xỉ nhoáng một cái theo ma khí bay tới chỉ vài cái chớp động đã hiện ra trước mặt hàn lập đó là một cái chiến giáp đang bao bọc lấy thân thể ma viên cái còn lại là một thanh tàn nhận hàn lập trước tiên nhìn về phía ma viên lúc này nó đã hóa thành một cái thây khô mà bộ dáng chiến giáp màu tím bên ngoài tựa hồ cũng theo ma viên chết đi mà thoáng cái mất đi phân nửa uy năng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều hắn đầu tiên là nhướng mày rồi đột nhiên năm ngón tay nhoáng lên một cái rồi không tiếng động đặt trên chiến giáp màu tím này nắm đầu ngón tay hào quang màu xám nói lên từ sắc chiến giáp nguyên bản nghiêm mật dị thường đột nhiên phát ra một tiếng gào thét sau đó trong quần sáng mở mở chớp động bỗng nhiên hóa thành mấy kiện thây khô tách ra sau khi xoay quanh một cái thì lại hóa thành mấy đạo tử mang nhằm mọi nơi kích bắn đi bộ dáng như không mất đi linh tính nhưng hàn lập lúc trước đã thấy côi năng kinh người của chiến giáp màu tím này nên sao lại không phòng bị lúc này hắn hử lanh một tiếng cơ hồ tử quang vừa mới bắn ra thì tay áo run lên phanh một tiếng một chùm tế tu màu đen từ trong áo bào bay ra chỉ thấy thanh mang lóe lên những tử quang kia lập tức bị những tế ti này bao lấy toàn bộ sau đó từ trong ống tay áo hàn lập có một tiếng thanh minh rồi một vật bay ra vật này dài hơn một xích đúng là hư thiên đình nắp đỉnh này mở ra đem tế ti cuốn trở về và đem tất cả tử quang cưỡng chế thu vào trong đỉnh sau đó nắp đỉnh một lần nữa rơi xuống tiểu đinh quay tít một vòng rồi huyền phù trước người hàn lập hàn lập nhướng mày tay áo nhìn như tùy ý vung lên rồi tiểu đình quỷ dị biến mất hàn lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống cái thây khô bên ngoài thây khô này lông da đều đầy đủ nhưng làn da đã tím đen phảng phất như tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trong mắt hàn lập hàn quang lóe lên rồi đột nhiên há miệng phun ra một đạo kiếm khí màu xanh chém lên thây khô này hắn bộ dáng muốn trẻ đôi thân thể ma viên nhưng ngoài dự đoán lúc này đang một tiếng thanh âm phảng phất như tiếng kim trúc va vào nhau kiếm quang khi chém đến cái thây khô này thì lại bắn ngược ra không thể thương tổn mày may hàn lập hơi ngẩn người nhưng lại lập tức trừng hai mắt một tay chậm rã từ trong tay áo thỏ ra trong lòng bàn tay linh quang lóe lên một thanh tiểu kiếm màu xanh từ từ thò ra sau đó nhoáng một cái biến thành dài hơn một xích thanh quang mờ mịt hàn khí bức người cổ tay run lên trường kiếm màu xanh này không chút khách khí hóa thành một đạo thanh mang đâm thẳng vào vùng đan điền của thây khô xin zit thanh âm trầm muộn phảng phất như tiếng cưa gỗ truyền ra mũi kiếm khi đâm lên tàn thi thì lại chỉ có thể xâm nhập vào được hơn một tấc thì lại bị cản lại hàn lập sắc mặt bỗng nhiên đại biến thân thể đầu thánh giai ma viên này lại cứng cỏi như vậy tựa hồ không kém hắn chút nào nếu không phải hắn đã sử dụng kiếm chân kia với khốn đối phương trước để ma viên này tự do hành động thì chỉ bằng vào bộ tử giáp kia cùng thân thể cường hoành thì cũng không thể đơn giản đối phó được không hồ là tồn tại hợp thể trung kỳ đáng sợ so với tên hợp thể sơ kỳ giác si tộc mà hắn đã giao thủ qua thì căn bản là không cách nào so sánh được nếu không sử dụng đến huyền thiên chi bảo nhất là lúc đối phương toàn thịnh thì hắn tuyệt đối chỉ có bỏ mạng mà chạy tuy nhiên hít sâu vào một hơi hàn lập lại không có ý từ bỏ lại chút nào trên cánh tay ánh kim trượt trói lên đồng thời pháp lực trong cơ thể tuôn ra thoáng một cái đã rót vào trong thanh trường kiếm màu xanh trong tay trường kiếm lập tức ngâm lên các loại thanh minh thanh quang đại phóng rồi thân kiếm hàn quang lóe lên Tất tất xâm nhập vào trong thây khô thân kiếm sau khi tiến vào ước chừng vài tấc thì cổ tay hàn lập bỗng nhiên run lên mũi kiếm thoáng cái đã phát ra thanh âm vù vù rồi khoét một cái lỗ lớn cỡ cái chén ăn cơm tùy theo trường kiếm màu xanh lóe lên rồi biến mất mà tay kia hàn lập thì hư không nhằm vùng đan điền thây khô đánh ra một chảo sư một tiếng một vật từ đan điền cái thây khô rơi ra viên châu này to bằng quả trứng chim mặt ngoài tản ra chân ma khí cực kỳ tinh thuần đây đúng là mục tiêu của hàn lập ma hạch của thánh giai ma thú có vật ấy là hắn có thể đem kiện thiên ngoại ma giáp kia tu bổ lại tuy chưa thể phỏng đoán chính xác uy năng của ma giáp nhưng nghĩ đến sẽ không hơn kiện tử sắc chiến giáp vừa thu hồi kia đáng tiếc là kiện chiến giáp này rõ ràng đã bị luyện hóa hoàn toàn cho dù hắn có tế luyện lại thì phòng trừng uy năng cũng giảm đi đối với hắn mà nói thì nó có chút vô dụng hàn lập có chút tiếc nuối bàn tay hắn vừa lật thì bỗng nhiên trong tay có thêm một cái hộp ngọc màu đen hàn lập mở nắp hộp ra bỏ ma hạch vào nhất thời trong hộp ngọc xuất hiện một quầng sáng sau khi chấp động một cái thì đem ma hạch hút vào trong đó sau khi đóng nắp hộp lại trong tay kia hàn lập lại nhoáng lên một cái mà rút ra thêm hai cái phù lục màu bạc đem dán lên trên mặt hộp ngọc ánh sáng màu bạc phóng ra ma khí của ma hạch nguyên bản vẫn xuyên thấu qua vào hộp ngọc lúc này đã hoàn toàn bị phong bế bên trong hàn lập đem hộp ngọc kia thu hồi lại rồi lúc này mới bắt đầu đánh giá một đồ vật khác đó là kiện tử sắc tàn nhận kia hàn lập nhìn vật này trên mặt có chút quái dị vừa có chút hưng phấn lại có chút nghi hoặc Quyền thiên chi bảo nhưng uy năng so với cái của chính mình thì tựa hồ kém hơn rất nhiều. Bộ dáng lại có chút không giống. Chẳng lẽ bởi vì vật này không còn trọn vẹn? Hàn lập hai mắt nhíu lại, thì thào tự nói hai câu. Hắn vẫn chưa khởi động tàn nhận mà chỉ nhắm mắt dùng thần niệm đem nó tra xét tỉ mỉ. Cuối cùng thậm chí hai tay bấm quyết trên người kim quang đại phóng, rồi đem cả pháp tướng ba đầu sáu tay thả ra mà dùng thần niệm đào qua. Kết quả sắc mặt Hàn lập có chút khó coi hiện giờ trong cơ thể pháp lực đã còn lại không đến non nửa phòng chừng không có mấy chục năm công phu tu luyện thì không thể phục hồi lại có thể nói là tổn thất thật lớn điều may mắn duy nhất lúc này chính là việc vận dụng bảo kiếm do huyền thiên quả thực biến thành vẫn chưa làm cho máu huyết cũng như chân nguyên trong cơ thể mất đi bất quá hàn lập rất rõ ràng nguyên nhân uy năng một trăm lần này của huyền thiên chi kiếm kém xa lần trước phòng chừng là do hắn không trực tiếp dùng thân thể thúc giục huyền thiên chi bảo mà là dùng lực lượng của pháp tướng thay thế để khu động bảo vật. Một nguyên nhân khác là việc huyền thiên chi kiếm tự động hiện thân là do bị pháp tắc chi lực của thanh tàn nhận kia kích động. Theo đó uy năng lúc vận dụng huyền thiên chi kiếm giảm đi, nhưng may mắn là vẫn chém chết được ma viên mà không làm cho pháp lực của mình mất hết. Trước mắt tàn nhận này tuy cũng có thể khống chế một phần thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng rõ ràng là không thể so sánh với bảo vật do huyền thiên quả thực biến thành. Điều này làm cho Hàn Lập hoài nghi liệu nó có phải thật sự là huyền thiên chi bảo hay không tuy nhiên một chảm có thể phá tan xuân lệ kiếm trận thì cho dù nó không phải là huyền thiên tri bảo hay không thì tuyệt đối không phải là thông thiên linh bảo bình thường tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cho rằng thanh tàn nhận này bởi vì không được đầy đủ nên uy năng bị giảm đi mà nhờ vào đó ma viên mới sử dụng được đương nhiên cũng có thể là do bên trong tàn nhận này có ẩn chứa pháp tác chi lực nhưng về thứ bậc nó là tồn tại thấp nhất trong số các huyền thiên tri bảo hoặc là vượt rồi bị pháp tác chi lực trong huyền thiên chi kiếm khắc chế nên lúc lướng chủng pháp tác chi lực va và chạm vào nhau thì không chịu nổi một kích hàn lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động chỉ khoảng nửa khắc sau đã đem hết thảy việc này phân tích thấu triệt nhưng càng như thế ánh mắt hàn lập nhìn về phía tử sắc tàn nhận lại càng nóng bỏng huyền thiên chi kiếm phong ấn trong cánh tay hắn vẫn không thể tùy tâm thao tác nhưng lại có tản phiến của huyền thiên chi bảo mặc dù huy năng có giảm đi nhưng lại có hy vọng có thể dễ dàng khống chế được nếu không đầu ma viên kia tu vi rớt xuống đến bực này đồng thời cũng mất đi thân thể mà lại có thể sử dụng được tàn nhận này sau khi hít dài một hơi kiềm chế sự hưng phấn trong lòng hàn lập khoát tay từ đầu năm ngón tay thoáng bắn ra ngũ sắc quang hà trực tiếp tiến vào trong tử sắc tàn nhận phốc một tiếng trầm muộn hồi sắc quang hà vừa tiếp cận tàn nhận thì lập tức bị một mảnh tử quang từ bên trong thân phát ra chặn lại sau đó tàn nhận quay tròn chuyển động quang hà lập tức tán loạn biến mất nên không thể tiếp cận được tàn nhận này hàn lập nhướng mày một bàn tay trắng noạn như ngọc thỏ ra rồi ngũ sắc hàn diễm cuồn cuộn phun đến nhưng sau khi va chạm với nhau thì ngũ sắc hàn diễm đồng dạng không thể làm gì được tàn nhân này rốt cuộc trên mặt hàn lập hiện ra vẻ kinh ngạc sau khi sờ sờ cầm thì trầm ngâm một chút thì bỗng nhiên giật mình nhấc một tay lòng bàn tay trượt có kim quang trói mắt phát ra đồng thời một cỗ kim hạt từ trong lòng bàn tay phun ra nhắm thẳng tàn nhận bay đến lúc này đây thanh tàn nhận này lại thành thành thật thật đứng im mặc cho kim quang cuốn vào rồi trong nháy mắt bị kéo đến trước mặt hàn lập hàn lập lộ ra vẻ vui mừng ngưng thần nhìn vào trong bảo vật trước mặt chỉ thấy vật này gần như trong suốt bên trong có một vật gì đó trông rất sống động đang di chuyển mà thanh tàn nhận này vốn có màu tím thì lúc này lại dần dần lộ ra một tia kim mang dường như là đang bị phạm thánh chân ma công của hàn lập đồng hóa thấy vậy hàn lập giật mình đánh thót một cái nhưng rồi trong lòng lại mừng rỡ cái này chứng tỏ đến tám Phần 10 rằng thanh huyền thiên tàn nhận này đã mất đi sự khống chế, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chỉ cần đem một ít ma khí có chứa phạm thánh chân ma công rót vào trong đó là tự hồ có thể lập tức sử dụng được. Hiện tại hắn cơ hồ có 10 thành khẳng định được thanh tàn nhận này tuyệt đối là huyền thiên chi bảo xuất xứ từ ma giới, nếu không tuyệt đối không mẫn cảm đối với ma khí tinh thuần như vậy. Trong lòng sau khi hơi do dự thì Hàn Lập đã có quyết định, lúc này trên người kim quang đại phóng đồng thời, một mảnh lân phiến ánh vàng rực rỡ hiện ra trên da thịt hắn đã đem phạm thánh chân ma công vận hành tới cực điểm từng đạo kim quang giống như thủy triều nhằm hướng tàn nhận điên cuồng kéo đến mà thanh tàn nhận này cũng không chút khách khí cắn nuốt kim quang cơ hồ chỉ trong mấy cái hô hấp tử sắc đã biến thành màu vàng ròng nhưng tốc độ cắn nuốt của nó vẫn không chậm lại chút nào ngược lại linh vật vô danh bên trong kia trở nên vui vẻ dị thường thân hình cũng đồng dạng biến thành màu ánh vàng rực rỡ đến lúc này hàn lập lại cảm thấy có chút ăn không tiêu trong chốc lát công phu đó pháp lực của hắn đã bị thanh tàn nhận này hút đi một phần ba thấy vậy hắn quyết đoán tán đi kim quang trên người tùy theo kim sắc tàn nhận trong tay trượt lóe lên rồi chui vào trong tay áo không còn thấy bóng dáng hàn lập tuy rằng chưa hoàn toàn đồng hóa nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế được nó như vậy tạm thời là đủ rồi trong lúc này hắn sẽ không ngu ngốc mà đem toàn thân pháp lực tiêu hao vào đó hàn lập vừa nghĩ vừa thò tay vào trong chữ vật chạc lấy ra mấy cái bình nhỏ màu sắc khác nhau rồi liên tục lấy ra mấy quả đan hoàn mà ăn vào số đan dược này nếu có tác dụng gia tăng tốc độ khôi phục pháp lực tuy rằng không thể lập tức làm cho pháp lực khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhưng có còn hơn không sau khi ăn xong đan hoàn trong tay hàn lập trượt có thúy mang lóe lên một khối đỉnh gia linh thạch xanh bức hiện lên thúy quang chấp động rồi hàn lập bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực tinh thuần trong linh thạch ở trong loại địa phương nguy cơ tứ bể này hắn tuyệt đối không tức rẻ linh thạch bất quá ánh mắt hàn lập sau khi rơi xuống chỗ đan điền ma viên vừa mới bị phanh ra thì thần sắc vừa động tựa hồ nhớ tới cái gì đó hắn đưa mắt nhìn cái thây khô cẩn thận đánh giá vài lần thế nhưng vẫn không phát hiện ra chữ vật trạc hay đồ linh tinh gì khác hàn lập nhướng mày một tay giương lên rồi một viên hoàn màu đen bay ra sau khi bay quanh thây khô một vòng thì bỗng nhiên thả đại phiến bạch quang trực tiếp đem thây hút vào trong đó rồi bay vụt trở về theo sau thân hình hàn lập nhoáng lên một cái rồi biến thành một đạo độn quang màu đỏ bắn ra sau khi chớp động mấy cái thì bỗng nhiên hiện ra giữa đại sành cả gian đại sành ngoại trừ cái pháp trận bị hư tổn bảy tám phần ra thì cơ hồ không còn vật gì nữa sở dĩ nói là cơ hồ là bởi vì hàn lập liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái huyết sắc ngọc sàng kia đang lặng lặng nằm ở một góc huyết quang thi thoảng lai lóe lên hàn lập dùng thần niệm quét qua sau khi xác định ngoại trừ vật này ra thì nơi này xác định là không còn vật gì khả nghi nữa thì lúc này không khách khí nâng tay điểm tới một cái nhất thời cái giường nhì như trầm trọng đột nhiên bay lên trời sau khi quay tròn vừa chuyển thì liền bay đến nhưng khi đến trước người hàn lập thì bị hắn vung tay hư không chụp xuống cái giường này lập tức huyền phù bất động ở xa xa hàn lập đưa mắt nhìn kỹ nhưng không phát hiện ra cái gì dị thường thần niệm tùy theo liền đào qua nhưng vừa tiếp xúc với vật ấy thì lập tức bị bắn ngược trở lại cái giường này không cho thần niệm tiến nhập vào trong đó hàn lập không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong mắt làm, mang trượt lóe lên mà thi triển ra linh mục thần thông sau khi nhìn kỹ hắn bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng nhấc cánh tay lên rồi nhằm vào cái giường đánh ra một đạo pháp quyết một màn kỳ dị xuất hiện cái giường đột nhiên huyết quang đại phóng một đám cổ văn to cỡ nắm tay hiện lên sau đó hơi chuyển động một chút thì dừng lại ở phía trước mặt hàn lập đồng thời tập hợp xếp thành một thiên kinh văn thần bí dị thường ngân khoa văn hàn lập lướt mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của ngân sắc văn tự này trở thất thanh kêu lên lúc này mới kinh hỉ nhảy dựng lên cái văn tự này sao lại hiện ra từ cái giường đồng thời sao lại rơi vào tay đầu thánh giai ma viên này trong lòng Hàn Lập lúc này tự nhiên tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều đến việc này, mà ánh mắt nhìn chuyên chú vào thiên kinh văn này, kết quả làm biểu tình của hắn trở nên cổ quái dị thường, Huyền Thiên luyện khí thuật. Một hồi lâu sau, hắn mới thì thào một câu, trên mặt tràn đầy vẻ không tin được. Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa đọc kỹ lắm, nhưng vẫn đại khái hiểu được nội dung của thiên ngân khoa văn này, đúng là một loại luyện khí thuật thần bí chưa bao giờ gặp qua, chỉ một số nội dung trong đó đã làm cho hắn có một loại cảm giác hoang đường dị thường bởi vì vô luận là tài liệu hay là phương pháp luyện chế hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới đoạn cuối của kinh văn còn tự xưng là nếu dùng bí thuật này để luyện chế bảo vật huy năng thậm chí có thể so sánh với huyền thiên tri bảo vì thế thuật này mới dám xưng là huyền thiên luyện khí thuật thủ đoạn luyện nhật song hải nghịch thiên trong kinh văn này lại được thể hiện là phương pháp luyện khí đơn giản nhất nhưng phương pháp này đại khái chỉ có chân tiên tại tiên giới mới có năng lực thi triển ra còn đối với hàn lập mà nói thì căn bản chỉ là việc mơ mộng hão huyền Tuy rằng vẫn chưa đọc kỹ, nhưng trong lòng Hàn Lập đã thoáng thất vọng, nếu không phải thiên kinh văn này viết bằng ngân khoa văn, thì hắn cơ hồ cho rằng thiên kinh văn này là do đầu ma viên kia cố ý bịa đặt ra. Hàn Lập có chút không cam lòng, sau khi hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên hai mắt lam mang lại lóe lên nhìn về phía cái giường. Một lát sau, thần sắc hắn vừa động có vẻ như đã phát hiện ra được cái gì đó. Bỗng nhiên thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái rồi trở nên mơ hồ, sau đó lại hiện ra bên cạnh cái giường năm ngón tay duỗi ra vỗ vào cái giường ầm một tiếng lớn vô số đạo kim hồ từ đầu ngón tay bắn ra rồi hóa thành một cái lưới điện lớn màu vàng đem cái giường gắn vào trong ngân sắc phủ văn nhất thời giống như gặp phải khắc tinh con lại quay về trong phút chốc đã biến mất ở trong lôi quang mà sau bị kim hồ cuồng kích thì cái giường tấc tấc vỗ vụn ra đồng thời lan ra một cỗ huyết khí nồng đậm làm cho người ta có cảm giác buồn nôn hàn lập khẽ nhíu mày kim hồ theo năm đầu ngón tay hợp lại lôi võng lập tức thu lại hồ quang chấp động rồi huyết khí đã bị lôi quang dùng động đánh cho tán loạn theo sau trong kim sắc điện võng đã hiện ra một cái ngọc bài màu trắng ngà to cỡ bàn tay trên mặt ẩn hiện có ngân sắc cổ văn quay cuồng không chừng quả nhiên là bên trong còn có vật khác xem ra đồ vật này thật ra không giả bất quá kim khuyết ngọc thư có xuất xứ từ nhân yêu hai tộc sao lại lưu lạc ra ngoại giới mà còn rơi vào trong tay đầu ma viên này hàn lập cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà ngược lại nhíu mày rồi tự nói một câu lại nói tiếp cái kim khuyết ngọc thư này là cái thứ ba mà Hàn Lập có được nhưng đáng tiếc là những thứ ghi trên đó đối với hắn mà nói lúc này thật sự có chút vô dụng. Nếu hắn có thể tiến giai lên đại thừa kỳ thì nói không chừng là mới có thể dùng được một hai điểm gì đó. Bất quá cái huyền thiên luyện khí thuật này dù sao cũng có thể để hắn tham khảo một phần, vạn nhất có thể từ đó mà cảm ngộ ra được cái gì thì vẫn là vô cùng hữu ích. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập biết trước mắt không phải là lúc nghiên cứu kỹ cái này nên phất tay áo, một mảnh thanh hà bay cuộn xuống, thoáng chốc nhìn như quang hà sẽ đem ngọc bài cuốn vào trong đó thì vật ấy lai, quay tròn vừa chuyển động, rồi bỗng nhiên né sang một bên bay đi, nhưng Hàn Lập sớm đã có ý phòng bị. Một bàn tay khác như tê chấp hư không chộp một trào, nhất thời có một cỗ vô hình chi lực bắn ra đem không gian trong phạm vi hơn 10 trượng bao lại trong đó. Sư một tiếng, ngọc bài đã bị mãnh mẽ hút tới trong tay, Hàn Lập lúc này mới lấy từ trong chữ vật chạc ra một cái hộp ngọc, đem ngọc bài cẩn thận đặt vào trong đó và liên tiếp dán lên đó mấy tấm phủ lê rồi mới thu lại làm xong hết thảy thì trong đại sành không còn vật gì đáng lưu ý nữa thân hình hắn vừa động rồi hóa thành một đạo thanh hồng hướng ra cửa đại sành mà bay đi sau mấy cái chớp động thì đã tiến vào trong thông đạo ma khí trong độn quang hàn lập mỗi tay cầm một khối đỉnh dai mộc thuộc tính linh thạch thúy mang chớp động không ngừng cùng lúc đó đan dược ăn vào lúc trước cũng bắt đầu có hiệu lực từng đợt từng đợt linh khí tinh thuần xuất hiện rồi từ từ bị hút vào trong kinh mạch hiện giờ hắn đang cảm ứng vị trí vệ kim trùng theo dõi tiêm tiêm tuy không biết đối phương mưu đồ cái gì nhưng nghĩ đến cũng không phải là vật đơn giản hàn lập hiện tại đã xử lý xong việc của mình nên tự nhiên cảm thấy đài hứng thú mà tính toán muốn tham gia một chân vừa rồi cùng ma viên trước sau một phen tranh đấu cực kỳ hung hiểm nhưng thời gian trên thực tế cũng không quá dài trước sau bất quá chỉ là công phu một bữa ăn mà thôi vậy kim trùng kia vẫn đang đứng yên không nhúc nhích hiển nhiên tinh tộc nữ tử kia vẫn chưa hoàn toàn đắc thủ hiện tại vẫn là thời cơ tham gia tuy rằng hắn hiện giờ pháp lực hao tồn không ít Pháp tướng cũng rút nhỏ đi gần nửa nhưng tinh tộc nữ tử tu vi quá thấp nên tự nhiên, trong lòng hắn không có gì cố kỵ. Nếu không phải đối mặt với một gã có tu vi sấp xỉ với hắn, mà tu vi hàn lập lại hao tổn nhiều, thì nói không chừng liền ra vẻ không biết mà trực tiếp chạy ra khỏi nơi đây, không muốn rước phiền toái vào thân. Hàn lập độn quang phi thường nhanh chóng nhưng mới phi hành được một lúc, thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới đất truyền ra, tiếp theo dị biến nổi lên trong thông đạo ma khí đột nhiên mất khống chế mà kịch liệt quay cuồng đồng thời bên trong có tiếng gầm rú nổi lên cuồng phong cuồn cuộn vô số phong nhận lóe lên rồi bắn ra khắp thông đạo hàn lập cả kinh tay áo phất một cái phun ra một tầng hôi sắc quang hà phong nhận này nhìn như cuồng bạo nhưng sau khi bị nguyên từ thần quang quét qua thì tán loạn biến mất không thấy bạn đang xem Phạm nhân tu tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Hàn Lập nhướng mày suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì một thanh âm quái dị giống như tiếng tuấn mã tê minh vang lên bên tai. Vừa nghe thấy thanh âm này, Hàn bỗng nhiên cảm thấy pháp lực trong cơ thể như ngưng lại, không thể điều động được chút nào. Tiếp theo toàn thân hôi quang tán đi, thân hình Hàn Lập từ trên không trung rớt thẳng xuống, mà trong quá trình này phong nhận bốn phía thông đạo bắn đến giống như bão tố bắn lên trên người Hàn Lập nếu là một gã tu sĩ bình thường khác thì tự nhiên trong nháy mắt sẽ bị bầm thay vạn đoạn nhưng Hàn Lập thân thể mạnh mẽ không thao gì mà thú hợp thể kỳ nên chỉ nghe một trận thanh âm bang bang trầm đục phát ra thân hình hắn ở trong thanh quang vẫn bình yên vô sự bất quá như vậy trong lòng Hàn Lập vẫn cực kỳ kinh sợ thần niệm vừa động đại diễn quyết nhất thời hóa thành một cỗ hàn khí lưu truyền sự khác thường trong cơ thể liền biến mất sau đó hắn lại độn quang hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không mà đúng lúc này nền thông đạo phía dưới đột nhiên tấc tấc vỗ vụn ra tùy theo có thanh âm như tiếng sấm nổi lên vô số hồ quang điên cuồng phun ra vô luận là ma khí hay là vách tường thông đạo hệ tiếp xúc với hồ quang này là lập tức hóa thành cho bụi hàn lập cả kinh linh thạch trong tay liền biến mất rồi một tay bấm quyết sau một tiếng xét đánh thì một cái lôi y màu bạc hiện ra ở bên ngoài thân ngay cả hắc sắc hồ quang kia có bắn đến nhưng được hồ quang các màu đan vào nhau tạo ra một lớp chắn bên ngoài hàn lập nhưng lúc này sau vô số tiếng nổ kinh lôi liên miên không dứt thì nền đất dưới chân cùng tất cả ma khí trong thông đạo đều bị hắc sắc hổ quang cuốn xuống dưới vô số tảng đá lớn từ trên không trung chút xuống ngay cả hàn lập với một thân thần thông không kém nhưng cũng không kịp đề phòng mà bị vô số cự thạch đánh trúng sau một tiếng nổ ẩm vang thì bị chôn sâu dưới đống đá lớn ở bên ngoài nhìn vào thì thấy cả ngọn núi đang đổ ập xuống với tốc độ kinh người giống như có một bàn tay vô hình đem cả ngọn núi lớn lật lại sau đó dùng lực đè xuống mà theo những vết vỡ vụn ma khí từ trong vách núi thoát ra liều mạng hướng ra bốn phía tràn đi lúc này một tiếng tê minh từ trong ngọn núi sập chuyển ra hơi mười đạo điện quang màu đen phá tan núi đá mà ra rồi hóa thành một đám lôi kim điện màu đen dài hơi trăm trượng ở trên không trung nhảy múa không ngừng từ xa nhìn lại trông giống như hơn mười cái xúc tu thô to của một con bạch tuộc đang múa may trên không trung tiếp theo một tiếng nổ như trời sụp phát ra vô số đá vụn từ chỗ núi bắn ra cả tòa núi lớn giống như là vừa bị san bằng mà ở nơi đó có một con quái vật hình thể dài hơn nghìn trượng hiện ra. Quái vật này toàn thân đều do hắc quang tạo thành, nhưng bên ngoài thân lại có vô số hắc sắc lôi điện lóe lên không thôi. Hơn 10 cái xúc tu thoát ra trước kia, bất quá chỉ là 10 cái to nhất trong đó mà thôi. Mà ở trung tâm hắc quang không ngờ có một bộ mặt rộng đến một trượng, bộ mặt này màu trắng, hai mắt trợn to, bên trong có hàn quang lành lạnh chớp động đột nhiên một tiếng rồng ngâm từ trong hắc quang phát ra ở một chỗ bên ngoài thân cự đại quái vật này đột nhiên huyết quang trượt lóe một đầu dao long màu đỏ phá vỡ thân hình quái vật mà từ bên trong bắn ra sau khi chớp động một cái thì hắn đã ra ngoài hơn trăm trượng sau khi xoay quanh một cái thì bỗng nhiên hiện ra một gã nam tử cả người mặc ngân giáp đúng là tên nam tử họ khuê kia chỉ là lúc này trên mặt không còn vẻ âm ngoan lạnh lùng ban đầu mà sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nộ mà lúc này trong thân thể cự đại quái vật phía dưới lại có một thanh âm muộn hưởng phát ra tiếp theo thân hình lại nổ tung ra rồi từ bên trong quái vật có một cơn lốc màu xanh bay ra sau khi ngưng lại thì hóa thành một hư ảnh kỳ lân màu xanh quái vật gầm lên giận dữ một đạo hắc sắc hồ quang đột nhiên vọt ra chạm xuống hư ảnh kỳ lân nhưng hư ảnh kỳ lân chỉ lé lên thì liền giống như vô hình hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất ngay sau đó ở một nơi khác cạnh đó hơn trăm trượng thanh phong thổi qua rồi hư ảnh kỳ lân hiện ra nhưng bên ngoài thân linh quang đại phóng thân hình thu nhỏ vô số lần kích thước chỉ có mấy trượng như hình ảnh trở nên ngưng thật dị thường giống như là có thực thể vậy lúc này mới thấy rõ tại vị trí mắt trên đầu thanh sắc kỳ lân có một viên tinh thạch sáng loè loè mà trong hai mắt lúc này cũng lộ ra vẻ kinh sợ người rốt cuộc là ai mà có thể khống chế phụ thân huyệt linh từ trong miệng kỳ lân màu xanh truyền ra thanh âm một nữ tử mặc dù trong lời nói tràn ngập sự phẫn nộ nhưng vẫn dễ nghe dị thường rõ ràng là thanh âm của tiêm tiêm lúc trước sau khi nàng tiến vào trong chân linh chi huyệt chưa kịp tìm được vật cần thiết thì nam tử họ khuê bỗng nhiên xuất hiện tiếp theo huyệt linh nguyên bản đang ngủ say đốn nhiên sinh ra dị biến tỉnh dậy rồi háo mồm một ngụm đem nàng nuốt vào trong cơ thể nếu lần này không phải nàng đã chuẩn bị đầy đủ lập tức ăn vào một loại bí dược đặc chế sau đó để kỳ lân thi triển đại thần thông phụ thân mà hóa thành hư ảnh kỳ lân trước mắt thì chỉ sợ thật sự đã bị huyệt linh cắn nuốt rồi ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì ta chỉ muốn hỏi chân lân bản nguyên trong chân linh chi huyệt đâu nam tử họ khuê lại lành lạnh hỏi hắc hắc ta có lai lịch gì chân linh chi huyệt này các người nghĩ xem còn có ai có thể biết được từ trong miệng cự đại quái vật truyền đến tiếng cười lạnh có chút mơ hồ không rõ nhưng thanh âm âm trầm dị thường làm cho người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên mà thân hình nguyên bản đã bạo liệt non nửa trong một lát công phu liền có hắc quang trượt lóe rồi khôi phục lại như thường giống như chưa hề có thương tổn nào cả nam tử họ khuê vừa nghe lời này thì sắc mặt đại biến mà kỳ lân màu xanh cũng giật mình cái gì ngươi cũng là không sai trừ bỏ chúng ta thì đích xác là không có ai biết được sự tồn tại của chân linh chi huyệt này hư ảnh kỳ lân nhìn nam tử họ khuê liếc mắt một cái sau khi hít một hơi sâu nói hừ ta và người hoàn toàn không giống nhau người ký sinh vào một gã tinh tộc nhỏ yếu mà còn thất bại còn ta thì đã ký sinh thành công vào một đầu ngân giao nam tử họ khuê hai mắt lóe lên không khách khí nói nghe nam tử họ khuê nói như thế trong mắt hư ảnh kỳ lân hiện lên một tia tức giận nhưng lại thản nhiên nói có thể ký sinh thành công cũng bất quá là do may mắn mà thôi năm đó bọn ta đều là một trong mười vạn phân thần niệm chi lực của bản tôn có cái gì khác nhau đâu ta lại cảm thấy loại cộng sinh này cũng không kém so với ký sinh là mấy chỉ cần tinh tộc nữ tử này có thể luyện tới cảnh giới độ kiếp kỳ phi thăng thì ta đồng dạng có thể khôi phục được thân chân lân cùng pháp lực vô biên phi thăng mơ mộng hão huyền chỉ là một gã tinh tộc nhân mà cũng dám nghĩ đến việc này. Nam tử họ khuê nhếch miệng lên châm chọc nói. Có gì không thể chứ, nếu có thể có được chân lân bổn nguyên trong chân linh chi huyệt, cho dù là một màu nhỏ thì ta vẫn có một tia hy vọng phi thăng lên tiên giới. Kỳ lân màu xanh có vẻ bình tĩnh dị thường nói. Chân linh có thể sinh ra bản nguyên chi lực bực này nếu cấp cho một gã tinh tộc thì đúng là lãng phí của trời, nếu cấp cho ngân giao ta thì chỉ cần hơn một vạn năm có dư là ta có thể thoát khỏi giao thân mà biến thành thân thể chân long nam tử họ khuê không phủ nhận lời của hư ảnh kỳ lân nhưng vẫn khinh thường nói người nói như vậy thì chẳng lẽ muốn ta đem chân lân bản nguyên chắp tay dâng cho ngươi sao ngay cả lúc trước ta và ngươi đều là nhất thể tồn tại nhưng nhiều năm như vậy qua đi chúng ta sớm đã đều độc lập giống như hai người xa lạ vậy huống hồ cho dù là ta nguyện lui một bước thì vị phía dưới này cũng sẽ không có cái tâm khiêm nhường như vậy vừa rồi ở trong chân linh chi huyệt chính nó đã muốn trực tiếp cắn nuốt ta và ngươi a à. Kỳ lân màu xanh đầu tiên là nhằm cự đại quái vật phía dưới nhìn lướt qua rồi cười lạnh. Ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, mà phụ thân được huyệt linh, cũng có tính toán gì. Hiện tại nhanh đem thực linh khí lấy ra cho ta, ta liền lập tức xoay người rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nam tử họ khuê tuy rằng, nghe ra lời đối phương có ý kích động châm ngòi nhưng khoái mắt sau khi hơi nhảy dựng lên thì vẫn hướng xuống phía dưới lạnh lùng nói. Muốn có chân lân bản nguyên ư, đương nhiên là có thể chỉ cần hai người các ngươi lại tiến vào trong bụng ta cùng ta hòa hợp thành một thể thì tự nhiên là có quái vật phát ra thanh âm cười cợt quái dị cái gì đã muốn cắn nuốt rồi à không đúng để có thể hấp thu chân lân bản nguyên thì phải có được thân thể thực sự lấy hư ảnh của huyệt linh thì làm sao có thể làm được như vậy nam tử họ khuê căn bản không tin ai nói cho các ngươi ta là huyệt linh chi khu hai người các ngươi thật ra không phải là nhóm đầu tiên tìm đến đây lúc này cử đại quái vật trầm mặc một chút rồi âm âm trả lời lời này có ý tứ gì kỳ lân màu xanh bên ngoài thanh quang trượt lóe cũng có chút kinh nghi hỏi nói đúng ra là những tên gia hỏa như các ngươi ta đã sớm cắn nuốt đến ba bốn tên rồi hiện tại chỉ cần nuốt thêm hai người các ngươi cộng thêm vài loại chân linh chi huyết nữa thì không lâu sau ta có thể có được chân linh thể về phần chân lân bản nguyên thì tự nhiên là ở trong cơ thể ta tốt lắm còn muốn biết cái gì nữa thì các ngươi cứ để cho ta cắn nuốt trở thành một bộ phận thân thể của ta thì tự nhiên cái gì cũng biết cự đại quái vật tựa hồ không muốn nhiều lời bên ngoài thân hắc quang trượt lóe trong tiếng sấm lưỡng đạo hắc sắc hổ quang trượt lóe bắn ra xa nhìn lại giống như hai thanh cự thương màu đen dường như trái phải trực tiếp xuyên thủng hư ảnh kỳ lân cùng nam tử họ khuê nghe quái vật nói như vậy nam tử họ khuê sắc mặt trở nên khó coi dị thường nay lại thấy quái vật thật sự công kích thì trong lòng nổi giận cũng không thấy nó nói cái gì thân hình nhoáng lên một cái rồi đột nhiên hóa thành thân thể độc nhất vô nhị nó giơ một tay lên một đạo ngân sắc phi kiếm theo đó mà chém ra rồi biến thành một đạo ngân sắc kiếm quang dài hơn mười trượng chợt lóe lên đã đem đạo điện quang đang hạ xuống chằm một chàm mà diệt bên kia hư ảnh kỳ lân màu xanh há to miệng cái đầu đột nhiên cuồng trướng lên mấy lần sau đó một ngụm trực tiếp đem hắc sắc hổ quang đang kích tới nuốt vào thấy vây nam tử họ khuê ánh mắt chợt lóe lên rồi nói đại thôn diệt thuật xem ra thần thông của ngươi dù sao cũng không yếu có tư cách cùng ta liên thủ một lần chúng ta cùng ra tay diệt sát quái vật này sau khi có được chân lân bổn nguyên thì chia đều quái vật kia tồn tại gì chứ cho dù có cắn nuốt được thì căn bản cũng không có khả năng hoàn toàn luyện hóa được hảo một lời đã định kỳ lân màu xanh sau khi hơi trầm ngâm thì liền quyết đoán đáp ứng hiện giờ tuy nó và tiêm tiêm hóa thành một thể nên khát vọng đối với chân lân bổn nguyên tiêu nhiên rất lớn tuy đối với nam tử họ khuê kiên nó cực kỳ kiêng kỵ nhưng tên quái vật phụ thân huyền linh kia cũng là đại địch không thể không diệt tùy theo bên ngoài thân kỳ lân màu xanh thanh quang trượt lóe thân hình trượt lóe lên rồi lại hóa to lên thành hơn trăm trượng đồng thời một cỗ khí thế kinh người phóng lên cao nam tử họ khuê thấy vậy lúc này ba cái hóa thân đồng thời nhoáng lên một cái trên đỉnh đầu một cái ngân quang trượt lóe rồi một đạo thật lớn dài hơn mười trượng thoáng cái hiện ra một cái thì hai tay trả sát một cái thì một đoàn hỏa diễm đỏ đậm từ hư không hiện ra bổn thể cái cuối cùng thì đứng tại chỗ quay tròn một cái nhất thời lắc đầu vẫy đuôi mà hiện ra bản thể ngân sắc giao long đối mặt với tồn tại quỷ dị phía dưới hai người đều bày trận sẵn sàng đón địch không dám chậm trễ mảy may lúc này quái vật phía dưới lại cười một trận quỷ dị các người các ngươi còn dám phản kháng tốt lắm không chạy thì cũng đỡ phiền phức cho ta bất quá trước khi xử lý các ngươi ta phải đón tiếp hai vị khách không mời mà đến đã vừa dứt lời hơn 10 cái hắc sắc hổ quang cùng tiếng sấm đột nhiên vang lên rồi không một chút dấu hiệu nhà một nơi trên hư không bổ đi hắc sắc hổ quang chưa thực sự hạ xuống mà linh áp thật lớn đã đi trước như một cơn lốc áp xuống mà bên kia trong hư không có ngân ảnh trượt lóe lên rồi một cái bóng người thon thả hiện ra sau đó nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo ngân hồng bắn đi nhưng vào lúc này một tiếng sét thật lớn nhằm thẳng đến không gian phụ cận ông ông tác hưởng hơn 10 đạo hồ quang thô to ngưng tụ lại thành một đoàn rồi biến ảo thành một thanh hắc sắc cự kiếm dài hơn trăm trượng trượt hạ xuống đã đem đạo ngân hồng vì bị sét đánh mà tốc độ chậm lại một kích diệt sát thậm chí cái bóng thon thản mà trong ngân hồng kia một tiếng kêu thê lương cũng không kịp phát ra nhân ảnh này tự nhiên chính là vị cao giai ma thú cửu dạ biến hóa ra vốn vẫn dựa vào ẩn nặc thuật thần diệu mà truy tung hàn lập đến đây nàng tuy có tu vi luyện hư trung kỳ nhưng dưới một kích của hắc sắc cự kiếm thì không có một chút phản kháng nào vừa thấy uy năng đáng sợ của kinh thiên cự kiếm nọ hóa thân của nam tử họ khuê cùng hư ảnh kỳ lân đồng thời cả kinh mà hiện ra vẻ mặt ngưng trọng mà kiếm này sau khi đắc thủ thì không có ý phản hồi trực tiếp công kích đối thủ đối diện mà lại nhoáng lên một cái hóa thành một đạo hắc hồng thật lớn hướng mà đất phụ cận mà chạm xuống điều này làm cho nam tử họ khuê cùng kỳ lân màu xanh tự nhiên ngần ra mắt thấy hắc hồng hùng hồ rơi xuống dù có thể đem tất cả đại địa tan vỡ thì dưới đất đột nhiên chuyển ra một thanh âm sắc bén sau đó thanh quang trượt lóe và dưới đất đột nhiên bắn ra 72 thanh tiểu kiếm màu xanh phi kiếm này thoạt nhìn chỉ dài vài tấc nhưng sau khi bắn ra thì đột nhiên hướng về trung gian tụ lại hóa thành một thanh cự kiếm dài mấy trượng đồng thời sau một tiếng sét đánh thì kim sắc hổ quang chói mắt bắn ra sau đó không chút yếu thế đón đỡ một kích của hắc sắc cự kiếm ầm một tiếng kinh thiên động địa kim hắc hai sắc hổ quang đan vào nhau chấp động hai cái ở trên tầng trời thấp rằng co không dứt ngay cả hắc sắc cự kiếm có thể tích lớn kinh người nhưng cự kiếm màu xanh phía dưới tựa hồ sắc bén dị thường đồng thời kim sắc hổ quang chợt toát ra cũng có uy năng vô cùng lớn nên bộ dáng không chút rơi xuống hạ phong quái vật trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nhưng lập tức hử lạnh một tiếng bên ngoài thân hắc quang trượt lóe mấy mươi đạo hắc sắc hồ quang vọt lên có vẻ như muốn bắn ra nhưng vào lúc này sư một tiếng phi kiếm màu xanh hạ xuống đồng thời có một đạo thanh hồng kích ra mà cơ hồ cùng lúc đó hắc sắc cự kiếm đột nhiên sáng ngời một đạo hắc sắc kiếm quang khác quỷ dị hiện lên tiếp theo trượt lóe lên phía trên đạo thanh hồng hung hăng chạm xuống đương một tiếng va chạm giòn vang lên thanh hồng trượt tắt ở chỗ cũ đột nhiên hiện ra một quần sáng thủy tinh quỷ dị kiếm quang khi chạm lên quần sáng này thì đều bị trượt đi theo hai bên mà lướt qua. Mà ở trong cuồng sáng thủy tinh có một đạo nhân ảnh đang đứng thẳng, hai tay để sau lưng. Rõ ràng là Hàn Lập lúc trước đã bị chôn sâu dưới núi đá, hắn đưa mắt nhìn quái vật, hóa thân nam tử họ khuê cùng với hư ảnh kỳ lân màu xanh đảo qua rồi giơ một tay lên. Nhất thời từ cách đó không xa dưới mặt đất có một đóa kim hoa to cỡ nắm tay bắn ra, sau khi lóe lên thì lướt về phía hắn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.